Trường 3960, đi hướng Thánh Đảo. Lời này mới ra, phía dưới Hạ Linh Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, nói thầm lãng ca ca nói cực phải, chiếu San Nhi tính tình, vô luận người ở chỗ nào, khẳng định đều sẽ chủ động tìm kiếm chúng ta. Đã chúng ta đã tìm lượt tất cả hải đảo cũng không thấy San Nhi, kia San Nhi cũng chỉ có khả năng tại Thánh Đảo bên trong. Viên vương cao mày nói, tam thánh giáo cương trảm thánh sử chúng ta cũng không có tìm được, tên kia chẳng lẽ cũng vây ở Thánh Đảo A. À? thẩm lãng trầm giọng thở dài, đại ca, ta lo lắng nhất chính là cái này. Lúc trước ta từ Vân Hải giới một chút trùng tộc ngư nhân trong miệng hiểu rõ đến một chút tin tức, thánh đảo là Vân Hải giới lớn nhất hòn đảo, lúc trước liên hợp đại quân thiên tiên đạo hữu cùng tam thánh giáo tu sĩ bị chấn hải thôn tính về thời điểm, cũng là có xác suất xuất hiện tại thánh đảo bên trong. Trừ cái đó ra, thẩm lãng đối thánh đảo còn có một bộ phận suy đoán, vừa vặn thừa cơ hội này cho mọi người nói một câu. Thẩm lãng đem hải tộc tại Vân Hải giới bên trong chuyện tu luyện nói một lần, trọng điểm lộ ra hải tộc có thể tại vân hải giới bên trong đột phá la thiên thượng tiên tin tức. Mọi người cũng đều biết, bây giờ chân tiên giới lực lượng pháp tắc tiếp tục suy yếu, phổ thông tu sĩ gần như đã không có biện pháp đột phá la thiên thượng tiên, nhưng kia hải tộc lại có biện pháp, đủ để chứng minh cái này chấn hải kình trong bụng không gian có thể miễn trừ ngoại giới một bộ phận lực lượng pháp tắc ảnh hưởng. Hải tộc trước kia liền ở tại vân hải giới thánh đảo, nếu như chúng ta có thể đào móc ra hải tộc là lấy loại biện pháp nào xung kích la thiên thượng tiên, vậy ta chờ có lẽ cũng có hy vọng mượn hải tộc đặc thù phương pháp tu luyện xung kích la thiên thượng tiên thẩm lãng không nhanh không chậm nói Xoạt, vừa dứt lời toàn trường chấn động tất cả tu sĩ trên mặt tất cả đều hít vào một hơi hàn khí mặt lộ vẻ rung động thẩm lãng người coi là thật xác thực định hải tộc có thể tại vân hải giới bên trong đột phá la thiên thượng tiên ngọc la sát đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng tinh thần đại trấn nhịn không được truy vấn không chỉ là nàng ở đây tất cả thiên tiên đỉnh phong tu sĩ ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm thẩm lãng bọn hắn nằm mộng cũng nhớ đột phá la thiên thượng tiên nếu như có thể có loại cơ hội này bốc lên lớn hơn nữa nguy hiểm đều đáng giá a à. cùng nó để cho ta tới giải thích chẳng bằng để một vị càng hiểu hơn việc này tiền bối giải đáp một chút thẩm lãng ánh mắt chuyển hướng phía dưới chống gậy chống long đà tử đứng dậy ôm quyền nói còn mời long đạo hữu nói rõ một chút tình huống thẩm đạo hữu khách khí long đà tử hướng thẩm lãng ôm quyền đáp lễ sau đó liền hướng đại điện bên trong chúng tu sĩ giải thích nói, lão phu ở lâu cửu long đảo, cách bạo loạn hải vực tương đối gần, cho nên đối hải tộc có biết một hai. Hải tộc là hồng hoang vô thú chấn hải kình sen lẫn tộc đàn, bọn hắn nhất tộc chủ yếu là dựa vào chấn hải kình trong bụng năng lượng mà thu được tu vi. Chính là bởi vì loại này dục tốc bất đạt thức đột phá phương thức, cho nên cùng cảnh giới hạ hải tộc tu sĩ so ngoại giới tu sĩ thực lực phải yếu hơn rất nhiều, la thiên thượng tiên cũng là như thế. Tại sự kiện lần này trước đó, Hải tộc tổng cộng có 5 vị La Thiên Thượng Tiên, trong đó một vị Hải tộc Thái Thượng trưởng lão vẫn là 800 vạn năm trước đột phá. Lão phu còn nhớ rõ, lúc trước Hải tộc vị này Thái Thượng trưởng lão đột phá La Thiên Thượng Tiên thời điểm, Hải tộc còn phái đi ra tu sĩ tiến về Cửu Long đảo, ra lệnh cho ta Cửu Long đảo đưa lên hạ lễ. Chính là bởi vì phát sinh qua chuyện này, lão phu cơ bản có thể xác định, Hải tộc đích thật là có đặc thù phương thức xung kích La Thiên Thượng Tiên. Nhưng cho dù bọn hắn đột phá La Thiên Thượng Tiên thực lực tu vi cũng so phổ thông la thiên thượng tiên kém hơn một mảng lớn, khẳng định không địch lại kia tam thánh giáo thánh sử. Long đà tử thản nhiên nói, 800 vạn năm trước đột phá la thiên thượng tiên, viên vương trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, 800 vạn năm trước chân tiên giới lực lượng pháp tắc cơ này đã suy yếu đến không cách nào lệnh tu sĩ lấy phương thức bình thường xung kích la thiên thượng tiên. Nếu như hải tộc thái thượng trưởng lão còn có thể đột phá, chứng minh bọn hắn xác thực có phương pháp đặc thù đột phá la thiên thượng tiên. Thẩm lãng nghiêm mặt nói, hải tộc trước kia lâu dài sinh hoạt tại thánh đảo, có lẽ có thể tại bọn hắn tộc địa bên trong tìm tới phương pháp tu luyện. Nếu như có thể nhờ vào đó nghiên cứu ra đột phá la thiên thượng tiên ảo diệu, vậy đối với ta nhóm liên hợp đại quân mà nói, nhất định là chỗ tốt cực lớn. Lời này mới ra, toàn trường gần như sôi trào. Quá tốt, như thế nói đến, chúng ta có hy vọng đột phá la thiên thượng tiên. Ngọc La Sát, cửu đầu đại vương, tuyệt trần lão tổ chờ một đám thiên tiên đỉnh phong tu sĩ ánh mắt nóng rực, từng cái vô cùng kích động. Lúc trước kia càn khôn niên đảo trận chi pháp quá mức sườn già. Nếu như có thể có tốt hơn phương thức đột phá là thiên thượng tiên, vậy nhưng thật sự là thiên đại hảo sự. Viên Vương tâm tình thật tốt, hướng phía Long Đà Tử ôm quyền cười nói, ha ha ha. Còn muốn cảm tạ Long Đạo Hữu báo cho cái này bí mật kinh thiên. Đối đãi chúng ta bình an sau khi ra ngoài, nhất định phải thật tốt uống một chén. Nhất định nhất định, Long Đà Tử báo một trong cười, lập tức lại nhắc nhở đối Viên Vương hải tộc có thể tự do xuất nhập trấn hải kình trong bụng không gian nói rõ kia thánh đảo bên trong có lẽ có lối ra có thể để cho ta chờ rời đi cái này vân hải giới viên vương hai mắt tỏa sáng nếu như thế kia liền không có gì để nói nhiều cái này thánh đảo là nhất định phải đi dứt lời viên vương mặt hướng đám người cất cao giọng nói chư vị đạo hiếu ngày mai theo ta cùng thẩm lãng tổng thống lĩnh ra biển đi thánh đảo tìm tòi tốt viên vương anh minh chúng tu sĩ nhao nhao hưởng ứng cảm xúc bành trướng thậm chí cũng bắt đầu chờ mong lên thánh đảo chi hành. Thẩm lãng nghiêm mặt nói, đại ca cũng không cần quá nóng vội, ta chờ ở đi thánh đảo trước đó, còn cần làm sơ chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị, viên vương hiếu kỳ hỏi, hải tộc có để vân hải giới trùng tộc gống lên càn lam thạch thói quen, càn lam thạch là vân hải giới duy nhất ẩn chứa năng lượng chi vật, có lẽ chúng ta tại thánh đảo có thể dùng tới khối đá này. Tại đi thánh đảo trước đó, chúng ta tận khả năng thu thập nhiều một chút càn lam thạch, để phòng bất cứ tình huống nào. Thẩm lãng trầm giọng nói, hắn luôn có dự cảm, càn lam thạch hẳn là có thể phát huy một ít tác dụng. Tốt, viên vương mặc dù đối càn lam thạch không quá cảm mạo, nhưng bản năng tin tưởng thẩm lãng, liền phân phó xuống dưới, gọi lân tộc tộc trưởng, mệnh hắn giao ra tất cả càn lam thạch. Thẩm lãng cảm thấy những cái này lân tộc người khó tránh khỏi có chút quá đáng thương, khuyên can nói, đại ca không muốn làm như thế, chúng ta hoàn toàn có thể chờ lúc ra biển, dọc theo đường vơ vét một chút hòn đảo trùng tộc càn lam thạch là được, liền không cần đối lân tộc xuống tay, dù sao đối phương cũng đã giúp chúng ta. Huống chi, liền lân tộc điểm ấy càn lam thạch, còn còn thiếu rất nhiều. Là đại ca quá gấp, việc này liền nhường hiền đệ đến thu xếp đi. Viên vương nhẹ gật đầu, xem như bỏ qua lân tộc một ngựa. Cảm tạ thượng tiên, lân tộc tộc trưởng quỳ dạp xuống thẩm lãng trước mặt, nói cảm ơn liên tục. Không cần cảm ơn ta, chúng ta rất nhanh liền sẽ rời đi nơi đây. Rời đi về sau, chúng ta sẽ vơ vét xung quanh hòn đảo trùng tộc Càn Lam Thạch, sau này lân tộc sẽ càng thêm an toàn, ta chờ cũng sẽ không lại đến quấy giày lân tộc, các người tự giải quyết cho tốt. Thẩm lãng trầm giọng nói, lân tộc tộc trưởng lại lần nữa bái tạ, cảm động đến rơi nước mắt. Bất cứ lúc nào, thẩm lãng đều không nghĩ vi phạm nguyên tắc của mình, dù là đối phương là một đám tôm tép, chỉ cần là có trợ giúp mình, mình vẫn là sẽ thiện đãi bọn hắn. Trường 3961, Trung tâm Hải vực cùng Quái Ngư Thẩm Lãng trong lòng lo lắng Hạ San Nhi an nguy, quyết định nhanh chóng xuất phát, tránh lãng phí thời gian. Hạ quyết tâm về sau, Viên Vương cùng Thẩm Lãng lúc này dẫn theo tất cả liên hợp đại quân tu sĩ lại lần nữa ra biển, Long Đà Tử cũng theo bọn hắn cùng một chỗ hành động. Chúng tu sĩ đi vào đường ven biển về sau, Hạ Linh Nhi ngay lập tức phát ra linh chu. Đám người nhao nhao ngồi lên linh chu, rời đi Bắc Lân đảo. Thẩm Lãng để Hạ Linh Nhi đừng quá mức lo lắng, trước tiên ở Bắc Bộ chung quanh đảo bồi hồi một trận trắng trợn vơ vét các đảo lớn càn lam thạch. Hạ Linh Nhi tâm thần lĩnh hội, điều khiển Linh Chu bắt đầu đi vòng. Thẩm Lãng dẫn đầu liên hợp đại quân lên đảo, dẫn đầu tại Bắc Lân đảo lân cận hòn đảo vơ vét càn lam thạch, sau đó mở rộng phạm vi đến Vân Hải giới Bắc Bộ. Tân thua thiệt yêu nguyệt thánh nữ cùng Hạ Linh Nhi có thể sử dụng nhẫn chứa đồ, nếu không vơ vét đến càn lam thạch đều không tốt vận chuyển. Linh Chu ở trong biển quanh đi quần lại, bồi hồi nửa tháng lâu, trung thu thập càn lam thạch hơn 300 triệu viên. Thẩm lãng cảm thấy số lượng không sai biệt lắm, này mới khiến Hạ Linh Nhi tốc độ cao nhất điều khiển Linh Chu lái về phía Thánh Đảo. Chấm, Thánh Đảo ở vào vân hải giới chính giữa, quanh mình hải vực có rất nhiều trong biển dị thú bồi hồi, 10 phần nguy hiểm. Phàm là xâm nhập vân hải giới chính giữa hải vực ngư nhân, liền không có còn sống trở về ví dụ. Cho nên, đối vân hải giới ngư nhân đến nói, chính giữa hải vực chính là vân hải giới cấm địa, lại càng không cần phải nói Thánh Đảo. Hạ Linh Nhi điều khiển Linh Chu tại trong biển rộng đi thuyền ba ngày, dần dần tiến vào chính giữa hải vực. Vân hải giới trung tâm hải vực hoàn cảnh cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt, trên bầu trời sấm sét vang dội, trên mặt biển sóng lớn ngập trời, từng cơn sóng liên tiếp, bốn phía nổi lên mãnh liệt phong bạo. Trừ cuồng bạo sấm sét cùng bão tố bên ngoài, trong biển bồi hồi rất nhiều hải thú, như là thẩm lãng lúc trước gặp phải bạo phệ cá mập, thành quần kết đội hành động, ý nổ va chạm Linh Chu. Nhưng Linh Chu tốc độ quá nhanh, bạo phệ cá mập loại này hải thú căn bản không đuổi kịp linh chu liền bị xa xa lắc tại phía sau bởi vì bên ngoài hoàn cảnh ác liệt ngừng lại trên bong thuyền chúng tu sĩ nhao nhao trở lại trong khoang thuyền nhắm mắt dưỡng thần dầm 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 linh chu thỉnh thoảng phát ra từng đạo trầm đục thanh âm thân thuyền hơi có lay động dung chuyển bất ổn ngay tại khoang tàu chính giữa trong trận pháp thôi động linh chu hạ linh nhi hướng phía đám người khởi xướng truyền âm các vị đạo hữu không cần lo lắng chẳng qua là một chút hải thú va chạm thân tàu thôi Linh Chu đi thuyền thời điểm có thể sẽ hơi có sóc này, mọi người không cần quá nhiều để ý. Nghe được truyền âm về sau, chúng tu sĩ không còn để ý việc này. Hạ Linh Nhi thúc giục Linh Chu dù sao cũng là khai quang cấp tiên bảo, mặc dù trở ngại giao diện pháp tắc áp chế, Hạ Linh Nhi cung cấp hỗn độn linh lực có hạn, nhưng thôi động Linh Chu lúc tốc độ cũng xa xa muốn vượt qua những cái này hải thú, xác thực không cần để ý tới. Nhưng mà, mấy canh giờ sau, đông đông đông, Linh Chu đột nhiên ở giữa phát ra từng đạo nổ rung trời, giống như bị cái gì dày đặc đồ vật va chạm cả chiếc linh chu mất đi cân bằng ngã trái ngã phải đi thuyền tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm động tĩnh này giống như là bị rất nhiều cự thạch đập trúng linh chu thân tàu đồng dạng cho dù hạ linh nhi kiệt lực thôi động linh chu linh chu vẫn là nhận to lớn lực cản tốc độ không ngừng trở nên chậm cho đến ngừng lại chuyện gì xảy ra thẩm lãng nhíu nhíu mày hạ linh nhi một bên thôi động linh chu tiếp tục phá sóng tiến lên một bên hô thẩm lãng ca ca thuyền ngoài có hải thú bày tại công kích linh chu trở ngại linh chu tiến lên ngươi xem một chút có thể hay không dẫn đầu một chút đạo hiếu giải quyết hết bên ngoài bọn này đáng ghét hải thú tốt thẩm lãng lập tức chào hỏi lên trong khoang thuyền tu sĩ ra ngoài hỗ trợ viên vương cũng đứng dậy vẫy vẫy tay trong lúc nhất thời tất cả tu sĩ đều đi ra khoang tàu ầm ầm khoang tàu ngoài hải sóng ngập trời thiên không mây đen cuồn cuộn sấm sét vang rội nương theo lấy kinh khủng sóng lớn lăn lộn đập vô số màu đen quái ngư từ sóng lớn bên trong sông ra, như viên đạn hướng phía Linh Chu va chạm mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Những cái này quái ngư chẳng qua chiều cao hai trượng, đỉnh đầu mọc ra cực kỳ sắc bén gai nhọn, chỉ là kia gai nhọn liền đạt tới dài một trượng. Vân hải giới trong biển dị thú cũng có đẳng cấp phân chia, cái này quái ngư mặc dù cái đầu nhỏ, nhưng lực công kích cực kỳ kinh người, nhất định là đỉnh cấp dị thú không thể nghi ngờ. Đông, đông, đông chỉ thấy rất nhiều quái ngư đụng vào linh thuyền trên, phát ra từng đợt bạo hưởng thanh âm. Cũng may Hạ Linh Nhi tế ra Linh Chu là khai quang cấp tiên bảo, cứng rắn vô cùng, đổi thành là lân chu, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bọn này quái ngư bị đụng thành mảnh vụn cặn bã. Nhưng Linh Chu nhận một cú cự lực va chạm, bị mạnh mẽ bước ngừng lại, rất khó lại hướng phía trước đi thuyền. Thẩm Lãng tiện tay chụp chết mười mấy con đánh tới quái ngư, định thần nhìn lại, chỉ thấy trong nước biển lít nha lít nhít, đều là quái ngư cái bóng, số lượng nhiều khó mà đánh giá. Liên tục không ngừng quái ngư từ ngay phía trước bất ngờ đánh tới, đụng vào Linh Chu mặc dù không thể đối linh chu tạo thành tổn thương, nhưng chỗ mang theo lực lượng có thể trên diện rộng chậm lại linh chu tốc độ, thậm chí có bước ngừng linh chu xu thế. Bọn này quái ngư góc độ công kích như thế nhất trí, dường như cố ý đang ngăn trở linh chu tiến lên. Chúng tu sĩ mới ra khoang tàu, trông thấy nhiều như vậy quái ngư, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, tranh thủ thời gian chống đỡ ngăn cản. Những cái này quái ngư tốc độ quá nhanh, đỉnh đầu sắc bén gai nhọn uy lực không tầm thường, phổ thông thiên tiên tu sĩ nếu không thận bị quái ngư đỉnh đầu gai nhọn đánh chúng, miễn không được phải bị một chút vết thương ra thịt. Hạ Linh Nhi thúc giục tòa này Linh Chu vốn là phi hành pháp bảo, tại đáy biển bên trong đi thuyền tốc độ sẽ trở nên chậm rất nhiều, mà lại dưới đáy biển quái ngư số lượng càng nhiều, càng thêm khó mà tiến lên. Các vị đạo hiếu, mọi người tận khả năng ngăn trở những cái này quái ngư, tránh để thứ này va chạm Linh Chu. Thẩm lãng hô to lên tiếng, lập tức rút ra phía sau tuyên hoa diều to bản, đứng tại thuyền thủ bong tàu chỗ dừng lại cuồng chặt, nhấc lên trận trận dọa người khí lãng. Phốc suy phốc suy phốc phốc, bay tới quái ngư bị tuyên hoa diều to bản chém chúng về sau, huyết nhục nổ tung, vẩy ra bắn ra bốn phía. Một hơi bên trong, thẩm lãng liền chém giết mấy trăm con quái ngư. Chúng tu sĩ thấy thế, cũng nhao nhao học lên thẩm lãng, chính diện ngăn cản những cái này đánh tới quái ngư. Nhưng bọn hắn thân xác tố chất kém xa thẩm lãng, cũng không thể hướng thẩm lãng nhanh chóng như vậy diệt sát quái ngư, một hơi bên trong có thể diệt sát một hai con quái ngư cũng không tệ. Càng nhiều tu sĩ thì là phòng ngự không tốt, bị quái ngư đỉnh đầu gai nhọn đâm chúng, thụ thương chảy máu. Đương nhiên, bọn hắn dù sao cũng là thiên tiên tu sĩ, loại trình độ này công kích không đủ để để bọn hắn thụ quá lớn tổn thương. Bong tàu bên trên chúng tu sĩ kiệt lực ngăn cản quái ngư, cuối cùng là phát huy ra hiệu quả, linh chu tại hạ linh nhi thôi động hạ một lần nữa phá sóng tiến lên. Linh chu tại đi thuyền thời điểm, phía trước đánh tới quái ngư chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, mà lại theo linh chu tốc độ tăng tốc, những cái này quái ngư bay tập mà đến tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Thẩm lãng đứng tại bong tàu phía trước nhất, trong tay tuyên hoa diều to bản giống như kim sắc huyễn ảnh, lấy sức một mình ngăn cản rất nhiều quái ngư công kích, cho phía sau tu sĩ giảm bớt không ít áp lực. Viên vương tay cầm song đao, dừng lại cuồng chặt, vô số sắc cá vẩy ra bắn ra bốn phía. Long đà tử cũng mượn tới một thanh trường kiếm, trắng trợn cua múa yêu nguyệt thánh nữ đầu ngón tay phi tốc bắn ra quang đạn, tinh chuẩn không sai đánh chúng đánh tới quái ngư, hiệu suất khá cao. chương 3962, Thánh đảo cùng lôi long. Thần Tú, Ngọc La Sát, Mỹ Nhi chờ tu sĩ cũng đang cật lực phát động công kích, điên cuồng ngăn cản đánh tới quái ngư. Linh chu bong tàu bên trên khắp nơi đều là quái ngư tàn thi, mùi máu tanh nồng đậm để người buồn nôn. Vùng biển này bên trong khắp nơi đều là loại này quái ngư, căn bản giết không dứt. Bong tàu bên trên chúng tu sĩ đành phải không ngừng công kích hoặc phòng thủ, từng cái xử xuất tất cả vốn liếng, tận khả năng để Linh Chu thiếu gặp bầy cá va chạm, cam đoan Linh Chu có thể tiếp tục đi về phía trước tiến. Rằng có hơn nửa canh giờ về sau, Linh Chu rốt cục lái rời vùng biển này, thoát khỏi kinh khủng bầy cá. Bong tàu bên trên tu sĩ nhao nhao thở dài một hơi, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Mặc dù bầy cá công kích không đủ để chí mạng, nhưng vẫn là có không ít tu sĩ toàn thân đẫm máu, thuộc khác biệt trình độ tổn thương, nhưng cũng may không có nhân viên hy sinh. Liền trước mặt mọi người tu sĩ coi là nguy cơ giải trừ về sau, một vòng mới uy hiếp lại cấp tốc tiến đến. Lúc này Linh Chu đã ở vào vân hải giới chính giữa, khoảng cách trên bản đồ đánh dấu thánh đảo chỉ còn lại vạn dặm không đến. Nhưng mà, ngay tại Linh Chu lái vào thánh đảo ngoại vi hải vực thời điểm, lại nhìn thấy cực kỳ khủng bố quang cảnh. ầm ầm thánh đảo ngoại vi hải vực nhật nguyệt vô quang, trên bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo kim sắc thiểm điện như giữ tợn đại xà xé rách thương khung, bổ xuống, đem hải vực bốn phía chiếu sáng trưng. hung mãnh phong bạo thổi người mắt mở không ra, sóng biển vén lên trăm mét cao, to cỡ miệng chén tráng sấm sét oanh minh không ngớt, liền nước biển đều rũng động lít nha lít nhít hồ quang điện, đáng sợ dị thường. hải vực chỗ sâu còn thổi mạnh từng đạo thanh thế to lớn mạnh mẽ sấm sét vòi rồng, những nơi đi qua sóng lớn ngập trời, biển xà bay múa. tê, bong tàu bên trên liên hợp đại quân tu sĩ nhìn về phía trước hải vực như vậy nghe giận cả người tràng cảnh nhao nhao hít vào một hơi hàn khí. Thẩm lãng sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, thánh đảo gần ngay trước mắt, ngoại vi hải vực lại tràn ngập đáng sợ như thế lôi bạo, quả thực để người không rét mà run. Có lẽ trước mắt mảnh này lôi bạo khu vực chính là hải tộc vì phòng ngừa ngoại giới tu sĩ xâm nhập mà bày kết giới màn ngăn. Các vị đạo hiếu, phía trước hải vực thiên lôi bừa bãi tàn phá, có chút hung hiểm, mọi người tranh thủ thời gian tiến vào trong khoang thuyền tránh né một hai. Ngay tại trong khoang thuyền điều khiển Linh Chu Hạ Linh Nhi lập tức hướng phía bong tàu bên trên tu sĩ khởi xướng một đạo truyền âm. Mau trở lại khoang tàu, viên vương cùng thẩm lãng cũng phát ra cảnh cáo thanh âm, còn trên bong thuyền lưu lại liên hợp đại quân tu sĩ nhao nhao trở lại trong khoang thuyền. Hạ Linh Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, toàn lực thôi động Linh Chu, mạnh mẽ xông vào phía trước lôi bạo khu vực. Dầm rầm rầm, cuồng bạo xét đánh âm thanh không rước bên tai, rất nhiều thiên lôi đánh vào Linh Chu mặt ngoài, động tĩnh cực lớn trong hải vực bừa bãi tàn phá thiên lôi uy năng cực kỳ cường đại may mắn hạ linh nhi linh chu là khai quang cấp tiên bảo nếu không trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành bột mịn cho bụi dù là như thế linh chu tại lượng lớn thiên lôi công kích đến nội bộ kịch liệt lay động thân tàu bốn phía thậm chí bật lên lấy rất nhiều hồ quang điện chạy khắp bốn vọt thẩm lãng viên vương bọn người thân xác cường đại chỉ là thoáng có chút khó chịu không đến mức thụ thương nhưng những cái kia tu vi lệch yếu tu sĩ liền có chút không dễ chịu a à. Trong khoang thuyền không ít tu sĩ bị lung tung tán loạn hồ quang điện đánh chúng, toàn thân tê liệt run rẩy, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thẩm lãng trao mày, liền truyền đạt đến trong khoang thuyền lôi đình uy lực đều lợi hại như thế, có thể nghĩ phía ngoài thiên lôi uy năng mạnh đến mức nào. Liền xem như không có mất đi tu vi thiên tiên tu sĩ, đoán chừng cũng rất khó vững vàng đón đỡ lấy bên ngoài như vậy uy lực thiên lôi. Hạ Linh Nhi quát nhẹ một tiếng, đưa ra tay phải, đánh ra một đoàn bạch quang năng lượng, cấp tốc tại khoang tàu bốn phía hình thành phòng ngự màn ngăn, Miễn cưỡng có thể ngăn cản được truyền đạt đến trong khoang thuyền thiên lôi năng lượng. Đợi Linh Chu nội bộ tình huống ổn định về sau, Hạ Linh Nhi lại toàn lực hướng Linh Chu chính giữa trong trận pháp đánh vào hỗn độn linh lực, Linh Chu đứng vững hải vực bốn phía bừa bãi tàn phá thiên lôi, tiếp tục hướng phía Thánh đảo phương hướng đi thuyền. Mặc dù Linh Chu tốc độ giảm bớt rất nhiều, nhưng tốt xấu bằng vào khai quang cấp tiên bảo lực phòng ngự, đứng vững thiên lôi oanh kích, tại từng chút từng chút tới gần Thánh đảo. Sau nửa canh giờ, Linh Chu cách thánh đảo chỉ còn lại không tới khoảng cách 2.000 dặm. Lớn như vậy thánh đảo đã có thể đập vào mi mắt, nhìn về nơi xa mà đi, chỉ thấy thánh đảo chung quanh đảo bị từng đoàn từng đoàn màu lam mê vụ bao bọc, thấy không rõ trong đảo cảnh mạo, quỷ dị 10 phần. Nhưng nếu chỉ xem nó hình dáng, thánh đảo xác thực muốn so vân hải giới phổ thông hòn đảo đại xuất rất nhiều, phương viên nói ít cũng có trăm vạn dặm. Mắt thấy thánh đảo gần ngay trước mắt, chúng tu sĩ nhao nhao mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, cuối cùng là đến mục đích. Nhưng mà, đúng lúc này, giống, đột nhiên ở giữa, phía trước đột nhiên cuốn lên một cỗ thao thiên hải rít gào, một đạo chấn thiên động địa tiếng thú gào vang vọng hải vực bốn phía, tựa như hồng hoang cự thú gào thét, khiến người ta run sợ sợ hãi. Thứ gì, nghe được cái này đạo ngang ngược vô cùng tiếng thú gào, trong khoang thuyền tu sĩ giật mình kêu lên. Mọi người coi chừng, có đồ vật tới. Hạ Linh Nhi gương mặt xinh đẹp biến sắc, duyên dáng gọi to lên tiếng. Tiếng la vừa dứt phía trước hải khiếu sóng lớn bên trong, lại đột nhiên bay vọt ra một con thân hình khổng lồ lôi long, thân dài chừng ngàn trượng có thừa, toàn thân cuốn lên cuồn cuộn lôi đình, phát ra lốp bốp nổ vang thanh âm. Phương nào tiêu nhỏ, dám can đảm tự tiện xông vào thánh đảo. Lôi long trong miệng phát ra một đạo chấn thiên nộ hống, không nói lời gì, liền đánh ra long chảo, nhanh như thiểm điện hướng phía trên mặt biển Linh Chu bắt tới. Hạ Linh Nhi chiếc này Linh Chu thuyền trưởng chẳng qua 50 trượng, trong chớp mắt, liền bị lôi long một chảo một mực nắm. Đông, Linh Chu giống như là đụng vào cửa sơn đồng dạng, phát ra một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, trong khoang thuyền tu sĩ từng cái thân hình bất ổn, bị chấn ngã trái ngã phải, không ít tu sĩ đều cắm bay ra ngoài. Phía ngoài lôi long vốn định đem chiếc này Linh Chu xé nát, diệt đi bên trong một bầy kiến hôi, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện cái này Linh Chu cực kỳ kiên cố, cho dù hắn dùng hết toàn lực, thân thuyền cũng không thay đổi gì hình, lập tức hẹn quá hóa giận, hét to lên tiếng, hạng giá áo túi cơm, nhanh chóng cút ra đây nhận lấy cái chết, nếu không bản thánh đem chiếc này phá linh chu sinh sôi nuốt vào để các ngươi chết không có chỗ trôn sách thẩm lãng chật chật lưới cũng không biết lần này lại đụng phải quái vật gì thế mà còn có thể miệng nói tiếng người bất chấp tất cả thẩm lãng nhấc lên tuyên hoa diều to bản sông ra khoang tàu tìm tòi hư thực chư vị đạo hữu đừng từ tiện rời đi linh chu lại để bản vương cùng thẩm lãng tổng thống lĩnh ra ngoài tìm tòi Dứt lời viên vương cũng đi theo thẩm lãng cùng nhau sông ra khoang tàu ta cũng đi Hạ Linh Nhi thấy đã không cách nào thôi động Linh Chu, cũng đi theo thẩm lãng viên vương bọn người xông ra khoang tàu. Ba người đi vào bong tàu bên trên, rốt cục thấy rõ bên ngoài cái này lôi long hình dáng tướng mạo. Trước mắt cái này ngàn trượng lôi long thân thể tựa như hoàng thủy tinh, óng ánh sinh huy, thủy tinh mặt ngoài lượn lờ lấy lít nha lít nhít kim sắc hồ quang điệt, toàn thân bao phủ tại một tầng kim sắc lôi đình bên trong, khí thế không thể bảo là không kinh người. Con dối, thẩm lãng hai mắt co rụt lại, Trước mắt cái này lôi long cũng không phải là yêu thú, cũng là con dối. Ta nói vân hải giới ngư nhân làm sao lại có được cao minh như thế linh chu, nguyên lai đúng là một đám từ ngoại giới đến chuột. Lôi long liếc mắt bong tàu bên trên thẩm lãng viên vương hạ linh nhi ba người, âm dương quái khí nói. mươi 3963, hộ đảo thánh thú. Giờ phút này, lôi long long chảo chính gắt gao nắm linh chu, thẩm lãng viên vương hạ linh nhi ba người đang đứng tại bong tàu chỗ, mắt thấy trước mắt quái vật khổng lồ, Ngươi là hải tộc yêu tu, thẩm lãng mặt không đổi sắc, thử thăm dò, lời này mới ra, lôi lòng hơi có chút giật mình, các người thế mà cũng biết hải tộc, xem ra các người cũng không phải ngộ nhập nơi đây tu sĩ. Nói đi, các người bọn này hạng giá áo túi cơm đến cùng là phương nào nhân vật. Viên vương nâng lên đồ long khai sơn đao, gieo lên các hạ tại chúng ta vấn đề trước đó, mình trước xưng tên ra đi. Lôi long kiệt ngạo nói, nói cho các người biết cũng không sao, bản thánh chính là hải tộc hộ đảo thánh thú, thân phận hiển hách, địa vị cao thượng. Nhìn thấy bản thánh còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống, dập đầu hành lễ. Vừa mới nói xong, ba người thở ơ, không có chút nào cho lôi long hành lễ ý tứ. Lôi long gương mặt cứng đờ, tâm tình cực kỳ khó chịu. Thẩm lãng không lạnh không nhạt nói, hộ đảo thánh thú. Nói cách khác là cho hải tộc nhìn đại môn nhân vật. Đánh giám, lôi long đang muốn phản bác, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại không có cách nào phản bác, thẹn quá hóa giận hét to lên tiếng, tiểu tử, Ngươi cho bản thánh tôn trọng một chút còn dám khẩu suất cuồng ngôn vài phút đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ thẩm lãng nhún vai nói thẳng chúng ta muốn đi thánh đảo còn mời các hạ cho qua cuồng vọng người cho rằng thánh đảo là các người bọn này chuột muốn vào liền có thể tiến lôi long âm dương quái khí quát chiếu các hạ ý tứ chúng ta muốn như thế nào mới có thể tiến thánh đảo thẩm lãng nhẫn nại tính tình hỏi lôi long dâng trào lấy đầu lâu cười lạnh nói dựa theo dĩ vãng phép tắc các người dám tới gần thánh đảo bản thánh sớm đã đem các người chu diệt. Nhưng tình huống bây giờ đặc thù, các người muốn đi thánh đảo cũng là không phải là không thể được, chỉ có điều phải đáp ứng bản thánh một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thẩm lãng truy vấn, trước giao ra một tỷ càn lam thạch hiếu kính hiếu kính bản thánh, bản thánh lại cân nhắc muốn hay không thả các người nhập đảo. Lôi long vinh váo tự đắc nói, lời này mới ra, ba người sắc mặt trở nên có chút khó coi. Liên hợp đại quân vơ vét lâu như vậy, mới vơ vét đến 300 triệu càn lam thạch, cái này hộ đảo thánh thú mở miệng chính là một tỷ vượt xa nắm giữ tổng số dưới mắt đã đến nơi này nếu như hiện tại trở về đi thu thập càn lam thạch còn không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian hạ linh nhi cao mày nói các hạ điều kiện không khỏi cũng quá hà khắc có thể hay không tha thứ một chút lôi long chợt quát lên xuất ra không đến liền cho bản thánh cút chờ các ngươi tìm được một tỷ càn lam thạch lại nói thẩm lãng mặt không chút thay đổi nói ta nhìn cũng không cần đi tìm đã các hạ không để chúng ta nhập đảo vậy cũng đừng trách ta chờ không khách khí. Vừa mới nói xong, thẩm lãng trực tiếp rút ra phía sau tuyên hoa diều to bản, thả người nhảy lên, đổ ập xuống hướng phía lôi long đầu rồng chém tới. Hắn cũng không tin tưởng cái này cái gì hộ đảo thánh thú đạt được càn lam sau đá, liền ngoan ngoãn sẽ thả bọn hắn nhập đảo, đối phương hơn phân nửa là muốn tay không bắt cướp. Cùng nó cùng cái này hư hư thực thực khôi lỗi xúc sinh lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp động thủ. Mặc dù thẩm lãng mất đi tu vi, nhưng cảm giác lực vẫn còn, trước mắt cái này lôi lòng khí thức cũng không coi là bao nhiêu cường đại nhiều lắm là chính là miễn cưỡng tiếp cận thiên tiên sơ kỳ tu vi bộ dáng hắn tự giác vẫn có năng lực đối phó thứ này khốn nạn tiểu tử lão hổ không phát huy thật làm bản thánh cái này hộ đảo thánh thú không tồn tại a à. thấy thẩm lãng lại dám trước động thủ lôi lòng nổi trận lôi đình há mồm phun ra mảng lớn kim sắc lôi đình hướng phía phóng tới thẩm lãng oanh sát mà đi thẩm lãng ca ca coi chừng hạ linh nhi trong lòng run lên lập tức vận chuyển trong cơ thể hỗn độn linh lực, giãn ra song trường, đánh ra một đạo cột sáng màu trắng. Trong chớp mắt, một đạo cột sáng màu trắng từ Hạ Linh Nhi trong lòng bàn tay phóng lên tận trời, tinh chuẩn không sai đánh trúng lôi long phun ra ra kim sắc lôi đình. Dầm dầm dầm, trói tai tiếng oanh minh vang vọng vân tiêu, ló mắt bạch quang cùng kim sắc lôi đình đan vào lẫn nhau va chạm. Hạ Linh Nhi một kích lực lượng, mạnh mẽ ngăn cản được lôi long phun ra lôi đình hồ quang điện. Không có khả năng, ngươi một cái ngoại giới tu sĩ, tại vân hải giới có thể vận dụng hỗn độn linh lực. Lôi Long thấy Hạ Linh Nhi thế mà có thể thi triển thần thông công kích, lập tức kinh hét ra âm thanh, trong mắt đều là không thể tin. Xuẩn đồ vật, người đang nhìn nơi nào? Thẩm Lãng nghe răng cười lên tiếng, chân trái đạp chân phải, nhảy lên đến Lôi Long trên đầu, hắn vung vẩy lên trong tay hùng búa, trùng điệp chém vào Lôi Long sừng rồng bên trên. Oanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Thẩm Lãng trong tay tuyên hoa diều to bản sinh sôi đem Lôi Long sừng rồng chém nát bị chém vỡ sừng rồng hóa thành vô số tinh thạch mảnh vụn, vẩy ra bắn ra bốn phía. Đây quả nhiên xác minh thẩm lãng phỏng đoán, lôi long cũng không thân xác, mà là từ tinh thạch cấu thành, là điển hình con rối. Thông thường mà nói, có được linh trí con rối đều là tồn tại cực kỳ cường đại, nhưng trước mắt cái này lôi long dường như còn chưa tới đạt loại cấp bậc kia, như thế một kiện việc lạ. Tiểu tử, người muốn chết, sừng rồng bị đánh nát lôi long giận tím mặt, toàn thân đột nhiên dâng lên mảng lớn kim sắc lôi đình, cùng nhau hướng phía thẩm lãng oanh sát mà đi. Thẩm lãng giờ phút này đứng tại lôi long trên đầu, tránh cũng không thể tránh, thân xác bị mãnh liệt lôi đình đánh trúng, toàn thân lốp bốc bốc lên rất nhiều kim sắc điện hỏa hoa, nhất thời thân hình bị quản chế. Thẩm lãng ca ca, hạ linh nhi thấy thẩm lãng rất nhiều kim sắc lôi đình đánh trúng, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên biến sắc, trong lòng vạn phần lo lắng. Linh nhi muội muội đừng lo lắng, điểm ấy trình độ công kích còn không đả thương được ta, người một mực công kích xúc sinh này là được thẩm lãng hướng phía hạ linh nhi hô to lên tiếng sau đó tựa như người không việc gì đồng dạng đứng lên tại lôi quang tắm rửa bên trong vung vẩy tuyên hoa diều to bản một búa bổ trúng lôi long sọ não oanh lôi long đầu lâu bị tuyên hoa diều to bản sinh sôi chém ra một đạo khe rất nhiều tinh thạch mảnh vụn bay vụt hạ linh nhi thấy lôi long công kích không đả thương được thẩm lãng thân xác trong lòng thở dài một hơi tiếp tục vận chuyển trong cơ thể hỗn độn linh lực đánh ra cột sáng màu trắng hướng phía lôi long thân thể to lớn phát động công kích uống viên vương không cam lòng yếu thế rút ra phía sau đồ long khai sơn đao cả người như như đạn pháo nhảy lên vung lên trường đao hướng phía lôi long cái cổ chỗ chém vào mà đi đông một tiếng vang trầm viên vương giơ tay chém xuống đem lôi long cái cổ chém ra một vết thương liên tiếp thủ kích lôi long cuồng tính đại phát há mồm phun ra mảng lớn lôi đình phong bạo không khác biệt công kích thẩm lãng viên vương cùng hạ linh nhi trên thực tế lôi long mặc dù có thể vận dụng thần thông sấm xét nhưng nhiều nhất cũng liền bát sai tiên thuật tiêu chuẩn căn bản không đả thương được thẩm lãng cùng viên vương kim thân ngọc thề hạ linh nhi cũng có thể dựa vào tự thân thần thông phòng ngự ngăn cản từ trên trời giáng xuống lôi đình công kích không hư hao chút nào cứ như vậy ba người cùng thi triển thần thông điên cuồng công kích tới lôi long lôi long uất ức vô cùng ý đồ phản kích nhưng lại không phá nổi ba người phòng ngự không đến nửa phút hắn toàn thân cao thấp đã là thủng trăm ngàn lỗ ngoá nó cái này ba tên sát tinh đến cùng lai lịch gì, làm sao lợi hại như vậy. Lôi long trong lòng không ngừng kêu khổ, vạn vạn nghĩ không ra thẩm lãng ba người lại sinh mãnh như vậy. Lại như thế đánh xuống, mình hôm nay sợ là muốn nằm tại chỗ này. Lôi long tự giác không địch lại, cuốn lên một mảnh sóng biển, đang muốn chạy trốn. Mưa tưởng chạy trốn, Hạ Linh Nhi khẽ kêu lên tiếng, lật tay tế ra một đạo ngân sắc xiềng xích, ném bay ra ngoài. Trường 3964, Hải Hoàng Nha Hạ Linh Nhi tại ném ra ngân sắc xiềng xích đồng thời, giãn ra song trường, hướng phía xiềng xích bên trong đánh ra rất nhiều hỗn độn linh lực, xiềng xích tăng vọt đến dài vạn trượng, đột nhiên hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đem lôi long buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. A, à, lôi long bất ngờ không đề phòng liền bị ngân sắc xiềng xích một mực trói buộc, trong miệng phát ra vô cùng hoảng sợ tiếng gào thét, nhưng vô luận hắn làm sao dãy dụa, đều không thể thoát khỏi cái này ngân sắc xiềng xích trói buộc. Thẩm Lãng ca ca, Viên Vương đại ca, tiểu muội chống đỡ không được bao lâu, các người thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian động thủ. Hạ Linh Nhi kiệt lực thôi động ngân sắc xiềng xích, tuyết trắng cái cổ đổ mồ hôi đầm đìa, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà kiều hô lên âm thanh. Trở ngại trong cơ thể tuyệt đại bộ phận pháp lực bị phong ấn, Hạ Linh Nhi có thể vận dụng hỗn độn linh lực rất ít, nàng tế ra cái này xiềng xích pháp bảo hao tổn hỗn độn linh lực khá nhiều, Hạ Linh Nhi nhịn không được thời gian quá dài tiêu hao. Đại ca, cái này con rối nếu là hộ đảo thánh thú, chắc hẳn biết một chút liên quan tới thánh đảo tin tức. Chúng ta không bằng trước đoạn đầu lâu, mới hảo hảo ép hỏi một phen. Thẩm lãng hướng phía viên vương hô lớn nói, trải qua vừa rồi một phen kịch đấu, thẩm lãng biết đại khái trước mắt cái này lôi long khôi lỗi năng lượng nguyên đến từ đầu rồng, đoạn đầu lâu liền có thể tại không lấy nó tính mạng tình huống dưới triệt để chế phục con thú này. Tốt, viên vương tâm thần lĩnh hội, phung lên trong miệng đồ long khai sơn đao, trực tiếp hướng phía lôi long cái cổ bổ tới. Cùng thời khắc đó, thẩm lãng cũng vung vẩy lên tuyên hoa diều to bản, ra sức đánh về phía lôi long cái cổ. Lôi long giờ phút này đang bị xiềng xích trói buộc, giấy rụa bất động, thấy thẩm lãng cùng viên vương hiện lên giáp công chi thế đánh tới, lập tức dọa đến sợ vỡ mật. Sau một khắc, oanh, viên vương cùng thẩm lãng hai người công kích rắn rắn chắc chắc mệnh bên trong lôi long cái cổ, tiếng oanh minh chấn thiên động địa. Trong chớp mắt, lôi long cái cổ bị oanh kích chia năm xẻ bảy, tại chỗ vỡ nát, đầu rồng cùng thân rồng hình thể tách rời, Lôi Long kia to lớn thân rồng rơi vào trong biển, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hạ Linh Nhi toàn lực thôi động ngân sắc xiềng xích đem Lôi Long đầu rồng quấn chặt lại, kéo đến Linh Chu Bong Tàu bên trên. Lôi Long kia vết thương chồng chất đầu rồng nện ở Linh Chu Bong Tàu bên trên, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, trong miệng phát ra kinh hãi muốn chết tiếng thét chói tai, đạo hữu tha mạng a, đừng có giết ta. Kinh hãi sau khi, Lôi Long hối hận phát điên, sớm biết ba tên này lợi hại như thế hắn liền không nên trêu chọc cái này ba tên sát tinh hiện tại liền thân thể đều bị phế sạch lôi long chỉ có thể nhận sợ chịu thua muốn để chúng ta tha cho ngươi một mạng cũng không phải là không thể được ngoan ngoãn trả lời chúng ta mấy cái vấn đề thẩm lãng không lạnh không nhạt nói vâng 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 mấy vị đạo hữu muốn biết cái gì bản thánh a à, không tại hạ cam đoan biết gì nói nấy lôi long kinh hoàng đáp lại nói thẩm lãng hài lòng nhẹ gật đầu mở miệng hỏi ngươi chính là con dối vì sao có được linh trí Lôi Long tranh thủ thời gian giải thích nói, đạo hữu có chỗ không biết, tại hạ mới đầu là thiên huyên hải một con thượng cấp chân linh Lôi Long, bị hải tộc bắt được nô dịch, rút hồn luyện phách. Tại hạ hồn thể bị hải tộc phong ấn tại, hải hoàng nha, bên trong, hải tộc luyện khí đại sư cho ta chế tạo lần nữa bộ thân thể này, mệnh ta vì hộ đảo thánh thú, đời đời kiếp kiếp thủ hộ thánh đảo. Hải hoàng nha, đó là vật gì, người có thể thi triển thần thông, phải chăng cùng vật này có quan hệ? Thẩm lãng mặt mày vén lên, liên tưởng đến lôi long có thể thi triển thần thông sấm xét không khỏi truy hỏi lôi long tiếp lời nói hải hoàng nha kỳ thật chính là hồng hoang vô thú trấn hải kình một viên đoạn nha hải tộc là trấn hải kình sen lẫn đàn thú từ trấn hải kình sau khi chết liền thu hoạch được không ít hải hoàng nha hải hoàng nha dù sao cũng là trấn hải kình thân thể một bộ phận chỉ cần hấp thu đầy đủ trình độ càn lam thạch năng lượng liền có thể phóng xuất ra một tia đến từ trấn hải kình bản nguyên chi lực Ngượn nhờ cái này bản nguyên chi lực Tại hạ có thể miễn trừ vân hải giới bộ phận lực lượng pháp tác, từ đó thi triển ra một chút cơ sở thần thông. Lời này mới ra, thẩm lãng viên vương hạ linh nhi ba người trước mắt đều là sáng lên, phảng phất nghe được cái gì không được tin tức. Hạ linh nhi nhịn không được hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta chỉ cần có thể đạt được hải hoàng nha, liền có thể khôi phục pháp lực. Lôi long giải thích nói, cũng không có dễ dàng như vậy, hải hoàng nha cần hấp thu rất nhiều càn lam thạch năng lượng, mới có thể phóng xuất ra cực ít lượng bản nguyên chi lực cái này cũng không thể để tu sĩ khôi phục bao nhiêu pháp lực, trừ phi có thể có được rất nhiều hải hoàng nha. Tại hạ hồn thể bởi vì cùng hải hoàng nha dung hợp, không nhận thân xác ảnh hưởng, cho nên chỉ cần chút ít bản nguyên chi lực bao bọc hồn thể, liền có thể thu hoạch được một bộ phận pháp lực. Lôi Long thản nhiên nói, nói miệng không bằng chứng, để thẩm mỗ mắt thấy mới là thật đi. Thẩm lãng mặt không biểu tình nói xong câu đó về sau, toàn lực phung lên tuyên hoa diều to bản, bổ về phía lôi long sọ não lôi long hình thể sụp đổ về sau, lực phòng ngự đại giảm, thẩm lãng một kích liền chém nát lôi long đầu rồng. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ vang, lôi long đầu rồng chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số tinh thạch, bay tán loạn tứ tán. Thẩm lãng quả nhiên tại vỡ vụn đầu rồng bên trong tìm được một viên màu xanh thẳm thủy tinh cầu, như trứng ngỗng kích cỡ tương đương, trong thủy tinh cầu phong tồn lấy một viên vàng óng ánh đoạn nha, đoạn nha mặt ngoài lượn vòng lấy một con tắc hơn dài mini lôi long. Trong thủy tinh cầu mini lôi long thần sắc hoảng hốt, Hoảng sợ nói, Đạo Hiếu mời dơ cao đánh khẽ a à, ở phía dưới mới nói câu câu là thật tuyệt không nửa câu lừa gạt ngữ điệu. Tại hạ đối Đạo Hiếu còn có chỗ đại dụng, Đạo Hiếu lại không thể giết ta, nếu không chắc chắn hối hận không kịp. Mini lôi long sợ thẩm lãng giết hắn diệt khẩu, cướp đoạt hải hoàng nha, lại vội vàng bổ sung một câu. Ồ ngươi hãy nói xem, ngươi đối ta còn có chỗ lợi gì? Thẩm lãng nhiều hứng thú vuốt vuốt thủy tinh cầu, sắc mặt băng lãnh mà hỏi. Chỉ cần Đạo Hiếu tùy thân mang theo tại hạ hồn thể tại hạ sẽ dốc toàn lực tỉnh lại hải hoàng nha bản nguyên chi lực lấy giúp đạo hữu khôi phục bộ phận pháp lực hiệu quả tuyệt đối so ba năm viên hải hoàng nha ra thân đến càng mạnh mini lôi long vội vàng nói ngươi nói thế nhưng là thật thẩm lãng hai mắt tỏa sáng viên vương cùng hạ linh nhi cũng đều mặt lộ vẻ kinh sợ đương nhiên là thật đạo hữu không ngại thử một lần ngươi chỉ cần đem viên này phong hồn châu nắm trong tay tại hạ lập tức thi pháp mini lôi long tình thế cấp bách nói Tốt, thẩm lãng chiếu vào mini lôi long ý tứ, đem viên này màu xanh thẳm thủy tinh cầu nắm ở trong tay. Trong thủy tinh cầu mini lôi long bắt đầu thi pháp, ong ong ong, bỗng nhiên ở giữa, thủy tinh cầu đột nhiên phóng xuất ra mỏng manh lam quang năng lượng, dần dần bao bọc thẩm lãng toàn thân. Liền trong nháy mắt này, thẩm lãng đột một cảm giác trong cơ thể gần như đình trệ hỗn độn linh lực lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển. Huyền tiên thuật, cuồng thương thủy kích, thẩm lãng hai mắt nổ bắn ra tinh quang, hai tay vừa nhấc. Bang, bang, Bành, bốn phía mặt biển như là nổ tung, đột nhiên nhấc lên mấy trăm đạo cơn sóng gió động trời, hóa thành vô số nước long đằng không mà lên, chỉ một thoáng tiếng long ngâm chấn thiên động địa, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Ha ha ha, Thẩm Lãng thoải mái cười to, thật sự là vạn vạn nghĩ không ra, thế mà có thể lấy loại phương thức này khôi phục pháp lực. Thẩm Lãng trong mắt khó nén vẻ kích động, chương 3965, thu phục lôi long. Quá tốt, Viên Vương cùng Hạ Linh Nhi thấy thế, lập tức vui mừng quá đỗi huyền, huyền tiên thuật, phong hồn châu bên trong mini lôi lòng chú ý trọng điểm khác biệt, hắn thấy thẩm lãng thi triển ra như vậy dọa người thần thông, không khỏi dọa đến hít vào một hơi hàn khí. Hắn trước kia tại thiên huyền hải lẫn vào thời điểm, đều chưa thấy qua thanh thế như thế khoa trương huyền tiên thuật. Phải biết nơi này chính là vân hải giới, cho dù mình có thể vì thẩm lãng miễn trừ bộ phận lực lượng pháp tắc, thẩm lãng trong cơ thể tuyệt đại bộ phận hỗn độn linh lực có lẽ còn là ở vào phong ấn trạng thái. Dù vậy, đối phương còn có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy huyền tiên thuật. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, trước mắt người này tu vi sợ là vượt xa tưởng tượng của mình, mini lôi long trong lòng càng sợ hãi bất an. Kỳ thật, này chủ yếu là bái thẩm lãng lĩnh ngộ thiên cương 36 biến bên trong lật sông quấy biển ban tặng. Thân ở Giang Hải bên trong hoặc Giang Hải lân cận, thẩm lãng thì triển pháp này cũng không tiêu hao bao nhiêu hỗn độn linh lực. Nếu như đổi thành cái khác thần thông, thẩm lãng nhưng không phát huy ra như vậy uy lực. Tiền, tiền bối thần thông kinh người vãn bối bội phục mini lôi long vội vàng lấy lòng liền thẩm lãng vừa rồi hiển lộ ra chiêu này mini lôi long tự nhiên đem thẩm lãng xem như cao nhân tiền bối thẩm lãng nếm thử một chút thần thông mặc dù chỉ có thể vận dụng một phần nhỏ hỗn độn linh lực nhưng hắn đã hết sức hài lòng hưng phấn sau khi thẩm lãng đem phong hồn châu lại đưa cho viên vương cùng hạ linh nhi để bọn hắn cũng thử xem quả nhiên chỉ cần phong hồn châu bên trong mini lôi long thì pháp chế tạo bản nguyên chi lực Liền có thể để tu sĩ thu hoạch được bộ phận pháp lực. Hạ Linh Nhi tay cầm phong hồn châu cũng có thể thu được so bình thường càng nhiều pháp lực, đủ để cho chiến lược đột nhiên tăng mạnh. Hiền đệ, có bực này đồ tốt, chúng ta tiếp xuống thánh đảo chi hành nhất định có thể phòng ngừa sai sót A. Viên vương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đại ca chớ có cao hứng qua sớm, hải tộc tộc địa bên trong chưa hẳn không có cái khác hải hoàng nha. Mà lại cái này đạo yêu hồn, chưa hẳn có thể hoàn toàn tín nhiệm thẩm lãng liếc mắt trong tay phong hồn châu, trong lòng vẫn như cũng có chút cảnh giác. Mini lôi long trong lòng lột bộp nhảy một cái, kinh sợ nói, còn mời tiền bối yên tâm, vãn bối tuyệt không dám ngỗ nghịch tiền bối. Thẩm lãng mặt không chút thay đổi nói, ngươi trả lời trước ta vấn đề, ngươi là có hay không có thể một mực duy trì cái này đạo trấn hải kinh bản nguyên chi lực tác dụng ở tại chúng ta thân xác bên trên. Mini lôi long vội vàng nói, chỉ cần tiền bối có thể cung cấp lượng lớn càn lam thạch cho ta, vãn bối liền có thể tiếp tục thi pháp, Thời khắc tỉnh lại hải hoàng nha bên trong bản nguyên chi lực, duy trì được tiền bối trong cơ thể hỗn độn linh lực lưu động. Rất tốt, Thẩm Lãng hài lòng nhẹ gật đầu, trên cơ bản xem như tin tưởng cái này mini lôi long thuyết pháp. Phong hồn châu cũng không chỉ có Thẩm Lãng có thể sử dụng, chỉ cần phong hồn châu bên trong mini lôi long thi pháp, Viên Vương cùng Hạ Linh Nhi cũng có thể thu được hải hoàng nha bên trong bản nguyên chi lực mang tới miễn trừ lực lượng, khôi phục bộ phận pháp lực. Nhưng vật này cũng có được tính hạn chế, chính là chỉ đối một người hữu hiệu cũng không thể đồng thời tác dụng tại nhiều người đại ca liên hợp đại quân thuộc ngươi tu vi cao nhất viên này hải hoàng nha vẫn là từ ngươi đến đảm bảo đi thẩm lãng đem phong hồn châu đưa cho viên vương viên vương khoát tay cự tuyệt hiền đệ ta chuyên tu thân xác thần thông phương diện không bằng ngươi vật này từ ngươi mang theo thích hợp nhất như có đặc thù cần ngươi lại giao cho ta tay cũng không muộn tốt ga à, thấy viên vương như thế từ chối thẩm lãng đành phải mình nhận lấy viên này phong hồn châu có này châu mang theo tiếp xuống thánh đảo chuyến đi, thẩm lãng lòng tin phóng đại. Dưới mắt vấn đề duy nhất, chính là mình không có thể vận dụng pháp lực, vẫn là muốn bị quản chế tại cái này mini lôi long, như thế cái tai họa ngầm. Suy nghĩ thật lâu, thẩm lãng lập tức nghĩ ra, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, nói thẳng, đã người bảo lưu lấy hồn thể, cái kia hẳn là có thể tiếp nhận huyết chú thuật, người lại để ta hạ một đạo huyết chú thuật, ta liền tha mạng của ngươi Huyết chú thuật chỉ tác dụng tại thần hồn, không quan trọng thân xác, vừa lúc thích hợp loại trường hợp này. Huyết chú thuật, cái này, Mini Lôi Long vạn phần hoảng sợ. Hắn đã bị hải tộc nô dịch ngàn vạn năm, vạn vạn không nghĩ lại gặp nô dịch. Thẩm Lãng dường như nhìn ra cái này Mini Lôi Long suy nghĩ trong lòng, liền trầm giọng nói ra, "Yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể bình an giúp ta chờ rời đi Vân Hải giới, Thẩm Mộ chắc chắn thả ngươi tự do." Mini Lôi Long do dự thật lâu, tố khổ nói, "Nhưng vãn bối đã mất đi thân xác, cho dù lần nữa lấy được tự do, lại có thể đến nơi nào đi chỗ an thân?" Tại cái này vân hải giới bên trong, chỉ ít sẽ không bởi vì không có thân xác mà gặp thiên khiển. Thẩm lãng nghiêm mặt nói, cái này cũng không phải việc khó gì, chỉ cần ngươi không hài lòng, chờ đi ngoại giới, thẩm mỗ sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi tái tạo một bộ thân xác, ngươi xem coi thế nào. Tiền bối đã ra lời ấy, tiểu long cho dù thịt nát xương tan, cũng phải giúp ngài rời đi vân hải giới. Lời này mới ra, mini lôi long cảm động đến rơi nước mắt, liên tục tỏ thái độ nói. Hắn nằm mộng cũng nhớ lần nữa lấy được thân xác, rời đi vân hải giới địa phương quỷ quái này. Lường trước mình một cái mới vào thiên tiên hồn linh, đối vị này cao nhân tiền bối cũng không có cái gì giá trị lợi dụng, mini lôi long quyết định đánh cược một lần. Rất tốt, thẩm mỗ sẽ không nuốt lời chính là, thẩm lãng khe gật đầu, lập tức tay cầm phong hồn châu, mượn lấy được pháp lực, há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết, tại không trung vẽ ra một đạo huyết chú thuật ấn phù, hóa thành từng sợi huyết sắc phù văn, cùng nhau hướng phía phong hồn châu bên trong mạnh vọt qua phong hồn châu bên trong mini lôi long tiếp nhận thẩm lãng hạ cái này đạo huyết chú thuật. Thẩm lãng rất nhanh liền cảm nhận được thần hồn của mình cùng mini lôi long hồn thể sinh ra liên hệ, huyết chú thuật thi triển thành công. Cho dù tu vi bị phong ấn, hắn cũng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể xóa bỏ mini lôi long hồn thể, như vậy trưởng khống trình độ, đủ để cho mini lôi long không sinh ra hai lòng. Ở tiền bối giải khai huyết chú thuật trước, tiểu long liền xưng hô tiền bối vì chủ nhân đi. Chủ nhân ở trên, xin nhận tiểu long cúi đầu. Phong hồn châu bên trong mini lôi long hướng phía thẩm lãng không mình hành lễ, thái độ cung kính dị thường. Thẩm lãng thấy mini lôi long như thế thức thời, trong lòng có chút an tâm, nói, người cũng không cần đa lễ. Thuận tiện lý do, thẩm mỗ liền xưng hô ngươi là tiểu long. Vâng, mini lôi long trầm giọng đáp, liên quan tới thánh đảo, thẩm lãng còn trong lòng còn có lo nghĩ, trực tiếp hỏi lên cái này mini lôi long, tiểu long, người có biết thánh đảo gần đây tình huống. Mini lôi long giải thích nói, hồi chủ nhân, tiểu long bình thường chỉ làm hộ đảo thánh thú tại thánh đảo quanh mình hải vực bần tra, cũng không cho phép tiến vào thánh đảo, không biết thánh đảo gần đây tình huống. Chẳng qua tiểu long ngược lại là biết, hải tộc tại trăm năm trước cả tộc rời đi thánh đảo, cũng không biết bởi vì cứ gì. Người tin tức bế tắc, có chỗ không biết, hải tộc yêu tu cơ bản đã chết hết. Thẩm lãng lắc đầu nói, cái gì, mini lôi long kinh hãi thất sắc, lộ ra khó có thể tin biểu lộ thẩm lãng đơn giản nói cho hắn thuật một lần hải tộc gặp phải cùng bọn hắn như thế nào tiến vào vân hải giới một chút kinh nghiệm sự tình chính là như thế ta chờ đến đây thánh đảo có mấy cái mục đích một là vì tìm kiếm thất lạc đạo hiếu hai là đối phó cửu địch ba là muốn tìm tìm rời đi vân hải giới phương pháp bốn là nghĩ thu hoạch hải tộc phương pháp tu luyện vây quanh cái này bốn cái mục đích tiểu long ngươi như biết chút ít cái gì liền tranh thủ thời gian nói với ta nói chuyện thẩm lãng gián tiếp ném ra ngoài vấn đề nghĩ từ mini lôi long trong miệng thu hoạch một chút tin tức. chương 3966, Hải Hoàng cung cùng tu luyện đại trận. Mini lôi long dẫn đầu nói lên trọng điểm, nói, liên quan tới hải tộc phương pháp tu luyện, tiểu long biết đại khái. Hải tộc sinh mệnh nhưng thật ra là trấn hải kình ban cho, trời sinh có thể miễn trừ vân hải giới bên trong lực lượng pháp tắc, cho nên tại vân hải giới bên trong tu vi sẽ không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Mà lại hải tộc tu sĩ còn có thể thông qua hấp thu càn lam trong đá năng lượng đến lớn mạnh tu vi, cái này so tại ngoại giới tu luyện muốn dễ dàng nhiều lắm. Mọi thứ có lợi cũng có hại, hải tộc tu sĩ mặc dù tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng tu vi lại có hạn mức cao nhất. Một khi hải tộc tu sĩ đột phá La Thiên Thượng Tiên, bọn hắn tu vi sẽ vĩnh viễn dừng bước tại La Thiên Thượng Tiên sơ giai, không cách nào lại tinh tiến một tia. Mà lại thực lực muốn so phổ thông La Thiên Thượng Tiên sơ giai tu sĩ phải yếu hơn không ít. Tổng thể mà nói, hải tộc phương thức tu luyện cùng bình thường tu sĩ nhân tộc tu sĩ yêu tộc hoàn toàn khác biệt, cũng không thích hợp nhưng có một chút chỗ tốt, hẳn là sẽ để chủ nhân cảm thấy hứng thú. Mini lôi long nghiêm mặt nói, điểm kia chỗ tốt, thẩm lãng truy vấn, Mini lôi long giải thích nói, vẫn như cuối cùng Hải Hoàng Nha có quan hệ. Tiểu Long lúc trước nói qua, Hải Hoàng Nha hấp thu rất nhiều càn lam thạch năng lượng về sau, liền có thể phóng xuất ra chấn hải kinh một tia bản nguyên chi lực. Kỳ thật cỗ này bản nguyên năng lượng không chỉ có thể miễn trừ vân hải giới lực lượng pháp tắc, còn có thể dùng cho tu luyện, thậm chí có thể để cho hải tộc tu sĩ tại miễn trừ huyền tiên kiếp tình huống dưới đột phá la thiên thượng tiên. Tiểu Long sớm mấy năm nghe nói qua, thánh đảo bên trong sắp đặt một tòa tu luyện đại trận, tòa này đại trận từ 108 viên hải hoàng nha tạo thành, hải tộc tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão nghe nói chính là nhờ vào đó trận pháp đột phá la thiên thượng tiên. Cái gì, thẩm lãng mục thả tinh quang, viên vương cùng hạ linh nhi trên mặt cũng khó nén chấn kinh chi sắc. Mini lôi long những lời này, ngược lại là xác minh thẩm lãng trước đó phỏng đoán. Bây giờ chân tiên giới thiên địa pháp tác đã suy yếu tới cực điểm, trên thực tế đã không cách nào hạ xuống huyền tiên kiếp, hải tộc thái thượng trưởng lão có thể tại 800 vạn năm trước đột phá la thiên thượng tiên, tuyệt đối là lấy mở ra lối riêng phương thức tấn thăng này cảnh. Thái huyền thiên trương bên trong càn khôn niên đảo trận là một loại phương thức, nhưng thế gian chưa hẳn liền không có những phương thức khác, lần này thánh đảo chi hành có lẽ chính là cái đột phá khẩu. Thẩm lãng kích động hỏi, tiểu long, người có biết kia hải tộc tu luyện trận pháp vị trí? mini lôi long lắc đầu nói tiểu long cũng không biết vị trí cụ thể nhưng suy đoán có thể là tại hải hoàng cung bên trong thánh đảo chính giữa có một tòa thánh sơn hải hoàng cung liền đứng lặng vu thánh núi đỉnh hiền đệ vậy chúng ta còn chờ cái gì nhanh đi hải hoàng cung là được trận này như thật có như vậy nghịch thiên có lẽ cũng có thể để ngươi cùng tam đệ còn có linh nhi muội muội đột phá la thiên thượng tiên a viên vương mặt mày hớn hở thần sắc hưng phấn nói hạ linh nhi nhíu mày lắc đầu viên vương đại ca đừng quên cương trảm thánh sử ngay tại thánh đảo bên trong hải tộc đã có bực này nghịch thiên đại trận chắc hẳn sớm đã bị đối phương chiếm lấy chúng ta như liều lính vì tiện tiến về chỉ sợ chính giữa đối phương ý muốn thẩm lãng suy nghĩ một trận hỏi tiểu long thánh đảo bên trên nhưng có rời đi vân hải giới truyền tống thông đạo mini lôi long trả lời trăm năm trước hải tộc rời đi vân hải giới lúc tại thánh đảo thiên khung phía trên từng mở ra một tòa không gian thông đạo hải tộc tu sĩ chính là từ chỗ kia không gian thông đạo bên trong rời đi vân hải giới. Cái này cơ bản có thể nói rõ thánh đảo bên trong đúng là có truyền tống thông đạo có thể thông hướng ngoại giới. Nhưng Tiểu Long không biết cái này truyền tống thông đạo như thế nào mở ra, vị trí cụ thể ở nơi nào. Thẩm lãng trầm ngâm một trận, những sự tình này cũng chỉ có thể chờ tiến vào thánh đảo sau mới hảo hảo điều tra. Đại ca, Linh Nhi muội muội dưới mắt chỉ có thể đem vấn đề khác vứt ở một bên, chúng ta trước tiến vào thánh đảo tìm hiểu tình huống lại nói. Thẩm lãng hướng phía viên vương cùng Hạ Linh Nhi nói, tốt, viên vương cùng Hạ Linh Nhi nhẹ gật đầu, không có điều gì dị nghị. Hạ quyết tâm về sau, ba người nhã trở lại khoang tàu, cùng chúng liên hợp đại quân tu sĩ bản tóm tắt một lần thánh đảo tình huống. Chúng tu sĩ tất nhiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chư vị đạo hữu không nên cao hứng qua sớm, dù sao cương trảm thánh xử ngay tại thánh đảo bên trong, mà lại đối phương đã tới quá một đoạn thời gian rất dài, ta chờ tiếp xuống hành động nhất định phải cẩn thận thẩm lãng trầm giọng nhắc nhở nói viên vương gãi đầu một cái nói hiền đệ tiếp xuống hành động can hệ trọng đại liên hợp đại quân hết thảy hành động vẫn là từ ngươi toàn quyền chỉ huy đi cái này thẩm lãng có chút do dự viên vương khoát tay nói ai hiền đệ liền không cần từ chối đầu óc ngươi so với ta tốt làm ngươi đến chỉ huy hành động không có gì thích hợp bằng đúng vậy a à, thẩm thống lĩnh chúng ta tất cả nghe theo ngươi thẩm lãng tổng thống lĩnh bây giờ ngươi đã đúng phương pháp lực thống lĩnh ta trở lại thích hợp chẳng qua. Chúng tu sĩ nhao nhao hưởng ứng, thấy mọi người như thế tôn sùng, thẩm lãng đành phải tiếp nhận, lập tức hướng phía chúng tu sĩ ôm quyền nói, nhận được mọi người để mắt thẩm mỗ, tiếp xuống hành động, mong rằng mọi người cộng đồng phối hợp, nhưng cầu phòng ngừa sai sót. Dứt lời, thẩm lãng thu xếp một chút kế hoạch hành động. Đã thánh đảo bên trong có cường địch, lần này nhập đảo nhất định phải tránh gióng chống khô chiêng, nhiều người ngược lại không dễ làm sự tình thẩm lãng có thể một lần nữa trưởng khống vân hải đồ cùng quảng thiên cung hắn đem tuyệt đại bộ phận tu sĩ thu được quảng thiên cung bên trong chỉ để lại viên vương hạ linh nhi yêu nguyệt thánh nữ long đà tử bốn cái chiến lực mạnh nhất tu sĩ làm xong những sự tình này về sau hạ linh nhi tiếp tục điều khiển linh chu lái về phía thẩm lãng nửa nén hương qua đi linh chu rốt cục đi vào thánh đảo trước chỉ thấy thánh đảo bốn phía bị trùng điệp màu lam mê vụ bao bọc trong sương mù còn có kinh lôi chấp động đây là thẩm lãng nhíu nhíu mày, lập tức mở ra thánh ma nhãn, phát hiện thánh đảo bốn phía màu lam mê vụ dường như một tầng màn ngăn cấm chế, ngăn cản linh chu cập bờ. Lấy thánh ma nhãn mục đích, đều không thể xuyên thấu mê vụ, thăm dò trong đảo cảnh mạo. Mini lôi long giải thích nói, chủ nhân, đây là hải tộc trăm năm trước rời đi thời điểm bày ra một đạo kết giới, trực tiếp đem thánh đảo hoàn toàn phong kín, người ở bên trong ra không được, người bên ngoài vào không được. Chủ nhân như muốn tiến vào thánh đảo, đầu tiên nan đề, chính là muốn đột phá thánh đảo ngoại bộ kết giới. Có điều, lấy chủ nhân thực lực cường đại mà nói, công phá cái này thánh đảo kết giới không khó lắm. Liên tưởng đến thẩm lãng vừa rồi thể hiện ra thực lực cường đại, mini lôi long tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Thẩm lãng gật đầu nói, tiểu long, ngươi lại tranh thủ thời gian thi pháp, ta cái này liền phá cấm. Vâng, mini lôi long lập tức thi pháp, tỉnh lại phong hồn châu bên trong hải hoàng nha. Ông ong ong, trong hách nhiên, Thẩm lãng quanh thân bao trùm một tầng nông cạn màn ánh sáng màu xanh lam, khôi phục bộ phận pháp lực, huyền tiên thuật, cuồng thương thủy kích. Thẩm lãng hai mắt như điện, toàn thân cuốn lên mảng lớn hỗn độn linh lực lan tràn đến bốn phía trong nước biển. Ngay sau đó, bốn phía mặt biển đột nhiên nổ tung, xông ra lượng lớn lấy nhất nguyên trọng thủy hội tụ mà thành màu trắng thủy long. Trong lúc nhất thời, mấy trăm con thủy long mang theo trời long đất lở chi uy hướng phía thánh đảo bên ngoài màu lam mê vụ đụng tới quả nhiên bị cấm chế nào đó lực lượng ngăn cản, bắn ra một ngạt vô cùng tiếng nổ lớn. Đông đông đông, màu lam trong sương mù hiện ra một màn ánh sáng, ngăn cản thủy long công kích. Cũng may thẩm lãng đánh ra thần thông uy lực mạnh mẽ, màn sáng bị công kích sau một lúc, mặt ngoài một sáng một tối, phòng ngự bắt đầu suy yếu. chương 3967, Thánh Sơn cùng đào quáng. Vạn kiếm tể phi, thẩm lãng rèn sắt khi còn nóng, toàn lực vận chuyển trong cơ thể hỗn độn linh lực, đỉnh đầu cuốn lên một đạo to lớn thác nước vòng xoáy, vòng xoáy bên trong kích xạ ra vô cùng vô tận phi kiếm màu trắng, cùng nhau bắn về phía màn ánh sáng màu xanh lam. Đông đông đông, kịch liệt nổ vang tiếng như trời đất sụp đổ, viên vương, lòng đà tử, hạ linh nhi, yêu nguyệt thánh nữ bốn người thấy thẩm lãng tại hỗn độn linh lực bị hạn chế tình huống dưới, còn có thể thi triển ra uy lực như thế thần thông, không khỏi nhìn mà than thở. Mượn bốn phía lấy mãi không hết, dùng mãi không cả nước biển, thẩm lãng khả năng khó khăn lắm thi triển ra cái này đạo vạn kiếm tể phi uy lực không thể so tại ngoại giới thi triển kém bao nhiêu đáng tiếc một khi tiến vào trong đảo thẩm lãng không cách nào thi triển một chiêu này cũng liền bây giờ có thể xuất ra khoe khoang khoe khoang oanh phi kiếm toàn lực công kích sau một lúc màn ánh sáng màu xanh lam rốt cục sụp đổ phá diệt bị đánh ra một đạo rộng mấy chục thức khe chúng ta đi thẩm lãng hai mắt như điện toàn thân cuốn lên một cơn bão táp mang theo viên vương long đà tử Hạ Linh Nhi cùng yêu Nguyệt Thánh Nữ bốn người xông vào khe bên trong. Người nhẹ nhàng sau khi hạ xuống, bọn hắn rốt cuộc tiến vào thánh đảo bên trong. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh bãi cát, bãi cát phía trước thì là cao cao đứng vững vùng núi. Thẩm lãng mở ra thánh ma nhãn, quét bóng nhúc nhích bốn phía, phát hiện phạm vi ngàn dặm đều là liên tiếp dãy núi, mà lại những cái này dãy núi hiện lên màu xanh thẳm, tràn ngập kỳ diệu năng lượng. Căn cứ dĩ vãng tại cái khác hòn đảo hoạt động kinh nghiệm, thẩm lãng nhìn thấy những cái này màu lam dãy núi, phần lớn đều là càn lam khoáng thạch núi. Vân hải giới hòn đảo bình thường chỉ có một hai tòa dạng này càn lam khoáng thạch núi, mà nơi này thế mà khắp nơi đều là, không hổ có thánh đảo chi tên. Cái này cũng khó trách hải tộc sẽ lấy thánh đảo làm đại bản doanh, thánh đảo bên trong càn lam thạch cất giữ lược, chỉ sợ đến một loại khiến người líu lưỡi tình trạng. Xác định phạm vi ngàn dặm bên trong không có bất kỳ cái gì tu sĩ tồn tại về sau, thẩm lãng cuối cùng là thở dài một hơi. Lúc trước phá cấm động tính dù lớn, nhưng cũng may thánh đảo khu vực bao la, cách xa nhau xa như vậy hẳn là không đến mức bị người phát hiện. Coi như thẩm lãng toàn lực hướng thánh ma nhãn bên trong quán chú hỗn độn linh lực, ý đồ nhìn trộm chỗ, chỗ xa hơn thời điểm, thẩm lãng quanh thân hiển hiện vầng sáng xanh lam có chút hạ thấp, trong cơ thể có thể vận dụng kia bộ phận hỗn độn linh lực lại như hãm sâu vũng bùn. Tiểu Long, chuyện gì xảy ra? Thẩm lãng nhíu nhíu mày, thật có lỗi chủ nhân, Tiểu Long đã có trăm năm không có bổ sung quá càn lam thạch, phong hồn châu bên trong năng lượng mỏng manh tiểu long bị hụt pháp lực mini lôi long mặt lộ vẻ khó xử chi sắc hắn đã kiệt lực tại tỉnh lại hải hoàng nga bản nguyên chi lực nại hà tự thân pháp lực xác thực còn thừa không nhiều thẩm lãng nghe vậy lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra số túi lớn càn lam thạch chừng trăm vạn viên cùng nhau chất đống đến phong hồn châu trước nói người lại tranh thủ thời gian hấp thu những cái này càn lam thạch bổ túc năng lượng không muốn xấu ta chờ đại sự Vâng, mini lôi long cung cung kính kính lên tiếng, lập tức bắt đầu hấp thu trong túi càn lam thạch. Thừa dịp cái này khe hở, thẩm lãng cùng viên vương bốn người thảo luận một chút đối sách. Đám người mới đến, đối thánh đảo cực kỳ lạ lắm, trong lúc nhất thời cũng không có cái gì đặc biệt tốt kế hoạch hành động. Yêu nguyệt cô nương, người thấy thế nào? Thẩm lãng ánh mắt chuyển hướng yêu nguyệt thánh nữ, dò hỏi. Đối đầu thẩm lãng ánh mắt, yêu nguyệt thánh nữ thần sắc thoáng có chút co quắp, nói tiểu nữ tử cảm thấy, muốn làm rõ ràng thánh đảo cùng cương trảm thánh xử tình huống biện pháp tốt nhất chính là tìm tới một hai tên tu sĩ tra hỏi dạng này còn có thể thuận tiện nghe ngóng hạ công chủ ở nơi nào thẩm lãng nhẹ gật đầu đây đúng là hiệu suất tối ưu lựa chọn hạ linh nhi tiếp lời nói thánh đảo như thế lớn có khả năng nhất xuất hiện tu sĩ địa phương đoán chừng chính là thánh sơn thẩm lãng ca ca chúng ta không bằng đi trước thánh sơn xem một chút đi tốt liền quyết định như vậy thẩm lãng đem mục đích định tại thánh sơn chân núi Viên vương cùng Long Đà Tử cũng không có điều gì dị nghị. Đại khái thời gian một nén nhang qua đi, Mini Lôi Long đem trăm vạn càn lam thạch toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Phong hồn châu triệt để khôi phục năng lượng, trước trước màu lam nhạt biến thành màu xanh đậm, mặt ngoài phóng xuất ra ống ánh sinh huy lam mang. Phong hồn châu bên trong Mini Lôi Long đều càng thêm thần thái sáng láng, cảm kích nói cảm tạ chủ nhân ban cho càn lam thạch. Lời khách sáo liền không cần nhiều lời, tranh thủ thời gian mang bọn ta đi thánh sơn thẩm lãng không lạnh không nhạt nói tốt mini lôi long cung kính lên tiếng lập tức bắt đầu vì thẩm lãng chỉ lên đường tới làm hộ đảo thánh thú mini lôi long bình thường mặc dù không được cho phép tiến vào thánh đảo nhưng thánh đảo địa hình hình dáng hắn cũng không biết xem qua bao nhiêu lần đi hướng thánh sơn lộ tuyến vẫn có thể phán đoán rõ ràng thẩm lãng dựa vào thánh ma nhãn thị lực có thể tùy tiện nhìn trộm đến ngàn dặm bên trong bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách sớm dự báo nguy hiểm trừ phi mình vận khí cực kém nếu không hẳn là không đến mức trực tiếp đụng vào cương trảm thánh sử cho dù thật đụng vào cương trảm thánh sử bọn hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận thẩm lãng từ mini lôi long trong miệng biết được hải tộc tộc địa bên trong hải hoàng nha cũng ít khi thấy trừ hải hoàng cung tòa kia tu luyện đại trận bên trong khảm nạm lượng lớn hải hoàng nha địa phương khác khó mà tìm được cho dù thật có thể tìm được cũng nhiều lắm là liền một hai khỏa mà thôi phát huy tác dụng có hạn trừ phi cương trảm thánh sử có thể đem hải tộc tu luyện đại trận bên trong hải hoàng nha hết thảy móc ra nếu không thẩm lãng cũng không cần e ngại tại giã ngoại gặp được cương trảm thánh sử cứ như vậy thẩm lãng xuất lĩnh năm người tiểu đội cấp tốc hướng phía thánh đảo chính giữa thánh sơn ghé qua mà đi năm người xuyên qua trùng điệp dãy núi dọc đường vô số tòa càn lam khoáng thạch núi ghé qua sau năm ngày rốt cục đến thánh sơn chân núi thánh sơn là thánh đảo lớn nhất một tòa cao sơn cả tòa núi óng ánh sáng long lanh lam thủy tinh đắp lên mà thành tản mát ra lóa mắt vầng sáng xanh lam. Cùng nó nói là núi, chẳng bằng nói là một viên to lớn mà hỗn tạp càn lam thạch kết tinh. Cho dù cách xa nhau ngàn dặm, cũng có thể cảm giác được Thánh Sơn phóng thích ra bành trướng năng lượng. Thánh Sơn bốn phía bao phủ một tầng quỷ dị màu trắng mê vụ, cỗ này mê vụ dường như có thể trên diện rộng hòa hoãn bên trong ngọn Thánh Sơn càn lam thạch kết tinh bên trong không ổn định năng lượng. Nếu như thiếu cỗ này mê vụ, toàn bộ Thánh Sơn liền tương đương với một cái rất dễ nổ tung không bom hẹn giờ, nhận ngoại lực công kích liền rất dễ dẫn bạo. Trở ngại thánh sơn quanh mình mê vụ, thẩm lãng thánh ma nhãn nhìn trộm khoảng cách rút lại đến trăm dặm. Rơi vào đường cùng, thẩm lãng đành phải cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thánh sơn chân núi trăm dặm vị trí quấn một vòng. Suốt cục, thẩm lãng tại thánh sơn bắc bộ chân núi, phát hiện một tòa đang bị khai thác lộ thiên quạng mỏ, mười mấy tên tu sĩ tay cầm màu lam cái đục ngay tại quạng mỏ bên trong mở đào quáng, chuyển đến len keng len keng thanh âm. Tam thánh giáo tu sĩ, Thẩm lãng hai mắt co rụt lại, mượn thánh ma nhãn mục đích, hắn thấy rõ những tu sĩ này hình dáng tướng mạo, xác định là tam thánh giáo tu sĩ không thể nghi ngờ. Trừ mở đào quáng mười mấy tên tu sĩ bên ngoài, quặng mỏ lối vào còn có mười tên tam thánh giáo tu sĩ đang đánh mải mới mở đục ra đến cản lam thạch, nhiễm nhiên hóa thân thành chuyên nghiệp thợ mỏ. Quan sát sau một lúc, thẩm lãng trong lòng buồn bực, làm sao thánh đảo bọn này tam thánh giáo tu sĩ đào lên mỏ đến rồi. Trường 3968, San Nhi gặp nạn. Giờ phút này, Thẩm Lãng Viên Vương bọn người chính ẩn thân tại khoảng cách Thánh Sơn chân núi ngoài trăm dặm một viên dưới tảng đá lớn. Thấy Thẩm Lãng thần sắc không đúng, bên cạnh thân Viên Vương nhịn không được hỏi, "Hiền đệ, tình huống như thế nào rồi?" Thẩm Lãng hít sâu một hơi, đem mình nhìn thấy tình hình nói cho Viên Vương bọn bốn người. Biết được Tam Thánh giáo tu sĩ thế mà đang đào mỏ, bốn người hai mặt tư dò xét, thực sự không hiểu rõ những cái này Tam Thánh giáo tu sĩ trong hồ lô muốn làm cái gì. Mấy vị trước tiên ở nơi này chỗ lặng chờ một lát, cho Thẩm Mỗ đi bắt cái Tam Thánh giáo tu sĩ hỏi một chút lời nói. Thẩm Lãng dặn dò một câu về sau, toàn bộ hóa thành một đạo huyễn ảnh liền xông ra ngoài. Không bao lâu, hắn đi vào quặng mỏ bên ngoài một chỗ ruộng dốc bên trên, khoảng cách quặng mỏ cửa vào không đến vạn mét. Thẩm Lãng cũng không suốt ruột hành động, mà là ẩn thân tại loạn thạch bên trong, thả ra thần thức, liếc nhìn lên quặng mỏ bên trong những cái này Tam Thánh giáo tu sĩ. Quả nhiên Bọn này Tam Thánh giáo tu sĩ toàn thân không có nửa điểm pháp lực, tu vi hoàn toàn không có. Thẩm Lãng thấy thế, trong lòng cũng thở dài một hơi. Mất đi tu vi những cái này Tam Thánh giáo tu sĩ, như khổ lực lao công, khai thác bên trong ngọn Thánh Sơn Quảng Thô, lần cận thu hoạch Càn Lam thạch. Nhìn như hiệu suất cực thấp, nhưng dường như chỉ có loại biện pháp này mới có thể thu được lấy Càn Lam thạch. Bởi vì Càn Lam trong đá năng lượng cực độ không ổn định, gặp ngoại lực xung kích rất dễ bạo tạc cho nên khai thác càn lam thạch cũng không thể dựa vào thần thông hoặc ngoại lực, nếu không rất dễ dẫn phát nổ lớn, nhẹ thì hủy đi quạng mỏ, nặng thì tu sĩ trực tiếp bị nổ chết. Khai thác càn lam thạch phương pháp duy nhất chính là lợi dụng càn lam thạch tinh thể chế thành cái đục, từng chút từng chút đem quạng mỏ bên trong càn lam thạch quạng thô móc ra. Càn lam thạch cùng càn lam thạch chạm vào nhau là sẽ không bạo tạc. Vừa mở xuống tới càn lam thạch quạng thô ẩn chứa lượng lớn tạp chất, không cách nào trực tiếp lợi dụng nhất định phải đem quặng thô trong đá tạp chất rèn luyện ra công, khả năng biến thành tinh khiết càn lam thạch. Quặng mỏ bên trong, hơn phân nửa tu sĩ ngay tại ra sức mở quặng thô, non nửa tu sĩ đang đánh mài quặng thô thạch, đem rèn luyện sau tinh khiết càn lam thạch nhau nhau thu vào chữ vật trong túi. Thẩm Lãng vừa mở ra thánh ma nhãn, quan sát quặng mỏ bên trong tràng cảnh, một bên đem trong cơ thể hỗn độn linh lực quán chú đến hai lỗ tai bên trong, tăng cường nhĩ thức. Đinh đinh đinh, quặng mỏ bên trong kịch liệt gõ mở thanh âm truyền vào thẩm lãng trong tai trừ những cái này lộn xộn thanh âm bên ngoài thẩm lãng còn có thể nghe được một chút đào quáng tu sĩ trò chuyện âm thanh một người khoác áo giáp thanh niên tu sĩ một bên ra sức mở quặng thô một bên nhíu mày thở dài nói ai chúng ta đã tại địa phương quỷ quái này đào quáng đào nửa năm cũng không biết lúc nào mới là cái đầu a bên cạnh hắn một áo bào đen trung niên cũng than thở từ khi nửa năm trước cương trảm thánh sử tiến kia cái gì hải hoàng cung về sau liền đại môn không ra nhị môn không bước, một mực ra lệnh cho chúng ta đào quáng vận chuyển càn lam thạch. Cũng không biết kia hải hoàng cung bên trong đến cùng có đồ vật gì, có thể như thế hấp dẫn cương trảm thánh sử. Áo giáp thanh niên nhỏ giọng nói, cương trảm thánh sử nửa năm trước không phải bắt một mỹ mạo nữ tu sao, người nói cương trảm thánh sử sẽ không phải là mê luyến nữ sắc, ngày ngày song tu a à. Áo bào đen trung niên kinh ngạc nói, không thể nào. Cương trảm thánh sử bình thường giống như cũng không thích nữ nhân a à. Lại nói, lấy cương trảm thánh sử thực lực tu vi cái gì nữ tu không có chơi qua áo giáp thanh niên nhún vai ai lúc trước cương trảm thánh sử bắt sống tên kia nữ tu thời điểm đạo hữu không ở tại chỗ sợ là có chỗ không biết a à. cương trảm thánh sử bắt sống tên kia nữ tu thế nhưng là ngày xưa thiên mục tiên vực hàng vân cung cung chủ xinh đẹp việt luân nghe nói còn là chân tiên giới hiếm thấy hỗn độn tiên thể hỗn độn tiên thể áo bào đen trung niên tròng mắt sáng lên không sai nghe nói cùng hỗn độn tiên thể nữ tử song tu có thể trên diện rộng tăng tiến tu vi. Cương Trảm Thánh Sử tu vi kẻ tại La Thiên Thượng Tiên Sơ giai đỉnh phong đã thật lâu, từ đầu đến cuối bị Quy Tà Đại Thánh làm ép một đầu, trong lòng khẳng định không kịp chờ đợi muốn tìm cầu đột phá, nói không chừng là muốn mượn cơ hội này xung kích La Thiên Thượng Tiên trung kỳ. Áo giáp thanh niên chậc chậc nói, nhìn nó biểu tình, tựa hồ đối với đề cập nữ tu có chút thèm nhỏ dãi. Áo bào đen trung niên cả kinh nói, chiếu ngươi nói như vậy còn thật sự có chút khả năng. Có điều, coi như cương trảm thánh sử trầm mê nữ sắc, hắn để chúng ta khai thác càn lam thạch làm cái gì? Cái này sao, áo giáp thanh niên nhất thời cũng trả lời không được. Đúng lúc này, một phụ trách giám sát khôi ngô tráng hán đi tới, quát khẽ nói, uy, hai người các ngươi ra hỏa, chớ có vọng nghị thánh sử, làm nhanh lên sự tình. Cương trảm thánh sử vẫn chờ chúng ta vận chuyển càn lam thạch đi qua đâu? Vâng, nghe được khôi ngô tráng hán cảnh cáo âm thanh về sau, áo giáp thanh niên cùng áo bảo đen trung niên lập tức thu liếm, tiếp tục khai thác càn lam thạch quảng thô. Loạn thạch bên trong thẩm lãng nghe hai người trò chuyện âm thanh về sau, tâm chìm đến đáy cốc. San như thế mà bị cương trảm thánh sử bắt sống, cái này chỉ sợ là kết quả xấu nhất. Thẩm lãng mặt lộ vẻ ngang ngược chi sắc, chán nhiệt huyết dâng lên, hận không thể hiện tại liền giết tiến hải hoàng cung, cứu ra hạ san. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem san nhi cứu ra. Nhưng cương trảm thánh sử giờ phút này hẳn là còn tại hải hoàng cung bên trong, mình tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ nguy hiểm cực lớn. Thẩm Lãng thần sắc biến ảo mấy lần, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian lấy ra trong ngực phong hồn châu, đem mình nghe được tin tức truyền âm nói cho Mini Lôi Long. Mini Lôi Long phân tích nói, Tiểu Long cảm thấy, kia Tam Thánh giáo thánh sử sở dĩ chiếm lấy Hải Hoàng cung, rất có thể là phát hiện hải tộc tu luyện đại trận. Tiểu Long lúc trước nói qua, hải tộc tu luyện đại trận trung khảm nạm 108 viên hải hoàng nha, chỉ cần có thể cung cấp lượng lớn càn lam thạch liền có thể để đại trận bảo trì vận chuyển. Không nói đến dùng để tu luyện, trận pháp vận chuyển lúc phóng thích ra bản nguyên chi lực liền có thể để ngoại giới tu sĩ miễn trừ vân hải giới lực lượng pháp tắc, hoàn toàn khôi phục tu vi. Tên kia tam thánh giáo thánh sử sở dĩ không ra biển hoàng cung đại môn, đoán chừng là nghĩ bảo trì mình có được tu vi trạng thái. Còn nữa, có lẽ như chủ nhân nghe lén đến tên tu sĩ kia lời nói, đối phương là muốn mượn hải tộc tu luyện đại trận, xung kích la thiên thượng tiên trung kỳ, Mini Lôi Long đem trong lòng mình suy đoán toàn bộ nói ra. Như thế nói đến, cũng là chỉ có khả năng này. Thẩm Lãng sắc mặt trở nên có chút khó coi, "Chủ nhân không cần quá lo lắng, theo Tiểu Long biết, hải tộc tu luyện đại trận hẳn là không đủ để để tu sĩ xung kích La Thiên Thượng Tiên trung kỳ, đối phương hơn phân nửa là tại làm chuyện vô ích." Mini Lôi Long lắc đầu nói, "Cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là ta nhất định phải đem đạo lữ của mình cứu ra." Thẩm Lãng lòng nóng như lửa đốt, một khắc đều không muốn chờ. Mini lôi long thở dài nói, tên kia tam thánh giáo thánh sử đã có lấy la thiên thượng tiên cường đại tu vi, nếu như hắn một mực đợi tại hải hoàng cung bên trong, sợ là không dễ làm a. À. Chỉ cần cương trảm thánh sử đợi tại hải tộc tu luyện đại trận bên trong không ra, hắn liền có thể thời khắc duy trì trạng thái đỉnh phong. Cứ như vậy, đừng bảo là đối phó cương trảm thánh sử, chính là tới gần đối phương, cũng có thể sẽ bị đối phương nháy mắt chế phục. Thẩm lãng minh tư khổ tưởng, cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp giải quyết cùng nó ở đây lãng phí thời gian, còn không bằng để mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp. Thẩm lãng trở về lúc trước viên vương Hạ Linh Nhi vị trí, đem mình đạt được tin tức nói cho bốn người. chương 3969, tu luyện đại trận cùng cương trảm thánh sử. Cái gì, San Nhi nàng, Hạ Linh Nhi biết được Hạ San Nhi nửa năm trước liền bị cương trảm thánh sử bắt đi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, tâm loạn như ma. Ai, tại sao có thể như vậy? Viên vương cũng là bi phẫn không thôi, Thẩm Lãng cắn răng nói, hiện tại cũng không phải bi thương khổ sở thời điểm, chúng ta tranh thủ thời gian ngẫm lại muốn thế nào cứu trở về San Nhi. Đám người một trận mặt mày ủ rũ. Thẩm Đạo Hiếu, tên kia cương trảm thánh sử coi là thật có lợi hại như thế, ta chờ hợp lực đều không thể chế phục hắn không thành. Một bên Long Đà Tử nhịn không được hỏi, không đợi Thẩm Lãng trả lời, Viên Vương liền sầu mi khổ kiểm nói, nếu như tại ngoại giới, chúng ta liên hợp đại quân tất cả thống lĩnh cộng lại, có lẽ có thể địch nổi cương trảm thánh sử nhưng dưới mắt tại vân hải giới, đối phương còn nặng lấy được tu vi, chúng ta làm sao cũng không thể là kia cương trảm thánh sử đối thủ. San Nhi, Hạ Linh Nhi cắn nát sang ngà, trong mắt nổi lên một tia nước mắt. Thẩm lãng sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, đang suy nghĩ muốn hay không trực tiếp giết tới hải hoàng cung, cùng cương trảm thánh sử liều rồi. Đúng lúc này, yêu nguyệt thánh nữ tinh mâu sáng lên, nghiêm mặt nói, thẩm công tử, tiểu nữ tử ngược lại là nghĩ ra một cái biện pháp, chính là không biết có thể thực hiện hay không thẩm lãng hai mắt tỏa sáng hắn biết yêu nguyệt thánh nữ ý kiến luôn luôn đáng tin cậy liền vội vàng nói yêu nguyệt cô nương một mực nói rõ yêu nguyệt thánh nữ điểm nhẹ ngọc thủ lập tức hướng thẩm lãng viên vương cùng hạ linh nhi bọn người khởi xướng một đạo truyền âm theo cái nhìn của tiểu nữ chúng ta có thể dạng này nghe xong yêu nguyệt thánh nữ nói ra biện pháp về sau trước mắt mọi người đều là sáng lên diệu phương pháp này hay lắm viên vương vỗ vỗ đùi hướng phía yêu nguyệt thánh nữ giơ ngón tay cái lên pháp này tuy tốt chỉ là muốn để yêu nguyệt cô nương mạo hiểm thẩm lãng cắn chặt răng trong lòng rất cảm thấy thẹn với yêu nguyệt thánh nữ yêu nguyệt thánh nữ nhẹ nhàng lắc đầu lần này không chỉ là vì cứu ra san nhi cô nương càng là vì để cho liên hợp đại quân tất cả tu sĩ thoát ly khốn cảnh bốc lên điểm nguy hiểm cũng coi như đáng giá đa tạ yêu nguyệt cô nương đại ân hạ linh nhi trực tiếp quỳ dạp xuống đất cảm động đến rơi nước mắt hạ công chủ không cần như thế yêu nguyệt thánh nữ vội vàng đem hạ linh nhi đỡ lên Viên vương gãi đầu một cái nói, đã yêu nguyệt cô nương đều nói như vậy, mọi người liền cùng một chỗ cầu nguyện thành công đi. Tốt, mấy người nhao nhao gật đầu, chấm, thánh đảo thánh sơn chừng mấy triệu trượng cao, chính là vân hải giới điểm cao nhất. Hải hoàng cung, liền đứng lặng vô thánh núi đỉnh, nơi này chính là hải tộc tộc địa, thánh sơn đỉnh núi phương viên 50, 60 dặm bên trong, có thể nhìn thấy rất nhiều cung điện kiến trúc, phần lớn đều là lấy ngọc thạch đắp lên mà thành, tạo hình tìm tòi nghiên cứu hoa lệ, tản ra oánh oánh hào quang tộc địa chính giữa, càng là đứng xứng một tòa cao lớn vô cùng thủy tinh cung điện. Kia thủy tinh cung điện toàn thân như màu trắng thủy tinh đắp lên mà thành, chạm mặt tới một cỗ cao đại thượng khí tức, hoa lệ khiến người khó có thể tin. Tòa này thủy tinh cung điện chính là Hải Hoàng cung đại điện, chính là hải tộc phòng theo ngày xưa Thiên Uyên Hải Đông Hải Long cung đại điện kiến tạo mà thành. Thủy tinh cung điện chỗ sâu nhất, có một gian có chút ẩn nấp tu luyện thất. Trong phòng tu luyện vô cùng trống trải, sắp đặt một tòa cự đại tu luyện pháp trận, pháp trận đủ có mấy ngàn mét rộng, mặt ngoài khắc dấu lấy lít nha lít nhít phù văn ấn ký. Định thần nhìn lại, trừ phù văn ấn ký bên ngoài, pháp trận bên trong còn khảm nạm lấy từng khỏa kim sắc đoạn nha, chính là kia hải hoàng nha. Cả tòa pháp trận bên trong chung khảm nạm 108 viên hải hoàng nha. Không sai, tòa này pháp trận chính là hải tộc kiến tạo tu luyện đại trận. Giờ phút này, cương trảm thánh sử chính đoan ngồi tại hải tộc tòa này tu luyện đại trận bên trong, hai mắt nhắm nghiền. Tu luyện đại trận đông tây nam bắc bốn cái góc, đều có lấy một tòa sâu không thấy đáy cái hố giống như miệng giếng trong phòng tu luyện có hai tên tu sĩ đang tay cầm chữ vật túi càng không ngừng hướng miệng giếng cái hố bên trong đổ vào càn lam thạch miệng giếng bên trong tiếp tục phun trào lấy lam quang vì tu luyện đại trận cung cấp năng lượng đáng nhắc tới chính là cái này hai tên phụ trách huynh đảo càn lam thạch tu sĩ không phải người khác chính là tiêu thanh mịch tích đã lâu ưng vương cùng liễu bạch nghi nhìn xem hai người khúm núm không dám làm ra một tia tiếng vang bộ dáng hiển nhiên đã bị cương trảm thánh sử nô dịch. Lúc trước truyền tống đến thánh đảo vế trên hợp đại quân tu sĩ tổng cộng có 10, 20 người, ưng vương cùng liễu bạch mi vừa lúc ngay tại trong đó. Cương trảm thánh sử dẫn đầu tam thánh giáo tu sĩ nhẹ nhõm diệt đi liên hợp đại quân thiên tiên tu sĩ, duy chỉ có lưu lại ưng vương cùng liễu bạch mi hai người. Cái này cũng không phải bởi vì ưng vương cùng liễu bạch mi hai người gặp may mắn, mà là bởi vì bọn hắn đem thẩm lãng tin tức toàn bộ nói cho cương trảm thánh sử. Cương trảm thánh sử hết sức hài lòng, dứt khoát không có lấy tính mạng bọn họ. Đợi đến đến mấy viên hải hoàng nha về sau, cương trảm thánh sử đối ưng vương cùng liễu bạch mi hai người hạ một đạo huyết chú thuật, nô dịch bọn hắn thành lao công, phụ trách duy trì hải tộc tòa này tu luyện đại trận tiếp tục vận chuyển. Hải tộc tòa này tu luyện đại trận có cái rất lớn tệ nạn, chính là quá mức tiêu hao năng lượng. Nhất định phải tiếp tục không ngừng hướng đại trận lưu trữ năng lượng giếng bên trong khuynh đảo Càn Lam Thạch mới có thể để cho đại trận thời khắc bảo trì vận chuyển. Chính vì vậy, cương trảm thánh sử mới cần đại lượng càn lam thạch thánh đảo bên trong mặc dù khắp nơi đều là càn lam khoáng thạch núi nhưng chân chính hải tộc còn sót lại càn lam thạch số lượng cũng không nhiều vì thu hoạch càn lam thạch cương trảm thánh sử chỉ có thể để cho thủ hạ đi đào quáng mỗi ngày đem đào quáng đạt được càn lam thạch đưa vào hải hoàng cung lấy duy trì tu luyện đại trận vận chuyển dựa vào càn lam thạch cung cấp năng lượng tu luyện đại trận có thể liên tục không ngừng phóng xuất ra từ chấn hải kinh bản nguyên chi lực trên thực tế hải tộc tòa này tu luyện đại trận không cần thôi động, cương trảm thánh sử ngồi ngay ngắn trong đó, liền có thể duy trì la thiên thượng tiên sơ giai đỉnh phong tu vi. Dưới mắt tiếp tục thôi động tu luyện đại trận mục đích, chính là cương trảm thánh sử muốn mượn trận này xung kích tu vi bên trên bình cảnh. Xác minh trước đó mini lôi long thuyết pháp, giờ phút này, chỉ thấy cương trảm thánh sử tại tu luyện đại trận bên trong đả tỏa thổ nạp, khi thì mặt đỏ tới mang tai, khi thì sắc mặt tử thanh, trong cơ thể hình như có rời sông lấp biển hỗn độn linh lực dâng lên mà ra, toàn thân phóng xuất ra khiến người hít thở không thông linh áp. Sau một lúc, cương trảm thánh sử trong cơ thể bị áp xúc đến cực hạn hỗn độn linh lực cuối cùng vẫn là tiết ra ngoài ra tới, toàn thân đột nhiên toát ra lượng lớn bạch khí sương mù, phát ra tê 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 tiếng vang. Đáng chết, lại thất bại trong gang tấc, cương trảm thánh sử buồn bực không thôi, nắm lại nắm đấm mạnh mẽ nện gõ mặt đất. Cái này đã không biết là hắn bao nhiêu lần xung kích bình cảnh thất bại, mỗi lần đều chỉ thiếu một chút xíu, tu vi từ đầu đến cuối kẻ tại bước cuối cùng này, không thể bước ra. Hắn cũng là ngẫu nhiên phát hiện hải tộc tòa này tu luyện đại trận có thể miễn trừ lực lượng pháp tắc, trên lý luận đến nói, mình có thể dựa vào trận này đặc tính đến xung kích bình cảnh, nhưng vô số lần nếm thử xuống tới, cương trảm thánh sử phát hiện nghĩ mình mượn trận pháp này đột phá tu vi, vẫn không có dễ dàng như vậy. Ưng vương cùng liễu bạch nghi hai người nhìn xem cương trảm thánh sử đại phát lôi đình dáng vẻ, có đầu rút cổ trong góc, câm như hến hai người các người phế vật nhìn cái gì vậy còn không tranh thủ thời gian cho lão tử hướng lưu trữ năng lượng trong giếng tiếp tục đổ càn lam thạch cương trảm thánh sử hung hăng chừng ưng vương cùng liễu bạch mi một chút dọa đến hai người run lẩy bẩy ưng vương mồ hôi lạnh trên trán ứa ra nhắm mắt nói hồi chủ nhân hôm qua thánh giáo đạo hữu vận đưa tới càn lam thạch đã hao hết không cách nào tiếp tục thôi động đại trận ngoá nó làm sao còn không thấy đám kia ngu xuẩn đem hôm nay càn lam thạch đưa tới cương trảm thánh sử trong miệng hùng hùng hổ hổ tâm tình bực bội chi cực. chương 3970, thật giả minh phong thánh sử. Coi như cương trảm thánh sử phiền muộn lúc, ngoài phòng tu luyện đột nhiên truyền đến một đạo hoảng hốt sợ hãi tiếng hét lớn cương. Cương trảm thánh sử, thuộc hạ có đại sự bẩm báo. Cương trảm thánh sử giãn ra tay phải hướng phía trước đẩy, một ngọn gió lực đem tu luyện thất đại môn phá tan. Một tam thánh giáo đưa tin tu sĩ quỳ dạp xuống ngoài phòng tu luyện, chỉ gặp hắn tóc tai bù xù, thần sắc dị thường kinh hoàng cương trảm thánh sử âm lãnh nói cái gì chó má đại sự cần phải hoảng thành cái dạng này đưa tin tu sĩ quỳ rạp xuống đất thấp thỏm lo âu nói minh minh phong thánh sử trở về trước đây không lâu đến thánh sơn lời này mới ra cương trảm thánh sử sắc mặt đại biến tiến lên quăng lên tên kia đưa tin tu sĩ cổ áo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ người xác định là minh phong thánh sử thiên chân vạn xác chẳng qua minh phong thánh sử là trốn đến thánh sơn hắn ngay tại gặp phải một nhóm không rõ lai lịch tu sĩ chặn giết đưa tin tu sĩ vội vàng nói, ngươi nói cái gì, cương trảm thánh sử sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, truy vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra, nhanh cho lão tử một năm một mười nói một lần. Vâng vâng vâng, đưa tin tu sĩ lập tức đem đầu đuôi sự tình cùng cương trảm thánh sử nói. Hóa ra là phụ trách vận chuyển càn lam thạch tam thánh giáo tu sĩ, đột nhiên phát hiện thánh sơn chân núi chuyển đến tiếng đánh nhau, tới gần xem xét. Mới biết là minh phong thánh sử cùng một đám không rõ lai lịch tu sĩ chém giết đánh nhau chết sống, tình hình chiến đấu đã đến gai cấn giai đoạn. Minh Phong Thánh Sử thấy có tam thánh giáo tu sĩ ở đây, lập tức phát ra cầu viện thanh âm. Tên kia mắt thấy tình hình chiến đấu tam thánh giáo tu sĩ tranh thủ thời gian chạy tới quặng mỏ cầu viện, mang đến một đám tam thánh giáo tu sĩ, chi viện lên Minh Phong Thánh Sử. Sự tình chính là như thế, địch quân số lượng quá nhiều, Minh Phong Thánh Sử đã bị thương. Thuộc hạ thủ Minh Phong Thánh Sử nhờ vả, lấy tốc độ nhanh nhất rút lui chiến trường, chạy đến Hải Hoàng cung hướng cương trảm Thánh Sử ngài mật báo đưa tin tu sĩ báo cáo. Cương trảm thánh sử chất vấn lên tiếng, người có biết kia địch quân thống lĩnh là người phương nào? Phải chăng nhớ kỹ đối phương dung mạo, dẫn đầu tu sĩ tựa như là ta thánh giáo truy nã trọng phạm, thiên mục tiên vực tạc quân khấu thủ thẩm lãng. Trừ hắn ra, còn có một lông trắng người vượt, hết sức lợi hại. Đưa tin tu sĩ cắn răng nói, thao, quả nhiên là bọn hắn. Cương trảm thánh sử nhịn không được sổ một câu nói tục, mặt đen giống đáy nồi. Trong phòng tu luyện ưng vương cùng Liễu Bạch Mi hai người nheo mắt, nghĩ không ra thẩm lãng thế mà có thể giết tới thánh đảo đi lên, cái này tinh trùng lên não ngược lại là có chút bản lĩnh. Chẳng qua có bản lãnh đi nữa, bọn hắn tại vân hải giới bên trong mất đi tu vi, không thể nào là cương trảm thánh sử đối thủ. Trên thực tế, sớm tại nửa năm trước, cương trảm thánh sử liền từ ưng vương cùng Liễu Bạch Mi trong miệng hai người biết được thẩm lãng cùng liên hợp đại quân tin tức. Biết mây bỏ cặp thánh sử chết bởi bọn này tạc quân tay, cũng biết thẩm lãng cùng bọn này tạc quân hơn phân nửa cũng tới đến vân hải giới. Cương trảm thánh sử sở dĩ tại thánh đảo bên trên án binh bất động, chủ yếu là lo lắng một khi mình rời đi, bọn này tạc quân sẽ thừa dịp hư mà ra, chiếm lĩnh thánh đảo, một khi tu luyện đại trận bị quân địch chiếm lấy, mình làm không tốt muốn lật thuyền trong mương. Vì để tránh cho loại tình huống này xuất hiện, cương trảm thánh sử không muốn ra tu luyện đại trận nửa bước, tính toán đợi mình lợi dụng cái này hải tộc tu luyện đại trận đột phá la thiên thượng tiên trung kỳ về sau, hủy đi trận pháp, lại đi ra đối phó thẩm lãng cùng nhóm này tạc quân. Vạn vạn nghĩ không ra không đợi mình đột phá, đối phương liền giết đến tận cửa. Dưới mắt đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là Minh Phong thế mà bị tạc quân vây giết, tình huống sợ là có chút không ổn. Minh Phong là cương trảm sư đệ, mặc dù cương trảm bình thường một mực không cho mình người sư đệ này sắc mặt tốt nhìn, nhưng dù sao cũng là mình sư đệ. Dưới mắt sư đệ gặp, cương trảm thánh sử không có khả năng thờ ơ. Bọn này đám ô hợp thật sự là gan to bằng trời, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Cương trảm thánh sử trong lòng tức giận, hướng về phía ưng vương hét to lên tiếng, ngươi. Cho ta canh giữ ở tu luyện đại trận bên trong, phàm là có tu sĩ dám tới gần tu luyện đại trận, hết thảy giết chết bất luận tội. Ưng ừ vương toàn thân chấn động, vội vàng ôm quyền đáp, cần tuân chủ nhân mệnh lệnh. Cương trảm thánh sử ngược lại chỉ chỉ liễu bạch nghi, ngươi. Cho ta xem trọng thứ hai trong phòng tu luyện nữ nhân kia, chứ có để nàng thừa dịp chạy loạn chủ nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định chặt chẽ trông coi. Liễu Bạch Mi mặt mũi tràn đầy lấy lòng chi sắc nói. Cương Trảm Thánh sử vội vàng đeo lên ba cái vàng óng ánh hải hoàng nha mặt dây chuyền, vọt thẳng ra tu luyện đại trận, cầm lên đưa tin tu sĩ, giận dữ hết, nhanh chỉ đường, mang ta đi hiện trường. Vâng, đưa tin tu sĩ nơm nớp lo sợ lên tiếng, lúc này vì Cương Trảm Thánh sử chỉ rõ phương hướng. Cương Trảm Thánh sử thân hình hóa thành một đạo kim sắc huyễn ảnh, lấy tốc độ nhanh nhất xông ra Hải Hoàng cung, hướng phía dưới núi cấp tốc lao đi. Trên cổ hắn cái này ba cái hải hoàng nha, chính là trước đó từ hải hoàng cung bên trong vơ vét đến bảo bối. Cái này ba cái hải hoàng nha cũng sớm đã hấp thu đủ nhiều càn lam thạch năng lượng, giờ phút này phóng thích ra bản nguyên chi lực, đủ để cho cương trảm thánh sử thu hoạch được bộ phận pháp lực. Mượn bộ phận này pháp lực, cương trảm thánh sử tự tin có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn này xâm phạm tạc nhân, thuận tiện còn có thể bắt sống ngày đó chọn người thẩm lãng. Thẩm lãng a à, thẩm lãng, lần này bị lão tử bắt được, nhất định phải trước chặt đứt người tay chân, móc người hai mắt, để tiết mối hận trong lòng ta. Cương trảm thánh sử trong mắt liên tiếp hiện lên ngang ngược chi sắc, nhiều lần thất bại, đã để trong lòng của hắn đối thẩm lãng hận ý bành trướng đến cực hạn. Chấm, trong phòng tu luyện chỉ còn lại ưng vương cùng liễu bạch mi hai người. Cương trảm thánh sử đối ưng vương cùng liễu bạch mi xuống huyết chú thuật, hắn ngược lại không lo lắng hai người lên cái gì dị tâm. Sự thật cũng là như thế, ưng vương cùng liễu bạch mi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trung thực bổn phận thay cương trảm thánh sử làm việc. Ưng vương canh giữ ở trong phòng tu luyện, Liễu Bạch Mi cùng ưng vương chào hỏi một tiếng về sau, liền mở ra tu luyện thất phía bên phải một chỗ cửa ngầm, tiến vào thứ hai tu luyện thất. Cái này thứ hai tu luyện thất là hải tộc tộc trưởng chuyên môn tu luyện thất, có giường ngọc bồ đoàn, giá sách cái bàn, thậm chí còn có một hơi suối nước nóng linh trì, mặt đất trải ra lấy chân linh ra lông, xa hoa khí phái. Một phái trắng thiếu nữ đang nằm đổ vào giường ngọc bên trên, thân thể mềm mại có chút run rẩy, dáng vẻ yếu đuối, nhìn kỹ lại, nàng toàn thân cao thấp bị nhỏ như sợi tóc linh lực xiềng xích buộc chặt trói buộc, bất lực động đậy. Vị này váy trắng thiếu nữ, cũng không chính là Tiêu Thanh Mịch Tích đã lâu hạ san. Hạ San Nhi lúc trước bị truyền tống đến thánh đảo, nguyên bản nàng có cơ hội trước cương trảm thánh sử một bước tiến vào Hải Hoàng cung, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bậc, bị cương trảm thánh sử chiếm được tiên cơ. Không có mấy ngày nữa nàng liền bị cương trảm thánh sử bắt sống, về sau làm con tin mang về hải hoàng cung, một mực giam giữ tại cái này thứ hai trong phòng tu luyện. Cũng may kia cương chảm thánh sử một lòng si mê đột phá tu vi, đối mỹ nữ không có hứng thú gì, cho nên cũng không có đối hạ san nhi làm chuyện gì, chỉ là một mực đem nàng nhốt tại thứ hai trong phòng tu luyện, không nghe thấy không để ý. Hạ san nhi mỗi giờ mỗi khắc không muốn chạy trốn ra ngoài, đáng tiếc hắn bị tu vi khôi phục sau cương chảm thánh sử hạ một đạo cường lực phong ấn, căn bản không cách nào tránh thoát chạy trốn. Đúng lúc này, Liễu Bạch Mi đẩy cửa vào, đi vào giường ngọc trước. Nhìn xem giường ngọc bên trên Hạ San Nhi khí chất thanh thuần băng lãnh, ngũ quan phấn nộn tinh xảo, da thịt trắng nõn như tuyết, thân thể mềm mại đường cong chập trùng hoàn mỹ, Liễu Bạch Mi trong mắt lóe lên một tia mê ly chi sắc, cười hắc hắc nói: "San Nhi cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" À. Chương 3971, ngoại địch xâm lấn. Hạ San Nhi trong lòng căng thẳng, thấy người tới là Liễu Bạch Mi, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên âm trầm xuống lạnh như băng nói, không biết liêm sỉ phản đồ, người đến làm gì. Nghe hạ san nhi tiếng mắng, liễu bạch mi cũng không nóng giận, mặt dạn mày dày cười nói, san nhi cô nương, đừng như vậy vô tình nha. Ta tới nơi đây, chỉ là vì nói cho san nhi cô nương hai người tin tức, một tin tức tốt một cái tin tức xấu, không biết san nhi cô nương muốn nghe cái nào. Hạ san nhi nghiến răng nghiến lợi nói, có chuyện nói thẳng, đừng muốn quanh co lòng vòng. Liễu Bạch Mi cười ha ha nói, tốt tốt tốt, đã san nhi cô nương như thế không kịp chờ đợi bản công tử liền nói cho ngươi đi tin tức tốt là thẩm lãng đã đi tới thánh đảo ngươi nói cái gì hạ san nhi tâm thần run sợ trên mặt chẳng những không có lộ ra nửa điểm vui mừng ngược lại là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu thẩm lãng thời gian này đến thánh đảo cũng không phải cái gì thời cơ tốt nàng rất rõ ràng tu sĩ đưa thân vào vân hải giới sẽ đánh mất tu vi bây giờ cương trảm thánh sử đã chiếm lấy hải tộc tu luyện đại trận tăng thêm hắn có ba viên hải hoàng nha ra thân, cho dù là liên hợp đại quân dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng sẽ không cương trảm thánh sử đối thủ. Tin tức xấu là, cương trảm đại nhân đã đi đối phó thẩm lãng, chỉ sợ muốn không được nửa canh giờ, thẩm lãng liền sẽ mệnh tăng cương trảm thánh sử tay. Ai, cũng không biết san nhi cô nương đến lúc đó có thể hay không vì thẩm lãng tiểu tử kia nhặt xác. Liễu Bạch Mi cười ha ha, trong lời nói đều là mỉa mai ý nhạo báng. Từ ban đầu thẩm lãng lên làm hoàng hoa quan thiếu chủ về sau, vẫn là Liễu Bạch Mi ghen ghét đối tượng. Bây giờ dự cảm thẩm lãng sắp đại nạn lâm đầu, Liễu Bạch Mi cảm giác giống như là ra một hơi một ngạt đồng dạng, trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Ngươi, đừng muốn ăn nói linh tinh, thẩm huynh không xử bạc với ngươi, ngươi phản bội liên hợp đại quân cũng coi như, thế mà còn nói loại này ngồi châm chọc, ngươi. Ngươi vẫn là người sao? Hạ San Nhi cắn hàm răng, lòng đầy căm phẫn yêu kiều nói, giữa lông mày tràn ngập phẫn nộ. Bị Hạ San Nhi chỉ vào mũi mắng, Liễu Bạch Mi trong lòng cực kỳ khó chịu, ngữ khí chanh chua mà nói, thẩm lãng hắn là cái thá gì, không phải liền lại ỷ vào một kiện tịch linh cấp không gian tiên bảo, tốc độ tu luyện so người khác mau một chút thôi. Bản công tử nếu có được này trọng bảo, thực lực tu vi định không thể so với hắn kém. San Nhi cô nương, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, người cũng nên thấy rõ bây giờ tình thế. Thẩm lãng trêu chọc tam thánh giáo, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Người không bằng hiện tại liền ngã qua, bản công tử còn có thể vì ngươi nói hộ một chút về sau cũng không cần suy nghĩ cái gì thầm lãng, dù sao hắn đều đã là cái người chết, không bằng cùng bản công tử được chứ. Bản công tử cũng là thương hương tiếc ngọc người, chỉ cần san nhi cô nương nguyện ý cùng ta, bản công tử nhất định thật tốt đợi ngươi. Liễu Bạch Mi không chút kiêng kỵ đánh giá hạ san nhi kia tuyệt mỹ dung mạo cùng nhỏ nhắn mềm mại linh lung tư thái, trong lòng nguyên man bất định. Hắn trước kia tại Hoàng Hoa Quan đợi lâu, nơi đó phần lớn đều là yêu ma, không có mấy cái xinh đẹp nữ tu. Từ khi trà trộn vào liên hợp đại quân về sau, Liễu Bạch Mi xem như mở rộng tầm mắt. Thẩm Lãng kia tinh trùng lên não đạo lữ từng cái xinh đẹp thiên tiên, khí chất kinh diễm tuyệt luân, mấu chốt hắn mỗi cái đạo lữ phong cách còn có chỗ khác biệt, Mị Nhi cao lãnh, Ngọc La sát ngạo kiều, Lan Tiên nhi thanh thuần. Liền đẹp chấn động lòng người yêu nguyệt thánh nữ, dường như cũng có bị Thẩm Lãng pha được tư thế. Dựa vào cái gì Thẩm Lãng kia tinh trùng lên não liền có thể có nhiều như vậy tuyệt sắc đạo lữ? mình đạp mã một cái đều không có, đố kỵ để liếu Bạch Mi hoàn toàn thay đổi. Hắn cũng tưởng tượng thầm lãng đồng dạng, thể hội một chút có được đỉnh cấp mỹ nữ thoải mái cảm giác. Phi phi phi, bản cô nương tình nguyện đi chết, cũng không có khả năng đi làm tam thánh giáo chó săn, càng sẽ không cùng người cái này lòng muông giả thú xúc sinh có quan hệ gì. Hạ San Nhi giận dữ khe kêu, trong lòng rất cảm thấy buồn nôn. Nghe Hạ San Nhi tiếng chửi, liếu Bạch Mi sắc mặt xanh xám, cho dù hắn ra mặt dù dày, bị như thế khinh bỉ lòng tự trọng cũng có chút chịu không được. Giống san nhi cô nương bực này giai nhân tuyệt sắc, hương tiêu ngọc vẫn thực sự là đáng tiếc. Coi như không thể được đến san nhi cô nương tâm, bản công tử cũng có thể lấy được trước người người. Liễu bạch mi trong mắt nổi lên tà quang, hướng hạ san nhi thân thể xích lại gần một chút. Hạ san nhi trong lòng dâng lên một tia hoảng sợ, hoảng loạn nói ngươi. Ngươi muốn làm cái gì, làm cái gì, thẩm lãng tiểu tử kia có thể làm sự tình, bản công tử cũng muốn làm bên trên một làm. Ngươi yên tâm, bản công tử kỹ xảo so thẩm lãng mạnh hơn, nhất định sẽ thật tốt yêu thương ngươi, rất nhanh liền sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính vui vẻ. Liễu Bạch Mi cười, cười rất là dâm đãng. Hắn chuẩn bị triệt để thả bản thân, chuẩn bị trước thoải mái một cái lại nói. Dù sao Hạ San Nhi chẳng qua là cương trảm thánh sử con tin, cương trảm thánh sử đối nó không thế nào quan tâm, mình chỉ là chơi một chút, Hạ San Nhi lại chết không được, lường trước cương trảm thánh sử cũng sẽ không nói cái gì. Huống chi, nữ nhân này thân xác đã bị cương trảm thánh sử xuống phong ấn chú Pháp, không cách nào động đậy, nhưng tùy ý mình bài bố, cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thuở a. À? Thử nghĩ một chút nếu có thể ở bộ này cao quý trên thân thể mềm mại dục ngựa dơ roi, tung hoành trì mời, này sẽ là loại nào khoái cảm. Chỉ là não bổ một chút, liễu bạch mi trong lòng liền lửa nóng chi cực, hắn biết rõ bỏ lỡ thôn này, nhưng là không còn cái này cửa hàng, nhìn xem liễu bạch mi từng chút từng chút tới gần hạ san nhi kiệt lực dẫy giụa nhưng tốn công vô ích trong miệng kinh hoàng kiều hô không ngươi không được qua đây san nhi cô nương ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người ứng ngươi liễu bạch mi hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay trực tiếp nhào tới một bên xé rách hạ san nhi trên người váy áo một bên giải khai quần nhưng mà đúng lúc này oanh Ngoài phòng tu luyện đột nhiên truyền đến một đạo nổ vang rung trời, chân bốn phía lay động không thôi cái này đạp mã chuyện gì xảy ra liễu bạch mi Mì giật mình kêu lên bên tai bỗng nhiên truyền đến ưng vương gửi tới vội vàng truyền âm con ta mau tới tu luyện thất có ngoại địch xâm lấn t liễu bạch mi hít vào một hơi hàn khí hắn tranh thủ thời gian nhấc lên quần chạy ra thứ hai tu luyện thất ra ngoài nhìn đến tột cùng chấm hải hoàng cung chỗ sâu nhất tu luyện thất đại môn đột nhiên bị một cỗ cự lực phá tan phát ra một đạo nổ rung trời ai Tại tu luyện đại trận bên trong ngồi ngay thẳng ưng vương lúc này bị kinh động, bỗng nhiên đứng dậy, gầy còm xong trưởng hướng phía trước đẩy, hét to lên tiếng, để cửu giai thiên tiên thuật, kim hồng hàng thế. Ưng vương già nua khô gầy trong lòng bàn tay đột nhiên nước cuồn cuộn ra lít nha lít nhít kim sắc tia sáng, như hồng thủy sóng lớn trào lên mà ra, hướng phía ngoài phòng tu luyện bóng người oanh kích mà đi. a à, tu luyện thất ngoài cửa lớn đạo nhân ảnh kia phát ra một đạo kinh nghi thanh âm. Mắt thấy rất nhiều kim sắc tia sáng đổ xuống mà ra, bóng người tay cầm hai lưới búa, điên cuồng cua múa. Trong lúc nhất thời, mảng lớn xích kim sắc quang nhận chấn thiên động địa, thanh thế to lớn mạnh mẽ. Đông đông đông, liên tiếp oanh minh tiếng bạo liệt liên tiếp, người ngoài cửa ảnh sinh sôi ngăn cản được ưng vương công kích. Ưng vương kinh hãi phía dưới, tranh thủ thời gian tại tu luyện trước đại trận bày ra một đạo kim quang cấm chế, ngăn cản ngoài cửa tu sĩ tiến vào. Cùng lúc đó, hắn không quên hướng phía thứ hai trong phòng tu luyện liễu bạch mi khởi sướng truyền âm. Đợi bạo liệt tiếng oanh minh thu lại về sau, ưng vương cuối cùng là thấy rõ ràng tu luyện thất ngoài cửa lớn đạo nhân ảnh kia, mặt mo nháy mắt vặn vẹo biến sắc, đột nhiên kinh thét lên thẩm lãng, thế mà là ngươi. chương 3972, Bạch Nhãn Lang Phụ Tử Ngoài cửa đạo nhân ảnh kia, cũng không chính là thẩm lãng. Thoáng nhìn tu luyện đại trận bên trong ưng vương, thẩm lãng hai mắt co rụt lại, cười lạnh nói, thật có ý tứ, nghĩ không ra thế mà lại ở đây đụng vào người quen biết cũ. Ưng vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a à. Ưng vương sắc mặt âm tình bất định, thực sự là không nghĩ ra thẩm lãng vì sao có thể xâm nhập hải hoàng cung. Thẩm, thẩm lãng, mới từ thứ hai tu luyện thất lao ra liễu bạch mi, mắt thấy tu luyện thất ngoài cửa lớn thẩm lãng, kém chút coi là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề, trong miệng phát ra một tiếng quay khiếu. Thẩm lãng khóe miệng khẽ nhăn một cái, chật chật nói, sách, hai cha con ngược lại là góp đủ. Thẩm mỗ cũng không nói nhảm liền cho phụ tử các ngươi hai người mười hơi thời gian giải thích tại sao lại thân ở nơi đây. Nếu như các người giải thích không được, vậy cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Lấy thẩm lãng thông minh, nơi nào đoán không được ưng vương cùng liễu bạch mi hai cha con này hơn phân nửa đã biến thành tam thánh giáo chó săn, nếu không cũng không có khả năng đợi tại cái này cực kỳ trọng yếu tu luyện đại trận bên trong. Đối đầu thẩm lãng âm lệ ánh mắt, liễu bạch mi toàn thân luồn lên thấy lạnh cả người. Chẳng qua hắn rất nhanh liền dễ dàng hơn, nghĩ đến thẩm lãng tại đại trận bên ngoài hẳn là không có tu vi, mình sợ cọng lông a. À. Liễu Bạch Mi khinh miệt nói, thẩm lãng tạp trùng, người cho rằng bản công tử vẫn là mặc cho ngươi nhào nặn quả hồng mềm. Ta dù không biết ngươi là thế nào tới này hải hoàng cung, nhưng đã ngươi không biết sống chết đưa tới cửa, bản công tử vừa vặn diệt ngươi. Đệ bát sai thiên tiên thuật, thực nhật cuồng lam, không đợi ưng vương tới kịp ngăn cản, Liễu Bạch Mi mắt lộ ra ngang ngược chi sắc, song trưởng bỗng nhiên hướng phía trước đẩy, đánh ra thần thông. Oanh, trong hách nhiên, liễu bạch mi trong lòng bàn tay tuôn ra mảng lớn hắc mang, đột nhiên hóa thành một đạo màu đen vòi rồng, xé rách không khí, trực tiếp hướng phía ngoài cửa thẩm lãng sông tập mà đi. Cho mèo, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta khoe khoang. Thẩm lãng không tránh không né, toàn thân cuốn lên một cỗ kim mang, mặc cho màu đen vòi rồng phong tập tới. Dầm rầm rầm màu đen vòi rồng đánh trúng thẩm lãng thân xác, phát ra chói tai oanh minh tiếng thét, nhìn như uy mãnh nhưng tất cả uy lực tất cả đều bị thẩm lãng quanh thân cuốn lên kim quang ngăn cản bên ngoài một kích qua đi thẩm lãng lông tóc không tổn hao không có khả năng ngươi ngươi có thể thi triển thần thông liễu bạch mi kinh hãi thất sắc trong lòng đại loạn kỳ thật liền liễu bạch mi chút bản lãnh này dù là thẩm lãng không cách nào vận dụng hỗn độn linh lực đứng để hắn đánh liễu bạch mi cũng tổn thương không được thẩm lãng chút nào con ta coi chừng thẩm lãng kẻ này tuyệt không hoàn toàn mất đi tu vi người ta hợp lực công kích chớ có khinh địch. Ưng vương truyền âm hướng phía liễu bạch mi nhắc nhở một câu, hai mắt gắt gao khóa chặt thẩm lãng, biểu lộ âm lệ chi cực. Tốt, liễu bạch mi tranh thủ thời gian lên tiếng, hai cha con tử tề lực thi pháp, kim hồng hàng thế, thực nhật cuồng lam, ưng vương quát to một tiếng, lại lần nữa phóng xuất ra mảng lớn kim sắc tia sáng, giống như như sóng to gió lớn hướng phía ngoài cửa trào lên mà đi. Liễu bạch mi cũng sử xuất tất cả vốn liếng, toàn lực phóng xuất ra một đạo màu đen vòi rồng, hai đạo công kích tới thế hung mãnh cùng nhau đánh úp về phía thẩm lãng huyền tiên thuật thánh mục vẫn diệt thẩm lãng không nghĩ lãng phí thời gian nữa chỗ mi tâm thánh ma nhãn đột nhiên kích xạ ra một đạo huyết sắc cột sáng cũng lấy thế xét đánh không kịp bưng tai đụng vào ưng vương cùng liễu bạch mi phát khởi công kích ầm ầm nổ tiếng vang điếc tai nhức óc ngoài cửa trong thính đường vách tường mặt đất tầng tầng nứt ra oanh minh không ngớt mặc dù thẩm lãng tự thân pháp lực bị trên diện rộng áp chế dẫn đến thi triển ra cái này một cái thánh mục vẫn diệt không đủ bình thường uy lực một phần ba, nhưng vẫn là xa xa mạnh hơn ưng vương cùng liễu bạch mi hợp kích uy năng. Chỉ thấy màu ánh sáng màu trụ cấp tốc áp chế đánh tan đầy đối với hai cha con công kích, cũng lấy thế tội khô lạc hủ phá vỡ ưng vương tại ngoài phòng tu luyện bày ra kết giới cấm chế. Bành một tiếng vang trầm, mảng lớn huyết quang xâm nhập tu luyện đại trận bên trong. Phanh phanh phanh, ưng vương cùng liễu bạch mi hai người nháy mắt bị xâm nhập trong phòng tu luyện huyết quang xé rách ra vô số đạo vết thương, máu tươi văng khắp nơi thân xác bay ngược đâm vào trên vách tường chợt mới ngã xuống đất bò đều không đứng dậy được thẩm lãng hình như như ảo ảnh xông vào tu luyện đại trận bên trong chính là tích tắc này cả tòa tu luyện đại trận nổi lên một đạo lam quang thẩm lãng đột nhiên thân thể của mình giải trừ hạn chế kinh lực liên tục không ngừng dâng lên trong cơ thể bị phong ấn hỗn độn linh lực giống như rời sông lấp biển lần nữa khôi phục hòa tính hải tộc tòa này tu luyện đại trận bên trong quả thật miễn trừ vân hải giới lực lượng pháp tắc giải trừ thẩm lãng bị phong ấn pháp lực ha 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 thẩm lãng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu loại này tràn trề mà tới lực lượng cảm giác quả thực để cho mình giành lấy cuộc sống mới thực sự đã nghiền trừ cảm giác được trong cơ thể bị phong ấn hỗn độn linh lực một lần nữa vận chuyển bên ngoài thẩm lãng còn có thể cảm giác nhạy cảm đến mình đưa thân vào cái này tu luyện đại trận bên trong về sau trong cơ thể hỗn độn linh lực sao động không thôi lại có sông phá bình cảnh tình thế thẩm lãng trong lòng chấn động vô cùng hải tộc và này tu luyện đại trận bên trong phóng thích ra khí tức, lại có chút cùng loại với ngày xưa cát hồng lão tổ đột phá lúc, ngưng tụ ra cho vực năng lượng. Chỉ có điều đại trận không có vận chuyển thời điểm, cỗ năng lượng này mười phần yếu ớt. Dù không rõ ràng, nhưng thẩm lãng vẫn có thể rõ ràng cảm giác được. Ưng vương cùng liễu bạch mi thấy thẩm lãng xông vào tu luyện đại trận bên trong, triệt để dọa đến hồn bay lên trời. Hai người thật sự là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cho dù tại vân hải giới bên trong, thẩm lãng cũng có thể cường thế như vậy, quả thực không thể dùng lẽ thường để hình dung lão lão phu có mắt không tròng hồ đồ cực kỳ mạo phạm thẩm đạo hiếu khẩn cầu thẩm đạo hiếu xem ở đế nữ phân thượng tha lão phu cùng khuyển tử hai đầu tiện mệnh ưng vương chịu đựng thân xác đau xót nằm dạp trên mặt đất hoảng sợ cầu xin tha thứ thẩm lãng huynh đệ tha mạng a à, ta cũng không dám lại Liễu bạch nghi quỷ khóc sói gào cầu xin tha thứ lúc trước phách lối cùng khinh miệt không còn sót lại chút gì thay vào đó chính là thật sâu sợ hãi ai cùng ngươi là huynh đệ rồi thẩm lãng một chân đem liếu bạch mi gạt ngã ở trên vách tường phẫn nộ quát thẩm mỗ bất kể hiềm khích lúc trước hảo tâm đợi phụ tử các ngươi các ngươi chẳng những không có nửa điểm cảm kích ngược lại còn lời oán trả ơn thật sự là tốt một đôi bạch nhãn lang phụ tử thôi đã các ngươi cam nguyện biến thành tam thánh giáo nô lệ chó săn hôm nay cũng đừng trách lão tử hạ thủ vô tình thẩm lãng trong mắt nổi lên sát cơ mãnh liệt vung lên trong tay tuyên hoa diều to bản dẫn đầu hướng phía ưng vương bổ tới tha ưng vương con người không ngừng phóng đại, mệnh chữ còn chưa nói ra miệng, thẩm lãng trong tay tuyên hoa diều to bản liền đánh trúng ưng vương cái cổ. Trong chốc lát, phốc phốc một tiếng vang trầm, thẩm lãng giơ tay búa xuống, ưng vương đầu lâu bay chéo ra ngoài, đoạn thủ chỗ chảy ra ra mấy đạo huyết tiến, đem mặt đất bốn phía nhuộm thành huyết hồng sắc. Ưng vương đầu lâu ngay tiếp theo hồn thể cùng một chỗ bị tuyên hoa diều to bản chém nát, thần hình câu diệt. Diệt sát ưng vương về sau, thẩm lãng tiến lên một bước, tới gần liễu bạch mi. Không, Đừng, đừng giết ta, Liễu Bạch Mi phát ra vô cùng hoảng sợ tiếng thét chói tai, tay chân run rẩy, không ngừng lùi lại. Thẩm Lãng không chút khách khí, tay phải hướng thẳng đến Liễu Bạch Mi chán nhấn tới, thi triển lên siêu hồn thuật. Chương 3973, xung kích La Thiên Thượng Tiên Thượng. Ông ong ong, Thẩm Lãng trong lòng bàn tay toát ra cực thịnh huyết quang, Liễu Bạch Mi trong miệng phát ra vô cùng thê lương tiếng thét chói tai, hồn thể dần dần bị Thẩm Lãng trong lòng bàn tay năng lượng sinh sôi chấn vỡ. Không đến mười hơi thời gian, thẩm lãng liền kết thúc siêu hồn, cuối cùng là biết đầu đuôi sự tình. Hải tộc tòa này tu luyện đại trận quả nhiên có thể để cho lệnh tu sĩ đột phá tự thân bình cảnh, quả thực chính là một tòa có sẵn càn khôn điên đảo trận. Thẩm lãng kích động tột đỉnh, dưới mắt mình còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, thẩm lãng tạm thời không rảnh đi nghĩ chuyện khác, hắn nhấc ngang một búa, đem liếu bạch mi thân thể chặn ngang chặt đứt, rất nhiều máu tươi cùng uế vật vẩy ra bắn ra bốn phía. Căn cứ vừa rồi siêu hồn đến ký ức, cái này liễu bạch mi lại dám bị ổi hạ san nhớ tới chuyện này thẩm lãng liền nổi trận lôi đình vung vẩy tuyên hoa diều to bản dừng lại cuồng chặt đem liễu bạch mi thi thể chém thành vô số thịt nát làm xong những sự tình này về sau thẩm lãng lửa giận trong lòng mới thoáng lắng lại xuống dưới thẩm lãng lấy đi hai người nhấn chứa đồ về sau phi thân sông vào thứ hai tu luyện thất giống như như ảo ảnh đi vào giường ngọc bên trên ai giường ngọc bên trên hạ san nhi phát hiện có người xâm nhập miệng nhỏ phát ra một tiếng kinh hô san nhi đừng sợ là ta thẩm lãng nhanh lên đem hạ san nhi đỡ lên hạ san nhi mắt thấy thẩm lãng tinh mâu bỗng nhiên nổi lên nước mắt kích động nói sư huynh thật là ngươi sao ta ta không phải đang nằm mơ chứ san nhi ngươi chịu khổ thẩm lãng đem hạ san nhi ôm vào trong ngực trong lòng một khối lớn thạch đầu cuối cùng là rơi xuống san nhi ngươi cảm giác như thế nào bọn hắn không đối ngươi làm những gì a à? hạ san nhi vui đến phát khóc lắc đầu nói san nhi không có việc gì chỉ là bị kia cương chảm thánh sử hạ một đạo phong ấn, thân xác không cách nào động đậy. Để ta thử xem, nhìn xem có thể hay không giải khai đạo phong ấn này. Trong chớp mắt, thẩm lãng thi triển ra tịch diệt ma quang, chỗ mi tâm thánh ma nhãn đột nhiên bắn ra hoa mỹ tử kim sắc linh quang, cấp tốc bao bọc xung kích hạ san nhi thân xác. Ông ông ông, hạ san nhi toàn thân cao thấp kia hình như sợi tóc trạng linh lực xiềng xích phát ra tiếng oanh minh, phong ấn có mà thay đổi đáng, nhưng vẫn không thể nào bị tịch diệt ma quang đánh tan. Thẩm lãng cảm giác là tự thân pháp lực không đủ, liền ôm lấy Hạ San Nhi đi vào lúc trước tu luyện đại trận bên trong. Tại mình tu vi hoàn toàn khôi phục về sau, thẩm lãng lại lần nữa thi triển ra tịch diệt ma quang, ý đồ phá vỡ Hạ San Nhi thân xác phong ấn. Dầm dầm dầm, lần này, Hạ San Nhi thân xác mặt ngoài linh lực xiềng xích kịch liệt dung chuyển. Thẩm lãng toàn lực thi pháp, thánh ma nhãn phóng thích ra tịch diệt ma quang cuối cùng là đứt đoạn Hạ San Nhi trên người tất cả linh lực xiềng xích. Hạ San Nhi lần nữa khôi phục hành động lực, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thẩm lãng tình thế cấp bách nói ra, San Nhi, ta thời gian cấp bách, nhất định phải đi đối phó kia cương trảm thánh sử, người lại lưu ở nơi đây. Sư huynh, kia cương trảm thánh sử hết sức lợi hại, người một người chưa hẳn có thể đối phó, ta đi chung với ngươi. Hạ San Nhi thần sắc cháy bỏng, vội vàng nói, nàng lúc trước ngay tại cương trảm thánh sử trên tay bị thiệt lớn, biết rõ đối phương chiến lực khủng bố cỡ nào thẩm lãng giải thích nói liên hợp đại quân các đạo hữu đã tại kiềm chế cương trảm thánh sử ta cùng bọn hắn hợp lực chưa hẳn không phải cương trảm thánh sử đối thủ san nhi ngươi liền không cần cùng ta cùng đi hải tộc tòa này tu luyện đại trận cực kỳ trọng yếu san nhi ngươi ngay tại này thủ trận để phòng cái khác tam thánh giáo tu sĩ đột nhập cái này hạ san nhi vẫn cảm thấy như thế hành động quá mức mạo hiểm kia cương trảm thánh sử không giống với cái khác tam thánh giáo thánh sử hắn sở trường thân xác tu thành kim cương thánh thể loại thể chất này xa so với la thiên thượng tiên kim thân ngọc thể mạnh hơn một mảng lớn. Tại Vân Hải giới loại pháp lực này bị áp chế tình huống dưới, bất kỳ cái gì công kích đều không thể đối cương chảm thánh sử tạo thành thương tổn quá lớn, nhờ vào đó ưu thế, cương chảm thánh sử gần như có thể đứng ở thế bất bại. Đột nhiên, Hạ San Nhi lập tức nghĩ ra, hỏi, sư huynh, trên người người có thể mang theo càn lam thạch. Thẩm lãng không biết Hạ San Nhi vì cái gì hỏi cái này, chỉ nhẹ gật đầu. Lượng có bao nhiêu, Hạ San Nhi truy vấn, có chừng 150 triệu số lượng, thẩm lãng thành thật trả lời. Sớm tại gia hải chi trước, thẩm lãng liền hạ lệnh để liên hợp đại quân thống lĩnh nhóm trắng trợn vơ vét càn lam thạch, chung vơ vét 300 triệu càn lam thạch, để phòng bất cứ tình huống nào. Sau bởi vì thu phục lôi long, thẩm lãng có thể vận dụng bộ phận pháp lực mở ra nhẫn chứa đồ, cho nên trên người mình mang theo tổng lượng một nửa càn lam thạch, còn lại một nửa đặt ở hạ linh nhi cùng yêu nguyệt thánh nữ nơi đó. Rất tốt, có nhiều như vậy càn lam chân đá đủ. Sư huynh, Ngươi không ngại ở đây trong trận xung kích la thiên thượng tiên thử xem san nhi thay thế ngươi tiến đến giúp liên hợp đại quân các đạo hữu đối phó cương trảm thánh sử hạ san nhi trịnh trọng việc nói cái gì san nhi ngươi không phải đang nói đùa chứ thẩm lãng giật này cả mình san nhi không có nói đùa cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thuở vô luận như thế nào sư huynh ngươi đều phải thử xem san nhi nhiều lần mắt thấy quá kia cương trảm thánh sử xung kích bình cảnh xung kích bình cảnh quá trình hao phí không được quá nhiều thời gian nếu như là sư huynh có lẽ có thể thực hiện vạn nhất sư huynh thành công tấn thăng la thiên thượng tiên hết thảy nan đề đều đem giải quyết dễ dàng về sau những cái kia tam thánh giáo thánh sử đem sẽ không đi uy hiếp được chúng ta hạ san nhi đôi mắt đẹp liên tục nổi lên dị sắc cực lực khuyên thế nhưng là mặc dù hạ san nhi miêu tả mười phần mỹ hảo nhưng thẩm lãng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng hắn nào dám bảo đảm mình trăm phần trăm có thể đột phá la thiên thượng tiên vạn nhất đột phá thất bại chậm trễ thời gian dưới núi viên vương cùng yêu nguyệt thánh nữ chờ tu sĩ khó tránh khỏi sẽ nguy hiểm đến tính mạng không cần thế nhưng là liền quyết định như vậy đi san nhi tin tưởng sư huynh nhất định có thể làm được hạ san nhi chém đinh chặt sắt nói xong câu đó về sau quay người rời đi tu luyện đại trận kỳ thật quyết định này cũng là hạ san nhi tư tâm thẩm lãng dù sao cũng là đạo lữ của mình tình lang hạ san nhi chỉ mong nhìn qua nàng tốt thẩm lãng thiên phú tư chất đã là đỉnh bên trong đỉnh duy chỉ có thiếu khuyết một cơ hội dưới mắt tòa này hải tộc tu luyện đại trận cung cấp đột phá la thiên thượng tiên khả năng, dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, nàng cũng phải để thẩm lãng thử một lần. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, Hạ San Nhi lo lắng sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Thẩm lãng bị bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng thử một lần. San Nhi, người đón lấy vật này, có thể giúp người khôi phục pháp lực. Thẩm lãng thừa dịp Hạ San Nhi còn chưa đi xa, nhanh lên đem trong ngực phong hồn châu ném ra ngoài trận. Hạ San Nhi đưa tay tiếp nhận phong hồn châu, nhìn thấy phong hồn châu bên trong hải hoàng nha, gương mặt xinh đẹp mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Thẩm lãng đối phong hồn châu bên trong mini lôi long hạ một đạo mệnh lệnh, mini lôi long lúc này thi pháp, tỉnh lại hải hoàng nha bên trong bản nguyên chi lực, nháy mắt lệnh hạ san nhi trong cơ thể hỗn độn linh lực nhanh chóng lưu bắt đầu chuyển động. Trong một chớp mắt, hạ san nhi đã có thể điều động trong cơ thể hơn phân nửa hỗn độn linh lực, trạng thái tốt đẹp. Sư huynh ngươi lại an tâm xung kích la thiên thượng tiên, san nhi sẽ kiệt lực giúp ngươi ngăn chặn kia cương trảm thánh sử. Nói xong, Hạ San Nhi lúc này hóa thành một đạo bóng trắng, lấy tốc độ nhanh nhất xông ra Hải Hoàng Cung, hướng phía dưới núi thẳng lướt mà đi. Chương 3974, xung kích La Thiên Thượng Tiên Trung. Thẩm Lãng thấy Hạ San Nhi vội vàng rời đi, đành phải cắn chặt răng, lật tay từ nhẫn chứa đổ lấy ra rất nhiều càn lam thạch, điên cuồng đổ vào tu luyện đại trận bốn cái lưu trữ năng lượng trong giếng. Ném vào lưu trữ năng lượng giếng càn lam thạch giống như que diêm điên cuồng thiêu đốt, dâng trào ra cực thịnh lam quang, nháy mắt kích hoạt tu luyện đại trận. Bình thường mà nói, tu luyện đại trận tiêu hóa càn lam thạch tốc độ quá nhanh, vì ngăn ngừa càn lam thạch tiêu hao quá nhanh, nói chung đều là một đống một đống hướng bên trong khuynh đảo, cung cấp năng lượng đủ để duy trì tu luyện đại trận vận chuyển. Thẩm Lãng trong lòng đã quyết định, nếu như mình xung kích thất bại, liền nhất định phải ngay lập tức tiến đến viện trợ yêu nguyệt thánh nữ. Đã chỉ có một lần liền sẽ, Thẩm Lãng tự nhiên là không cần phải lo lắng càn lam thạch tiêu hao vấn đề. Hắn gần 5000 vạn càn lam thạch rót vào tu luyện đại trận bốn cái lưu trữ năng lượng trong giếng, đem lưu trữ năng lượng giếng đổ phải tràn đầy. Ong ong ong, năng lượng khổng lồ duy trì, lệnh tu luyện đại trận toát ra thịnh như liệt dương lam quang. Thẩm lãng tắm rửa tại giữa lam quang, cảm giác được trong cơ thể hỗn độn linh lực dường như giải trừ một loại nào đó gông xiềng, trên nhảy dưới tránh, phảng phất liền phải phá thể mà ra. Hải tộc tòa này tu luyện đại trận thôi động thời điểm, phóng thích ra bản nguyên chi lực, quả nhiên cùng loại với cho vực năng lượng, có thể làm cho mình nhảy ra thiên địa pháp tắc trói buộc giờ khắc này thẩm lãng cảm giác được tự thân nguyên bản tu vi bình cảnh lại có buông lỏng dấu hiệu kinh nghỉ phía dưới thẩm lãng nhín thở ngưng thần bắt đầu nếm thử sung kích tự thân bình cảnh thẩm lãng kiệt lực trường khống trong cơ thể hỗn độn linh lực càng không ngừng ngưng tụ áp xúc dung nhập thân xác dung nhập trong thần hồn lệnh nhục thân của mình cùng thần hồn đạt tới một loại vi diệu cân bằng thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong thẩm lãng vậy mà thật đâm xuyên tu vi bên trên bình cảnh. Đột nhiên ở giữa, da của hắn mặt ngoài nổi lên tầng tầng kim quang, thân xác không tự chủ được biến thành kim thân ngọc thể. Không chỉ là thân xác, Thẩm Lãng cảm giác mình hồn thể mặt ngoài cũng bắt đầu ngưng tụ ra kim sắc quầng sáng, lại đang điên cuồng hấp thu thân xác bên trong hỗn độn linh lực. Mấy hơi thở, Thẩm Lãng liền cảm giác tự thân hỗn độn linh lực bị hồn thể hấp thu không còn một mảnh. Hỏng bét, tại sao có thể như vậy? Thẩm Lãng tâm thần run sợ hắn không ngờ tới thần hồn của mình thế mà lại trắng trợn hấp thu thân xác bên trong hỗn độn linh lực trước kia nhưng chưa từng nghe nói xung kích la thiên thượng tiên thời điểm sẽ xuất hiện loại tình huống này minh hồn thể phảng phất giống như cái động không đáy thôn vệ xong thân xác bên trong hỗn độn linh lực về sau dường như còn không thỏa mãn thế mà bắt đầu thôn vệ thân xác bên trong nguyên khí tiếp qua mấy hơi thở thẩm lãng lực khí toàn thân đều bị hút khô liền da thịt cũng bắt đầu héo rút khô quắt thẩm lãng kinh hãi vô cùng dưới tình thế cấp bách đột nhiên nghĩ đến một vật. Hắn mau từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện hộp ngọc, đem hộp ngọc mở ra, bên trong chứa một viên kim quang lấp lánh tinh thạch, phóng xuất ra minh mông như biển tinh thuần năng lượng. Chính là lúc trước từ minh phong thánh sử trên thân vơ vét đến viên kia cực phẩm tiên linh thạch. Cực phẩm tiên linh thạch ẩn chứa hỗn độn linh lực, gần như là phổ thông trung phẩm tiên linh thạch mấy chục vạn lần. Thậm chí còn kèm theo chút hít hỗn tạp hỗn độn tiên khí, rất dễ bị tu sĩ hấp thu. Thẩm lãng đã cảm giác nhục thân của mình sắp nhịn không được, hắn bất chấp tất cả, nhanh lên đem cái này miếng cực phẩm tiên linh thạch nuốt vào trong bụng. Bành, trong hách nhiên, nuốt vào trong bụng cực phẩm tiên linh thạch giống như bom nguyên tử bạo tạc, bắn ra bành trướng vô cùng hỗn độn linh lực, giống như sóng lớn hải khiếu càn quét toàn thân, thông suốt toàn thân. Thẩm lãng vô ý bị cỗ này đột nhiên bạo phát đi ra năng lượng kinh người cho chấn thương, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Mặc dù là như thế kinh người hỗn độn linh lực, hắn hồn thể vẫn như cũ chiếu thu không lầm, như vực sâu như lỗ đen, trắng trợn hấp thu những năng lượng này. Tại hấp thu cực phẩm tiên linh thạch năng lượng đồng thời, thẩm lãng hồn thể mặt ngoài ngưng kết ra kim sắc quầng sáng càng ngày càng nhiều, cho đến triệt để bao trùm toàn thân. Thẩm lãng hồn thể tại hấp thu đủ nhiều năng lượng về sau, biến thành lè lẹt lóa mắt kim sắc. Cùng lúc đó, thẩm lãng thân xác phóng xuất ra kịch liệt cường quang, đem toàn bộ tu luyện thất chiếu sáng trưng. Khí tức của hắn đang không ngừng kéo lên, chỗ Mỹ tâm ba mảnh kim hoa cao tốc xoay tròn, tản mát ra lộng lẫy cao quý tia sáng cùng khiếp người tâm hồn uy áp cảm giác, ba mảnh kim hoa hình thái bắt đầu phát sinh biến hóa, mơ hồ có thể nhìn thấy mảnh thứ bốn kim hoa hiện hình. Loại hiện tượng này chính là tứ tượng thần dẫn, chính là thiên tiên đỉnh phong tu sĩ đột phá la thiên thượng tiên thời điểm, ngừng tụ tự thân ý chí lực lượng dấu hiệu. La thiên thượng tiên trừ có được phổ thông chân tiên có tinh, khí, thần bên ngoài, còn có bản thân ý chí, cái này bốn loại năng lượng hợp lại làm một được xưng là tứ tượng thần dẫn thẩm lãng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ mình chỉ là ôm lấy một tia hy vọng đi nếm thử thế mà có thể đi đến tứ tượng thần dẫn một bước này lúc trước cắt hồng lão tổ hao hết thiên tân vạn khổ cũng chẳng qua là khó khăn lắm đạt đến một bước này mà thôi ngưng tụ tự thân ý chí đây cũng là khó khăn nhất một bước có chút sai lầm thì phí công nhọc sức thẩm lãng cắn chặt răng liều mạng nếm thử ngưng tụ ra ý chí lực lượng kim quang trói mắt thần hồn bên trong bắt đầu chia ra một đạo kỳ dị kim sắc huyễn ảnh. Cái kia kim sắc huyễn ảnh ngạo nghễ mà đứng, lưng như kiếm, thân hình bề ngoài cùng thẩm lãng giống nhau như đúc, đây chính là hắn ngưng tụ ra ý chí lực lượng. Coi như thẩm lãng muốn đem cái này đạo kim sắc huyễn ảnh dung nhập mi tâm của mình bên trong, kia thần bí kim sắc huyễn ảnh lại hờ hững mở miệng, nạo trùng, người như lại thụ cái này thiên đạo thúc đẩy, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục, thẩm lãng hai mắt mở tròn vo, giờ khắc này, thiên diêu địa động, càn khôn tách ra. Ầm ầm, vân hải giới thiên khung phía trên sấm sét vang dội, khắp thiên lôi đình cuồn cuộn thương khung, giống như từng cái dữ tợn đáng sợ đại xà, bạo ngược tứ tán. Kinh khủng tiếng sấm chấn động toàn bộ vân hải giới, tất cả hòn đảo trong hải vực ngư nhân tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, bị cái này huy hoàng thiên uy chấn nhiếp tay chân phát run, mờ mịt tứ phương, sợ hãi kinh dị. Hải hoàng cung tu luyện đại trận bên trong, kim sắc huyễn ảnh nói xong câu đó về sau, liên tiến vào thẩm lãng chỗ nghi tâm bên trong trong chớp mắt thẩm lãng chỗ nghi tâm mảnh thứ bốn kim hoa ngưng tụ thành hình bắn ra liệt nhật quang huy hải hoàng cung chính giữa đại điện nhấc lên một đạo trùng thiên kim sắc cột sáng thẳng sâu thiên khung giống như sấm sét vạch phá bầu trời đêm phàm này thấy người đều mắt lộ ra vẻ kinh hãi chấm nửa nén hương trước đó cương chảm thánh sử lòng như lửa đốt đuổi tới thánh sơn chân núi nhưng không thấy minh phong thánh sử bóng dáng trong chiến trường trọng thương sắp chết tam thánh giáo tu sĩ nói cho cương trảm thánh sử nói minh phong thánh sử đã bị tặc quân bắt được buộc đi vừa mới rời đi nơi đây cương trảm thánh sử giận tím mặt liền đuổi bám chặt theo bằng vào thân thể mạnh mẽ tố chất cương trảm thánh sử ghé qua tốc độ nhanh vô cùng rất nhanh liền đuổi kịp viên vương hạ linh nhi chờ một đám liên hợp đại quân tu sĩ thần thức cảm thấy được minh phong thánh sử bị trói tại một khung trong tù xa cương trảm thánh sử nổi trận lôi đình lấy tốc độ nhanh nhất lao đến điên cuồng chợt quát lên, một đám người ô hợp cũng dám đụng đến ta sư đệ, hôm nay các người tất cả mọi người phải chết. Xe chở tù bên trong minh phong thánh sử thấy cương trảm thánh sử truy đuổi mà đến, đáy mắt bên trong hiện lên một tia quỷ quyệt, như là đã không cách nào kéo dài, dứt khoát hô to lên tiếng cương trảm sư huynh, mau tới cứu ta. chương 3975, xung kích la thiên thượng tiên hạ. Minh phong, lão tử cái này tới cứu ngươi, cương trảm thánh sử hóa thành một đạo kim sắc huyễn ảnh, lấy không kịp nhìn tốc độ vào tới xe chở tù trước, cũng thuận tay nhấc lên mấy cỗ khí lãng, đem quanh mình một đám liên hợp đại quân tu sĩ đánh lui đánh bay. vung vẩy lên trong tay thiên hoàng cự kiếm, cương chảm thánh sử tùy tiện đem xe chở tù chém thành nát như, thuận thế chặt đứt minh phong thánh sử trên người xiềng xích. Đi, có thể là cương chảm thánh sử quá vội vàng lửa cháy, trong lúc nhất thời cũng không nghi ngờ lừa dối, tuyệt không cẩn thận thả ra thần thức quan sát minh phong thánh sử. Chỉ một tay bắt lấy minh phong thánh sử cánh tay, đang muốn đem nó kéo dậy. Ai ngờ, đúng lúc này, hưu, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, Minh Phong Thánh Sử lại mắt lộ ra sát cơ, từ trong ngực lấy ra lục xà kiếm, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đâm về cương trảm Thánh Sử cổ, nhanh như chớp giật bôn lôi. Cương trảm Thánh Sử căn bản không hề mảy may cái này Minh Phong Thánh Sử là thật là giả vấn đề, đột như mà đến một cái đánh lén thật đúng là để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Minh Phong Thánh Sử đâm ra lục xà kiếm tinh chuẩn không sai đánh chúng cương chảm Thánh Sử cái cổ, thế mà phát ra đinh một tiếng vang giòn. Dường như lưỡi dao va chạm thanh âm của kim loại, vô cùng sắc bén lục xà kiếm chẳng những không thể kích thương cương chảm Thánh Sử chút nào, ngược lại bị nó ra thịt bắn ra. Cương chảm Thánh Sử tay mắt lanh lẹ, bắt lấy lục xà kiếm, rốt cục ý thức được sự tình không đúng, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, người không phải Minh Phong. Người đến tột cùng là ai? Thấy một kích chưa thể đắc thủ. Minh Phong Thánh Sử sắc mặt đại biến, dưới tình thế cấp bách, nàng mau từ trong cửa tay áo lấy ra hai viên dược hoàn, lúc này bóp nát. Bành, bành, dược hoàn lúc này nổ tung, hóa thành mảng lớn xương đen, như cơn sóng gió động trời càn quét tứ tán, nháy mắt phong bế cương trảm thánh sử nhãn thức. Minh phong thánh sử thừa cơ bứt ra lui lại, muốn đi, nằm mơ, cương trảm thánh sử mặt lộ vẻ ngang ngược chi sắc, phung lên trong tay thiên hoàng cự kiếm, hướng phía minh phong thánh sử hai chân bổ tới. Yêu nguyệt muội tử coi chừng, Viên vương lấy tốc độ nhanh nhất xông lên trước, vung vẩy lên trong tay đồ long khai sơn đao, kiệt lực hướng phía cương trảm thánh sử huy động thiên hoàng cự kiếm chém tới. Keng, một đạo chói tai chi cực kích động âm thanh truyền đến. Viên vương bị thiên hoàng cự kiếm truyền đến cực hạn cự lực cho chấn bay ra ngoài, mới ngã xuống đất, trong tay đồ long khai sơn đao suýt nữa rời tay, hai tay kịch liệt run lên. Mặc dù bộ dáng có chút khó coi, viên vương vẫn là miễn cưỡng ngăn lại cương trảm thánh sử một cái chém vào, thành công thay minh phong thánh sử giải vây. Cương Trảm Thánh Sử gương mặt giữ tợn chi cực, hắn vận chuyển trong cơ thể bộ phận hỗn độn linh lực, toàn thân cuốn lên một cỗ mãnh liệt phong bạo, trong khoảnh khắc liền đem quanh mình xương đen quét đi. Trong một chớp mắt, liên hợp đại quân tu sĩ không thể nào ẩn trốn. Chư vị đạo hiếu, nhanh chóng đem nó vây quanh, ta chờ hợp mà công chi. Viên Vương ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên liên hợp đại quân tu sĩ cùng nhau tiến lên, đem Cương Trảm Thánh Sử vây cực kỳ chặt chẽ. Thối lui đến khoảng cách an toàn Minh Phong Thánh Sử thấy thân phận đã bại lộ, dứt khoát biến trở về nguyên bản hình dạng, hóa thành một dung mạo cực đẹp, dáng người cao gầy váy tím nữ tử, cũng không chính là yêu nguyệt thánh nữ. Kỳ thật, đây hết thảy đều là yêu nguyệt thánh nữ kế sách. Lúc trước yêu nguyệt thánh nữ liền đề nghị, lấy minh phong thánh sử gặp làm cơ hội, đem hải hoàng cung cương trảm thánh sử dẫn ra. Vì đêm tuồng vui này diễn càng giống một chút, yêu nguyệt thánh nữ tự mình ngụy trang thành minh phong thánh sử, dù sao nàng cùng minh phong thánh sử giao thủ quá hai lần, đối nó dung mạo hình thái cử chỉ đều mười phần hiểu rõ, Ngụy Trang cũng là không khó, nhưng mà những cái kia Tam Thánh Giáo Tu sĩ tại Vân Hải giới bên trong Tu Vi hoàn toàn không có, tự nhiên là cảm thấy không ra Minh Phong Thánh Sử là thật hay giả. Yêu Nguyệt Thánh Nữ liệu Định Cương Chạm Thánh Sử biết được việc này về sau, Tám Thành sẽ rời đi Hải Hoàng Cung đến đây dưới núi tìm tòi hư thực. Dù sao Tu sĩ đưa thân vào Vân Hải giới Tu Vi hoàn toàn không có, rất không có khả năng thi triển Dịch Dung Thuật. Cương trảm Thánh Sử không đến mức đạt được Minh Phong Thánh Sử gặp tin tức sau còn thấy chết không cứu sự tình quả nhiên như nàng suy đoán cương trảm thánh sử thật bị liên hợp đại quân diễn tuồng vui này cho lừa gạt ra tới thẩm lãng cũng thừa dịp cương trảm thánh sử rời đi hải hoàng cung lúc đánh cái thời gian kém từ thánh sơn chân núi khác một bên lên núi chui vào hải hoàng cung bên trong ngươi các người bọn này đám ô hợp lại dám tính toán lão tử nhìn xem minh phong thánh sử thế mà biến thành một mỹ mạo nữ tu cương trảm thánh sử khí thở khò khè bệnh đều nhanh phát tác trong miệng phát ra điên cuồng ngang ngược gầm thét không nghĩ tới sao cương trảm thánh sử người cũng sẽ có xấu mặt một ngày ngụy trang thành thẩm lãng hạ linh nhi băng lãnh cười một tiếng biến thành nguyên bản bộ dáng đáng chết quả nhiên là chúng kế cương trảm thánh sử mặt đen giống đáy nồi hắn hậu chi hậu giác cái này mới phản ứng được mình là chúng kế điệu hổ ly sơn bọn này đám ô hợp phí như thế lớn tâm tư đem mình từ hải hoàng cung bên trong dẫn ra mục đích hết sức rõ ràng chỉ sợ muốn nhân cơ hội tiến vào hải hoàng cung chiếm lấy tu luyện đại trận nếu như là phổ thông kẻ xâm nhập cũng coi như dù sao cương trảm thánh sử còn để lại hai cái nô bộc canh giữ ở hải hoàng cung tu luyện thất đủ để diệt sát những cái kia mất đi tu vi phổ thông tu sĩ nhưng thấy ngụy trang thành thẩm lãng hạ linh nhi biến trở về nguyên bản bộ dáng cương trảm thánh sử cơ bản có thể kết luận kẻ xâm nhập là thẩm lãng cháu trai kia mẹ nó cương trảm thánh sử tâm thần đại loạn tu luyện đại trận nếu rơi vào tay thẩm lãng đoạt đi tình huống coi như không ổn chư vị đạo hiếu lúc này không lên chờ đến khi nào theo ta cùng một chỗ chu diệt người này. Viên vương hai mắt nổ bắn ra tinh quang, hai tay nắm chặt đồ long khai sơn đao, đổ ập xuống hướng phía cương trảm thánh sử dừng lại cuồng chặt. Mặc dù mất đi tu vi, nhưng viên vương thân xác tố chất vẫn còn, dừng lại thao tác có chút hung mãnh, ép cương trảm thánh sử không thể không giơ kiếm chống đỡ. Long đà tử, hạ linh nhi, yêu nguyệt thánh nữ, cửu đầu đại vương, ngọc la sát, thần tú bọn người thừa cơ khởi sướng mãnh liệt. Chúng liên hợp đại quân tu sĩ thì cùng nhau tiến lên, công kích lên cương trảm thánh sử nhưng mà tuyệt đại bộ phận mất đi tu vi những cái này thiên tiên tu sĩ cơ bản chỉ có thể từ bên cạnh lược trận không phát huy ra được cái gì chiến lược một đám phế vật cũng vọng tưởng đối phó lão tử làm các ngươi xuân thu đại mộng đi thôi đã các ngươi muốn tìm cái chết lão tử trước hết giết các người lại đi đối phó thẩm lãng cái kia tiểu xúc sinh cương trảm thánh sử lửa giận tuôn ra toàn lực phung vẩy lên trong tay thiên hoàng cự kiếm nhấc lên trận trận kiếm quang, lướt về phía bốn phương tám hướng. Phốc suy phốc suy phốc phốc, không ít tu sĩ né tránh không kịp, bị bay lượn mà đến kiếm quang đánh chúng, huyết nhục tách rời, tại chỗ chết. Chỉ vừa đối mặt, viên vương, lòng đà tử, cửu đầu đại vương, ngọc la sát, thần tú chờ xếp thứ nhất tu sĩ nhao nhao bị kiếm quang đánh chúng, bị thương ngã xuống đất, mười phần thảm thiết. Thực lực của hai bên căn bản liền không tại một cái cấp bậc bên trên, nại hà nắm giữ ba cái hải hoàng nha cương trảm thánh sử có thể vận dụng bộ phận pháp lực tùy tiện hoàn ngược bọn này liên hợp đại quân tu sĩ yêu nguyệt thánh nữ há mồm phun ra một ngụm tinh huyết ống tay áo cuốn lên rất nhiều huyết sắc quang đạn đụng vào cương trảm thánh sử thân xác bên trên phát ra phanh 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 oanh minh bạo liệt thanh âm huyết quang trùng thiên nhưng mà loại trình độ này công kích đối cương trảm thánh sử mà nói như là gãi ngứa cương trảm thánh sử từ huyết quang bên trong sông ra một tay bóp lấy yêu nguyệt thánh nữ tuyết trắng cái cổ Dữ tợn nói, lão tử không thích lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng người tiện nhân kia dám can đảm trêu đùa lão tử, đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. chương 3976, thẩm lãng ở đâu? Yêu Nguyệt Thánh Nữ khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, châm chọc nói, muốn giết cứ giết, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Cho dù chết, nàng cũng muốn kiên cường một chút, hư, vậy liền cho lão tử đi chết. Cương chảm thánh xử gương mặt dữ tợn vô cùng, tay phải tăng lớn lực đạo, đang muốn bóp gãy yêu nguyệt thánh nữ cổ, Viên vương hạ linh nhi chờ tu sĩ quá sợ hãi, bọn hắn đã tới không kịp cứu yêu nguyệt thánh nữ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dừng tay, nơi xa đột nhiên truyền đến một đảo khẽ kêu thanh âm. Hạ San uốn lưới cuối vần làm một đảo bạch hồng cấp tốc chạy đến, nàng há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, phi tốc trước người vẽ ra một đảo pháp ấn, khẽ kêu lên tiếng, xoay tròn sao trời. Trong hách nhiên, Hạ San nhi trước người pháp ấn bắn ra lóa mắt bạch quang, cấp tốc ngưng tụ ra một đạo to lớn màu trắng vòng xoáy giống như đĩa sắt hướng phía cương trảm thánh sử bay lượn mà tới cương trảm thánh sử cảm thấy lạnh cả sống lưng quay người nhìn lại chỉ thấy cái kia đạo to lớn màu trắng vòng xoáy đã lấn người mà tới chính diện đụng vào thân thể của hắn âm um, một đạo thiên băng địa liệt nổ vang âm thanh truyền đến cương trảm thánh sử bị màu trắng vòng xoáy đánh trúng cả người lúc này bị nổ bay ra ngoài khủng bố bạch quang đem thân thể của hắn thôn vệ bao phủ bắn ra đinh tai nhức óc bạo liệt thanh âm yêu nguyệt thánh nữ bị bạo tạc nhấc lên khí lãng đẩy lui Hạ San Nhi một cái lắc mình đỡ lấy yêu nguyệt thánh nữ, lo lắng hỏi yêu nguyệt cô nương, người cảm giác như thế nào. Khổ khổ, một chút vết thương nhỏ, không đáng giá nhắc tới, đa tạ San Nhi cô nương xuất thủ cứu giúp. Yêu nguyệt thánh nữ ho khan vài tiếng, nói cảm ơn liên tục, lòng còn sợ hãi. Hạ San Nhi đột nhiên ra sân, cũng làm cho bốn phía liên hợp đại quân tu sĩ tâm tình phấn chấn, phảng phất nhìn thấy một tia hy vọng. Mắt thấy Hạ San Nhi đột nhiên xuất hiện, Hạ Linh Nhi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lập tức vọt lên, nắm chặt hạ San Nhi hai tay, San Nhi, người cuối cùng là trở về. Thẩm lãng đâu, không gặp thẩm lãng theo hạ San Nhi cùng lúc xuất hiện, hạ Linh Nhi trong lòng mười phần lo lắng. Sư huynh có chuyện khẩn yếu, nhất định phải tại hải hoàng cung bên trong ngưng lại một đoạn thời gian. San Nhi sẽ trước ngăn lại cái này cương trảm thánh sử, tỷ tỷ ngươi tranh thủ thời gian lui ra. Hạ San Nhi dứt lời, lập tức đẩy ra hạ Linh Nhi, lập tức đưa mắt nhìn sang bạch quang bừa bãi tàn phá khu vực nổ, nàng vừa rồi đánh ra một cái xoay tròn sao trời đem thổ địa nổ ra một đạo to lớn cái hố đợi tiếng nổ thu lại về sau cương trảm thánh sử nửa quỳ tại cái hố bên trong trên người quần áo đã phế phẩm không còn hình dáng nhưng thân xác lại kim quang lấp lánh không hư hao chút nào hạ san nhi sắc mặt biến có chút khó coi nàng mặc dù biết cương trảm thánh sử thân xác cường đại đòn công kích bình thường khó mà đem nó kích thương nhưng không nghĩ tới cái này cương trảm thánh sử chúng mình công kích mạnh nhất thế mà còn lông tóc không thương các vị đạo hiếu mời nhanh chóng lui ra phía sau, để cho ta tới đối phó tên này tam thánh giáo thánh sử. Hạ San Nhi lúc này hướng về phía bốn phía liên hợp đại quân tu sĩ khẽ kêu lên tiếng, sắc mặt ngưng trọng chi cực. Có phong hồn châu gia trì, Hạ San Nhi đã có thể vận dụng phần lớn pháp lực, miễn cưỡng nhưng cùng cương trảm thánh sử giao thủ, về phần có thể chống bao lâu, nàng trong lòng cũng không chắc chắn. Lùi lại phía sau, viên vương lập tức mệnh lệnh chúng tu sĩ lui lại, hắn cũng minh bạch, liên hợp trong đại quân những cái này không có nửa điểm tu vi tu sĩ căn bản là không có cách đối cương trảm thánh sử tạo thành bất cứ uy hiếp gì, để bọn hắn xông pha chiến đấu đồng đẳng với chịu chết. Cùng cương trảm thánh sử giao phong chẳng qua một phút đồng hồ thời gian, liền có 7-80 tên liên hợp đại quân tu sĩ chết thảm, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Tiếp tục liều mạng sẽ chỉ có càng nhiều thương vong, bây giờ cũng chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiểu tiện nhân, thẩm lãng ở đâu? cương trảm thánh sử trừng mắt trừng mắt nhìn hạ san hét to chất phấn muốn gặp ta sư huynh trước quá ta một cửa này hạ san nhi khẽ cắn hàm răng lật tay tế ra một thanh màu trắng dung linh cấp tiên bảo phi kiếm phi kiếm lúc này hóa thành mảng lớn màu trắng kiếm quang tựa như màu trắng như gió bão lượn lờ tại mình quanh thân tiểu tiện nhân đã ngươi muốn chết lão tử liền thành toàn ngươi cương trảm thánh sử giận tím mặt đang muốn thi triển thần thông công kích đúng lúc này ầm ầm thánh đảo trên bầu trời lại đột ngột vang lên kinh lôi thanh âm, đinh tai nhức óc, động tính cực lớn. Giờ khắc này, vân hải giới thiên không phảng phất nước ra, vô cùng vô tận kim sắc lôi đình ở trên bầu trời bừa bãi tàn phá lăn lộn, nhìn thấy mà giật mình màu trắng hồ quang điện như là sóng lớn một loại lăn lộn không ngừng, to lớn cảm giác áp bách để người dùng mình. Đột nhiên dị biến, để tất cả tu sĩ vô ý thức ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc hoảng sợ mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Mắt thấy thánh đảo trên không sấm sét vang dội, tựa như thiên kiếp hàng thế, cương trảm thánh sử tâm thần dung mạnh, có loại cực kỳ dự cảm không tốt. Oanh, trong một chớp mắt, chỉ thấy sừng sững mà đứng thánh sơn đỉnh đột nhiên dâng lên một đạo to lớn kim sắc cột sáng, đâm thẳng thiên khung, khuấy động thiên địa, khí thế kinh người chi cực. Là sư huynh, nhìn xem thánh sơn đỉnh dâng lên kim sắc cột sáng, hạ san nhi vừa mừng vừa sợ, trong mắt dị sắc liên tục. Như thế thiên triệu, có cực lớn xác suất tỏ rõ lấy thẩm lãng sắp tấn thăng la thiên thượng tiên. Không tốt, Tiểu tử kia thế mà tại xung kích La Thiên. Cương Trảm Thánh Sử rốt cuộc kịp phản ứng, lập tức đột nhiên biến sắc. Vạn vạn nghĩ không ra, đây mới là thẩm lãng chân chính mục đích. Hải tộc tu luyện đại trận đích thật là có khả năng lệnh Thiên Tiên đỉnh phong tu sĩ đột phá bình cảnh, tấn thăng La Thiên. Thẩm lãng tiểu tử này tại Thiên Tiên đỉnh phong lúc giống như này khó chơi, một khi hắn tấn thăng La Thiên thượng tiên, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Vô luận như thế nào, cũng không thể để kẻ này đạt được cương trảm thánh sử vô tâm ham chiến cả người như một đạo kim quang mũi tên nhọn sông ra ý đồ ngay lập tức chạy về hải hoàng cung đi ngăn cản thẩm lãng đột phá lúc trước nói qua muốn đi trước hết quá ta hạ san nhi cửa này hạ san nhi cắn răng ngăn ở cương trảm thánh sử trước người hai ngón vừa bấm trước người phi kiếm hóa thành lít nha lít nhít kiếm quang kiếm vũ cùng nhau chiều chiều lấy cương trảm thánh sử bay đi thẩm lãng tấn thăng la thiên sắp đến như thế khẩn yếu quan đầu Hạ San Nhi nghĩ hết khả năng vì thẩm lãng kéo dài thời gian, lấy ra tăng thẩm lãng tấn thăng thành công xác suất. Tiện nhân lăn đi, lão tử hiện tại không rảnh cùng ngươi chơi nhà tròi. Cương Trảm Thánh sử lửa giận tuôn ra, rút ra phía sau Thiên Hoàng Cự Kiếm, thuận thế một bổ. Thiên Hoàng Cự Kiếm phóng xuất ra ngập trời kim mang, giống như tầng tầng lớp lớp sóng biển, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai đụng vào Hạ San Nhi phóng thích ra kiếm quang. Đông đông đông, nổ vang âm thanh giống như trời trong phích lịch. Thực lực của hai bên tranh lệch quá rõ ràng, thiên hoàng cự kiếm chém vào ra kim quang năng lượng cấp tốc ngăn chặn hạ san nhi thần thông, trực tiếp hướng nàng đánh tới. muội muội coi chừng, hạ linh nhi tranh thủ thời gian đến đây trợ trận, song trưởng đầy, kiệt lực đánh ra cột sáng màu trắng, ý đồ ngăn cản đột kích kim quang. Yêu nguyệt thánh nữ lại lần nữa phun ra một ngụm tinh huyết, phất tay đánh ra huyết sắc quang đạn, toàn lực giúp đỡ. Viên vương, cửu đầu đại vương, ngọc la sát, thần tú cho tu sĩ cũng cùng thi triển thần thông, hoặc là ném pháp bảo, hoặc là chống ra cự thuẫn, tóm lại tận khả năng thay hạ san nhi ngăn cản cỗ này kim quang năng lượng. Liên tiếp tiếng nổ đinh tai nhức óc, đáng tiếc, cho dù là chúng tu sĩ hợp lực, cuối cùng không địch lại cương trảm thánh sử. Cương trảm thánh sử quát to một tiếng, hai tay nắm chặt thiên hoàng cự kiếm, đến một cái toàn phong trảm. Trong một chớp mắt, bao quát hạ san nhi ở bên trong tất cả tu sĩ tất cả đều bị thiên hoàng kiếm bổ ra kim quang chấn thương đánh bay, há miệng phun huyết, vô cùng thê thảm. Trường 3977, mưa tưởng ngăn ta. Một bầy kiến hôi cũng dám ngăn ta. Hết thảy đi chết đi, cương trảm thánh sử nổi giận chi cực, đang muốn diệt sát ngã xuống đất bị thương liên hợp đại quân tu sĩ. Ngay một khắc này, oanh, thánh sơn đỉnh núi tái sinh dị biến, hải hoàng cung dâng lên kim sắc cột sáng giống như đem thiên không xuyên phá, bắn ra nghe giận cả người nổ vang âm thanh. Trời, phá vỡ một cái đảo ngầu như máu lỗ lớn. Trong một chớp mắt, thiên diêu địa động, càn khôn tách ra. Thánh đảo thiên không phản phất bị một cỗ khó nói lên lời lực lượng xé rách, bắt đầu dạn nứt ra kinh khủng màu đen khe hở, đại địa cũng bắt đầu oanh minh chấn động, dạn nứt ra từng đạo dữ tợn đáng sợ khe hở. Âm ầm vô cùng vô tận huyết sắc lôi đình từ bên trong cái hang lớn tuôn ra, giống như lăn lộn sóng lớn, nháy mắt lan tràn đến toàn bộ thánh đảo trên không. Vân hải giới các nơi như là phát sinh động đất đồng dạng, trên bầu trời huyết lôi bừa bãi tàn phá, đại địa vỡ ra từng đầu khe hở, hải khiếu càn quét bốn phía bát phương, sóng lớn ngập trời. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, thánh đảo không gian bắt đầu vặn vẹo, huyết lôi cuồn cuộn trên bầu trời đột ngột nổi lên kinh khủng không gian phong bạo. Không gian sụp đổ, mặt đất như sóng lớn run rẩy dữ dội, mảng lớn thổ địa đổ sụp, cương trảm thánh sự thật vất vả mới đứng vững thân hình, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái này đột như mà đến dị biến cùng không gian dung chuyển, chính là không gian sụp đổ hiện ra. Vân hải giới êm đẹp làm sao lại đột nhiên xuất hiện không gian sụp đổ chẳng lẽ cùng thẩm lãng tiểu tử kia xung kích la thiên có quan hệ ngay tại cương trảm thánh xử nghĩ như vậy thời điểm giống toàn thân đẫm máu viên vương đột nhiên đứng lên ngửa mặt lên trời hét to đột nhiên thi triển ra hồn thiên chiến khí toàn thân nhấc lên mảng lớn ngọn lửa màu bạc hình thể bành trướng đến cao mấy ngàn trượng viên vương điên cuồng hét to trong tay đồ long khai sơn đao cũng tăng vọt đến ngàn trượng chiều dài chết viên vương hai tay nắm chặt đồ long khai sơn đao thân đao bắn ra lít nha lít nhít kim sắc lôi đình lấy trời long đất lở chi thế hướng phía cương trảm thánh sử chém tới, uy thế cực kỳ cương mãnh. Thấy viên vương một đao bổ tới, cương trảm thánh sử vừa kinh vừa sợ, nhưng cũng không dám đón đỡ, toàn lực vung vẩy lên trong tay thiên hoàng cửa kiếm, bổ về phía đánh tới đổ long khai sơn đao. Keng, kịch liệt tiếng nổ vang giống như xuyên kim liệt thạch, mảng lớn kim quang lôi đình sen lẫn kích đụng. Viên vương bị sinh sôi đẩy lui, bằng vào hồn thiên chiến khí mang tới thân xác tăng thêm, lần này hắn rốt cuộc chính diện chống đỡ cương trảm thánh sử một kích. Ngóa nó, thật sự là tà môn, cương trảm thánh sử mặt đen giống đáy nồi, chính kỳ quái cái này viên vương vì sao có thể đột nhiên vận dụng thần thông, lúc này mới đột nhiên phát hiện mình cái cổ chỗ ba cái hải hoàng nha phóng thích ra tia sáng bắt đầu ảm đạm xuống. Nguyên lai, theo vân hải giới không gian sụp đổ về sau, giao diện lực lượng pháp tắc ngay tại sụp đổ biến mất. Bởi vì giao diện lực lượng pháp tắc sụp đổ, tu sĩ nguyên bản bị phong ấn hỗn độn linh lực lại một lần nữa lưu bắt đầu chuyển động. Chính vì vậy, cho nên viên vương khả năng đột nhiên thi triển ra hồn thiên chiến khí phát động công kích cùng lúc đó ngã xuống đất liên hợp đại quân tu sĩ cũng phát hiện tự thân hỗn độn linh lực giải phong lập tức tinh thần đại chấn vợn đạo hiếu lão phu đến giúp ngươi long đà tử mục thả tinh quang nhanh chóng ăn vào một viên chữa thương đan dược về sau lập tức thi triển thân xác thần thông hóa thân thành một lưng còng cự nhân vai gánh cự nham sơn hung tợn hướng phía cương trảm thánh sử đập tới pháp tướng kim thân la sát chân thân Thần Tú cùng Ngọc La Sát cũng ngay lập tức thi triển ra riêng phần mình thân xác thần thông, toàn lực phát động công kích. Hạ Linh Nhi, Hạ San, Cửu Đầu Đại Vương, Yêu Nguyệt Thánh Nữ, Tuyệt Trần Lão Tổ chờ Liên Hợp Đại Quân Tu Sĩ nhịn xuống đau xót, cùng thi triển thần thông, điên cuồng công kích lên cương trảm thánh sử. Cương trảm thánh sử phiền muộn tới cực điểm, vạn vạn nghĩ không ra vân hải giới giao diện lại đột nhiên sụp đổ. Sớm biết sẽ phát sinh nhiều như vậy biến cố, hắn liền không nên múa mép khua môi lãng phí thời gian, hiện tại bọn này đám ô hợp khôi phục tu vi mình muốn đem bọn hắn đều diệt sát thế tất yếu hao phí một chút thời gian cương trảm thánh sử toàn lực vung vẩy thiên hoàng cửa kiếm nhấc lên mảng lớn kim sắc kiếm quang chống đỡ lên đám người công kích chỉ mấy tức thời gian qua đi cương trảm thánh sử cái cổ chỗ hải hoàng nha triệt để ảm đạm vô quang hoàn toàn mất đi hiệu dụng đương nhiên cương trảm thánh sử tu vi cũng khôi phục bình thường bây giờ hắn lại tiến đến hải hoàng cung đã mất đi ý nghĩa phân hải giới sụp đổ giao diện lực lượng pháp tắc sụp đổ, hải hoàng nha mất đi tác dụng, hải tộc tòa kia tu luyện đại trận thế tất cũng vô pháp vận chuyển. Nghĩ lại, cương trảm thánh sử đổ thở dài một hơi, may mắn vân hải giới đột nhiên sụp đổ, bằng không thẩm lãng tiểu tử kia có lẽ thật có thể nhờ vào đó xung kích la thiên thượng tiên. Hiện tại liền giao diện pháp tắc đều sụp đổ, thẩm lãng tiểu tử kia xung kích la thiên thượng tiên khẳng định là thất bại, cương trảm thánh sử tâm tình lập tức dễ dàng hơn. Cục diện dưới mắt vừa vặn như cương trảm thánh sử ý nguyện, hắn hoàn toàn trước tiên có thể đem những cái này thiên mục tiên vực đám ô hợp một mẻ hốt gọn lại đi bắt sống thẩm lãng huyền tiên thuật kim cương thánh thể cương trảm thánh sử một tiếng chân uống rời sông lấp biển kim quang từ hắn thân xác bên trong dâng lên mà ra thân hình bỗng nhiên bành trướng đến cao vạn trượng kim mang khoác thân khí thế làm người ta không thể đương đầu thi triển ra kim cương thánh thể cương trảm thánh sử càng thêm thế không thể làm cũng liền cùng thuộc la thiên thượng tiên viên vương cùng long đà tử có thể cùng nó giao thủ so chiêu còn lại tu sĩ cơ bản không phải hợp lại lực lượng, đành phải từ bên cạnh lược trận. Chấm, Hải Hoàng Cung, trong phòng tu luyện, thẩm lãng đã đến đột phá La Thiên Thượng Tiên một bước cuối cùng. Chỗ nghi tâm bốn mảnh kim hoa cao tốc xoay tròn, tự thân ý chí đang cùng tinh khí thần dung hợp. Chỉ cần có thể dung hợp thành công, thẩm lãng mới tính chân chính luyện thành tứ tượng thần dẫn, tấn thăng La Thiên Thượng Tiên. Nhưng mà, ngay tại bước cuối cùng này, dị biến nảy sinh. Hải Hoàng cung tu luyện thất nhất lên kim sắc cột sáng vậy mà xuyên phá thiên khung, dẫn đến vân hải giới không gian sụp đổ, nguyên bản lực lượng pháp tắc bắt đầu sụp đổ. Chỉ thấy tu luyện đại trận bên trong khảm nạm 108 viên hải hoàng nha mặt ngoài tia sáng cấp tốc ảm đạm xuống, tu luyện đại trận bên trong phóng thích ra bản nguyên chi lực cũng đang nhanh chóng suy yếu, gần như mất đi hiệu dụng. Hỏng bét, cảm giác được tu luyện đại trận bên trong bản nguyên chi lực cấp tốc biến mất, thẩm lãng sắc mặt đại biến, vạn vạn nghĩ không ra mình chỉ là tại xung kích la thiên thượng tiên mà thôi thế mà trời xui đất khiến đánh vỡ vân hải giới giao diện lực lượng pháp tắc đây cũng không phải trọng điểm trọng điểm là mình đã đến xung kích la thiên thượng tiên một bước cuối cùng tại như thế mấu chốt thời gian tiết điểm dưới thế mà sinh ra bực này biến cố cái này khiến thẩm lãng hơi có chút tâm thần có chút không tập trung vân hải giới không gian sụp đổ về sau thẩm lãng chỗ mi tâm ngưng tụ ra mảnh thứ bốn kim hoa bắt đầu sao động bất an vừa tiến vào trong mi tâm ý chí lực lượng dường như muốn tránh ra. Thẩm lãng kiệt lực khống chế tinh khí thần ba cỗ năng lượng thúc trói lại tự thân ý chí, khiến cho không cách nào tránh thoát bỏ trốn. Mình đã ngưng tụ ra ý chí lực lượng, không có đạo lý còn muốn gặp ngoại giới lực lượng pháp tắc áp chế. Lão tặc thiên, mơ tưởng ngăn ta, thẩm lãng hai mắt muốn nứt, trong miệng phát ra điên cuồng ngang ngược gầm thét. Hắn kiệt lực khống chế tự thân tinh khí thần ba cỗ năng lượng cùng ý chí lực lượng ngưng tụ dung hợp, chương 3978, đột phá La Thiên Thượng Tiên. sốt cục, tại rằng co sau một hồi lâu, thẩm lãng kia cố kiệt ngạo bá đạo ý chí lực lượng rốt cục cùng tự thân tinh khí thần dung hợp, chỗ nghi tâm mảnh thứ bốn kim hoa hết thảy đều kết thúc. Bành, một cỗ tràn trề mà tới khủng bố linh áp từ thân xác bên trong bốc lên mà ra, thẩm lãng thân xác như là một vòng liệt nhật lóa mắt, khí tức trên diện rộng tăng vọt, hắn tu vi rốt cục tại thời khắc này đột phá tới La Thiên Thượng Tiên. Ha ha ha, lão tử thành công, lão tử rốt cục đột phá la thiên thượng tiên thẩm lãng đột nhiên mở hai mắt ra toàn thân phóng xuất ra cuồng bạo kim sắc cương phong trong miệng phát ra điên cuồng tiếng cười to chấn toàn bộ tu luyện thất đều tại oanh minh lay động vách tường mặt đất dạn nứt ra khe hở chính là đắc ý như vậy vong hình cười một tiếng thẩm lãng chỗ nghi tâm mảnh thứ bốn kim hoa bỗng nhiên một sáng một tối vừa mới dung hợp tinh khí thần cùng ý chí lực lượng kém chút sụp đổ tứ tán hỏng bét thẩm lãng dọa đến tranh thủ thời gian nín thở ngưng thần khống chế lên cái này bốn cỗ không ổn định năng lượng thật vất vả đột phá là thiên thượng tiên vạn nhất bởi vì cảnh giới chưa vững chắc mà một lần nữa rơi xuống cảnh giới vậy liền quá hố cha sau một lúc bốn cỗ năng lượng cuối cùng là lần nữa vững chắc lên thầm lãng thở dài ra một hơi chính mình mới vừa mới luyện thành tứ tượng thần dẫn ý chí lực lượng còn có chút dung chuyển bất ổn chỗ nghi tâm mảnh thứ bốn kim hoa phóng thích ra tia sáng lơ lửng không cố định năng lượng cực yếu căn cứ trong sách xưa thuyết pháp tu sĩ tại đột phá la thiên thượng tiên về sau, nhất định phải để tự thân ngưng tụ ra ý chí lực lượng hấp thu đủ nhiều hỗn độn linh lực, mới có thể khiến nó cùng thân xác nối liền thành một thể, cùng hưởng năng lượng. Vân hải giới bên trong cũng không hỗn độn linh lực tồn tại, chẳng qua thẩm lãng cũng là có những biện pháp khác. Hắn một hơi từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra ngàn vạn trung phẩm tiên linh thạch, chất đống tại tu luyện thất bốn phía, sau đó bắt đầu lấy thần niệm thôi động tự thân ý chí, hấp thu tiên linh thạch bên trong hỗn độn linh lực. Không thử không biết, thử một lần giật mình, bành, thẩm lãng trong cơ thể cái kia đạo ý chí lực lượng tựa như lỗ đen, điên cuồng hấp thu lên tiên linh thạch bên trong hỗn độn linh lực. Trong phòng tu luyện chất đống tiên linh thạch bên trong bay ra từng hạt điểm sáng màu vàng óng, cùng nhau tràn vào thẩm lãng trong nghi tâm, điểm sáng số lượng nhiều vô số kể, lại liên tục không ngừng. Trong lúc nhất thời, năng lượng khổng lồ trong khoảnh khắc thông suốt thẩm lãng toàn thân ra thịt, khí huyết, kinh mạch, xương lạc, khí quan thậm chí thần hồn. Ý chí lực lượng tại hấp thu năng lượng đồng thời, cũng làm chính mình thân xác mỗi một tắc bộ vị đều chiếm được cường hóa. Thẩm lãng làn da liên tục không ngừng tuôn ra óng ánh kim mang, khí sâu tràn đầy, da thịt xương là kinh mạch kim quang bức người, tựa như cực phẩm kim ngọc, lộng lẫy trong suốt, tuyệt không thể tả. Ý chí lực lượng cùng thân xác nối liền thành một thể về sau, thẩm lãng thân xác cường độ nhảy lên tới kim thân trong ngọc thể đỉnh phong. Vô luận là cường độ, lực lượng, thậm chí nhanh nhẹn tính, đối với lúc trước chỉ ít tăng vọt gấp 2-3 lần. Ha ha ha! Thẩm lãng cất tiếng cười to, loại này tràn trề mà tới lực lượng cảm giác, quả thực để người huyết mạch phún trương. Thẩm lãng trong cơ thể ý chí lực lượng dừng lại rồng nuốt kinh hút, một hơi nuốt mất mấy triệu trung phẩm tiên linh thạch về sau, lúc này mới cùng thân xác hoàn toàn nối liền thành một thể, chỗ nghi tâm bốn mảnh kim hoa tản mát ra lóa mắt cao quý tia sáng. Khiếp người tâm hồn uy áp cảm giác càn quét bốn phía, cho người ta thần hồn bên trên run rẩy. Thẳng đến một bước này, thẩm lãng mới tính chân chân chính chính đột phá la thiên thượng tiên, khí tức cũng biến thành cực kỳ thâm thúy mờ mịt, cao không thể chạm. Thật sự là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình thế mà có thể tại vân hải giới bên trong đột phá la thiên thượng tiên. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Thẩm lãng kích động sau khi, tranh thủ thời gian nội thị một chút thân thể của mình. Đầu tiên là hỗn độn linh lực, đột phá la thiên thượng tiên về sau, thẩm lãng thân xác cùng hồn thể đều có thể chứa đựng hỗn độn linh lực, đến mức làm hắn trong cơ thể hỗn độn linh lực so trước đó lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần, lại càng thêm tinh thuần. Ý chí lực lượng cùng thân xác nối liền thành một thể về sau, thẩm lãng có thể tốt hơn điều động hội tụ tại thân xác bên trong lực lượng, có thể phóng xuất ra càng nhiều hỗn độn linh lực, mang ý nghĩa có thể thi triển càng thêm cường đại tiên thuật thần thông. Tiếp theo là thân xác cùng thần hồn cường độ, so với thân xác tố chất, thần hồn cường độ tăng lên lộ ra cực kỳ khoa trương. Đột phá la thiên thượng tiên về sau, thẩm lãng thần thức cường độ trọn vẹn tăng vọt gấp 10 có thừa. Còn nữa chính là ma trùng cùng yêu phách, tấn thăng la thiên thượng tiên về sau thẩm lãng đã hoàn toàn có thể trưởng khống tự thân ma trùng đồng thời có thể đem tự thân hỗn độn linh lực nhanh chóng chuyển hóa thành ma trùng năng lượng kể từ đó thẩm lãng thi triển thánh mục vẫn diệt số lần sẽ không còn bị hạn chế mà đỉnh cấp huyền tiên thuật mắt đỏ xé trời cũng có thể thi triển tự nhiên nhưng này thuật thi triển một lần về sau sẽ nghiêm trọng tiêu hao ma trùng năng lượng trong thời gian ngắn chỉ có thể phóng thích một lần thẩm lãng yêu phách cũng biến thành càng thêm ngưng thực cùng cường đại các hãng năng lực có chỗ tăng cường nhưng bởi vì phẫn thú yêu phách vốn cũng không hoàn chỉnh cho nên thẩm lãng trong cơ thể áp bách tiềm lực chưa hoàn toàn bạo phát đi ra trừ cái đó ra thẩm lãng tâm mạch chỗ lưu ly tâm đèn đúc loại trong đan điền lôi chi bản nguyên trong cơ thể hỗn độn tiên thể bản nguyên chi lực bao quát thánh ma nhãn năng lực cúng trên diện rộng tăng trưởng rất nhiều chỗ tốt không cần nói cũng biết thẩm lãng không có thời gian đi tinh tế trải nghiệm tự thân biến hóa mình vì đột phá la thiên thượng tiên đã lãng phí quá nhiều thời gian hiện tại nhất định phải tiến đến chi viện liên hợp đại quân tu sĩ. Chấm, vân hải giới không gian sụp đổ vẫn còn tiếp tục, thiên không đã biến thành một mảnh huyết sắc hỗn độn, điên cuồng vặn vẹo, lít nha lít nhít khe hở khiến người ta run sợ bất an. Thánh Sơn chân núi, viên vương chờ liên hợp đại quân tu sĩ cùng cương trảm thánh sử chiến đấu một trận, cuối cùng vẫn là khó cản cương trảm thánh sử phong mang, liên hợp đại quân tử thương thảm trọng, hiện trường một mảnh hỗn độn. Nguyên bản hơn 400 tên liên hợp đại quân thiên tiên tu sĩ, bây giờ còn sống chỉ còn lại 100 vị không đến. Còn lại cái này 100 tên tu sĩ bên trong, cũng có quá nửa tu sĩ thân phụ trọng thương, hoặc là hôn mê ngã xuống đất, hoặc là bất lực phát động công kích. Viên Vương, Long Đà Tử, Thần Tú, Ngọc La Sát, Cửu Đầu Đại Vương, Hạ Linh Nhi, Hạ San Nhi chờ tu sĩ còn tại kiệt lực công kích tới cương trảm thánh sử, bọn hắn cũng đã thụ khác biệt trình độ tổn thương. Thương thế nặng nhất thuộc về Viên Vương, Viên Vương toàn thân trên dưới hiện ra lượng lớn giữ tợn đáng sợ vết thương, không ít vết thương thậm chí có thể nhìn thấy trần trụi bên ngoài kinh mạch xương lạc thậm chí khí quan nhìn thấy mà giật mình giờ phút này viên vương quỳ một chân xuống đất toàn thân tuôn máu há mồm thở dốc khí tức đang nhanh chóng yếu bớt bên ngoài thân thiêu đốt lên hồn thiên chiến khí cũng một sáng một tối phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ mẫn diệt biến mất chiến đến loại tình trạng này cũng là cực hạn của hắn long đà tử cũng không chịu nổi chỉ gặp hắn toàn thân vết thương trồng chất hành động lực trên diện rộng hạ xuống còn lại tu sĩ từng cái toàn thân đẫm máu, đã đến nỏ mạnh hết đà tình trạng. Dừng ở đây tạp bái môn, cương trảm thánh sử thấy tình thế không sai biệt lắm, kiệt lực hướng trong tay thiên hoàng cự kiếm bên trong rót vào hỗn độn linh lực, chuẩn bị thi triển đại chiêu, diệt đi còn lại bọn này tu sĩ tàn binh bại tướng. Huyền tiên thuật, kinh hoàng kiếm quyết, theo cương trảm thánh sử quát to một tiếng, trước người thiên hoàng kiếm bỗng nhiên chia ra thành vô số chuôi cự kiếm, hóa thành tầng tầng lớp lớp kim sắc kiếm võng, hướng phía bốn phương tám hướng tu sĩ oanh sát mà đi. Xong, mắt thấy chỗ nào cũng có kiếm võng rảo sát mà đến, chúng tu sĩ khóe mắt nhai muốn nứt, đáy mắt bên trong hiện lên tuyệt vọng cùng vẻ không cam lòng. Ngay tại cái này sinh tử tồn vong lúc, dừng tay, trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo kinh thiên nộ hống âm thanh. Ngay sau đó, huyết sắc thiên khung phía trên, lại đột nhiên hạ xuống mảng lớn vô cùng thần bí ngũ thải quang mang. Trường 3979, Thẩm Lãng vs. Cương Trảm Thánh Sử những nơi đi qua liền không gian đều bị nhuộm thành năm màu kinh dị đáng sợ năng lượng chấn động làm cho lòng người đều đang run sợ cương trảm thánh sử cảm thấy tê cả ra đầu ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy vô cùng vô tận ngũ sắc kiếm quang giống như mưa như chút nước từ trên trời giáng xuống cái kia uy lực quả thực như tinh hà vỡ nát nhật nguyệt sụp đổ t cương trảm thánh sử hít vào một hơi hàn khí dưới tình thế cấp bách tranh thủ thời gian thôi động kiếm võng hướng phía trên đỉnh đầu ngũ sắc kiếm quang oanh kích mà đi ý đồ ngăn cản đột như mà đến thần bí một kích đông 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 kịch liệt nổ vang âm thanh tựa như thiên địa sụp đổ rất có hủy thiên diệt địa khí tức thế đầy trời ngũ sắc kiếm quang cùng bừa bãi tàn phá kim mang phảng phất muốn đem hết thảy xé nát tại đầy trời tiếng bạo liệt bên trong từ trên trời dám xuống ngũ sắc kiếm quang thế mà áp chế cương trảm thánh sử toàn lực đánh ra kinh hoàng kiếm quyết từng đạo sắc bén vô cùng kiếm quang như là cỗ sao trổi hạ xuống đánh trúng cương trảm thánh sử thân xác a à, trong nháy mắt cương trảm thánh sử hình thể gần như bị ngũ sắc kiếm quang thôn vệ bao phủ trong miệng phát ra thảm thiết tiếng rít liên tiếp dày đặc chói tai nổ vang âm thanh tùy theo truyền đến ngũ sắc cường quang bao trùm quanh mình hết thảy đây là viên vương long đã tử chờ tu sĩ hai mắt mở tròn vo ánh mắt mở mịt bên trong sen lẫn một tia kinh hỉ một kích qua đi cương trảm thánh sử kim cương thánh thể thế mà bị sinh sôi phá vỡ toàn thân cao thấp bị ngũ sắc kiếm quang oanh kích ra nhiều đạo dữ tợn đáng sợ lỗ máu máu thịt be bét, rất nhiều máu tươi từ miệng vết thương chảy ra mà ra. Cương Trảm Thánh Sử đổ vào hố đất bên trong, khóe miệng gặm bùn, bộ dáng dị thường chật vật. Sau một khắc, một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, chính là Thẩm Lãng. Không, không có khả năng, Cương Trảm Thánh Sử miễn cưỡng thấy rõ Thẩm Lãng thân ảnh, trợn mắt tròn xoe, dị thường chật vật từ dưới thân hố đất bên trong bò lên, không cách nào tin Thẩm Lãng vừa rồi thi triển ra thần thông công kích thế mà có thể công phá mình Kim Cương Thánh Thể hắn trong lúc nhất thời còn không có cảm thấy được thẩm lãng đã đột phá la thiên thượng tiên thẩm lãng không có chút nào để ý tới cương trảm thánh sử cấp tốc đi vào viên vương trước người viên vương thương thế quá nghiêm trọng nếu như mình mặc kệ thế tất sẽ bởi vì tiêu hao nguyên khí phản phệ tạo thành không thể nghịch chuyển bên trong tổn hại hắn một tay đỡ dậy viên vương tay phải đặt tại nó chỗ chán hướng viên vương trong cơ thể đánh vào bộ phận lưu ly thiên quang ổn định thương thế hiền đệ ngươi rốt cục đến Viên vương cuối cùng là thở quá một hơi, thần chí thanh tỉnh một chút. Hắn nói được nửa câu, bỗng nhiên phát hiện thẩm lãng chỗ mi tâm bốn mảnh kim hoa, cùng toàn thân bành trướng năng lượng chấn động, lập tức hai mắt trợn lên, nghẹn ngào quát hiền đệ, ngươi. Ngươi chẳng lẽ đột phá la thiên thượng tiên, tiểu đệ mới tại hải hoàng cung bên trong may mắn đột phá la thiên thượng tiên, đáng tiếc vẫn là tới chậm một bước. Thẩm lãng nhìn xem bốn phía đông đảo tu luyện đại quân tu sĩ thi thể cùng tàn thi, trong mắt lóe lên một tia thương cảm cùng ảo não, tâm tình có chút trầm thống. Nếu như mình sớm một bước, cũng không đến nỗi sẽ có nhiều như vậy đạo hữu hy sinh. Cũng may đạo lữ của mình cùng một chút trọng yếu trí hữu huynh đệ cũng còn còn sống. La thiên thượng tiên, thật tình không biết, thẩm lãng câu nói này quả thực như kinh lôi nổ vang. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ si ánh mắt nhau nhau dừng lại tại thẩm lãng trên thân, tất cả đều nghẹn ngào, rung động tột đỉnh. Khó trách thẩm lãng vừa rồi một kích chế phục cương trảm thánh sử, mạnh đến mức không còn gì để nói, nguyên lai đúng là đột phá la thiên thượng tiên. Mặc dù thẩm lãng chỗ mi tâm bốn mảnh kim hoa đủ để chứng minh hết thảy, nhưng cái này sự thật quá mức ma huyến, chúng tu sĩ trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tin. Sư huynh, người quả nhiên thành công, đầy người vết máu hạ san nhi phản ứng đầu tiên, vui đến phát khóc, kích động tay chân đều tại có chút run dày. Đã thẩm lãng đã tấn thăng la thiên, hết thảy nan đề đều đem giải quyết dễ dàng. Thật vất vả từ hố đất bên trong đứng lên cương trảm thánh sử, phát hiện thẩm lãng chỗ nghi tâm bốn mảnh kim hoa lập tức tâm thần dung mạnh lại tranh thủ thời gian thả ra thần thức cảm giác lên thẩm lãng tu vi phát hiện thẩm lãng thật đột phá la thiên thượng tiên về sau cương trảm thánh sử cả người ngây ra như phỗng, hận không thể tại chỗ qua đời cương trảm thánh sử không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này hắn lui về phía sau mấy bước chỉ vào thẩm lãng tay phải đều có chút phát run không tuyệt không có khả năng này như thế thời gian ngắn ngủi ngươi ngươi làm sao có thể đột phá la thiên cho dù tiểu tử này có thể lợi dụng hải tộc tu luyện đại trận cũng không đủ nhiều thời giờ quen thuộc cũng không đủ nhiều càn lam thạch cũng không thể thuận lợi sung kích bình cảnh cương trảm thánh sử đã nếm thử nửa năm lâu đều không thể nhờ vào đó đột phá tu vi bình cảnh thẩm lãng chỉ là lợi dụng một lần liền có thể dễ dàng như thế đột phá la thiên thượng tiên cái này đạp mã quả thực như chơi đùa ngày này chọn người cùng người tranh lệch không khỏi cũng quá lớn đi cương trảm thánh sử không thể nào tiếp thu được sự thật này thẩm lãng trị liệu đơn giản xong viên vương về sau không vội không chậm xoay người mặt không biểu tình mắt thấy cương trảm thánh sử âm hàn nói cương trảm người còn có cái gì di ngôn thì nói nhanh lên đi vừa mới nói xong năm thanh thiên cương ngũ hành kiếm giống như ngũ sắc quang toa tại thẩm lãng quanh thân phi tốc xuyên qua lượn lờ phóng xuất ra lóa mắt hào quang chói sáng liên hợp đại quân nhiều như vậy đạo hữu đều chết thảm cương trảm thánh sử tay thẩm lãng trong lòng đối cương trảm thánh sử hận ý cũng bành trướng đến cực hạn thẩm lãng tiểu nhi thiếu cho ta ra vẻ mê hoặc, lão tử không tin ngươi thật có thể đột phá la thiên, có loại tiếp lão tử một kích. Cương chảm thánh sử từ đầu đến cuối không thể nào tiếp thu được sự thật này, hắn gương mặt giữ tợn hét to lên tiếng, cuồng phún một miệng lớn tinh huyết bám vào trong tay thiên hoàng kiếm phía trên, lấy tốc độ nhanh nhất hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ra kinh hoàng kiếm quyết. Trong hách nhiên, thiên hoàng kiếm chia ra thành vô số chuôi kim sắc cửa kiếm, hóa thành tầng tầng lớp lớp kiếm võng, giống như cơn sóng gió động trời hướng phía thẩm lãng quấn giết tới, thanh thế cùng uy lực đã lớn đến một loại khó mà hình dung tình trạng bách luyện kiếm trận thẩm lãng không chút hoang mang ống tay áo vung lên lượn lờ tại quanh thân thiên cương ngũ hành kiếm phóng lên tận trời hóa thành một cố kịch liệt ngũ sắc phong bạo sinh sôi đụng vào tập kiếm vóng khí thế kinh người chi cực ầm uhm, nổ vang âm thanh chấn thiên động địa vang vọng vân tiêu gần như chỉ là một cái chớp mắt thẩm lãng đánh ra ngũ sắc phong bạo liền ngăn chặn kiếm võng chỉ thấy kia phong bạo bên trong sen lẫn vô số kể ngũ sắc kiếm quang kiếm quang càng không ngừng phân hợp phun trào, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng to lớn uy năng. Lúc này không giống ngày xưa, thẩm lãng đột phá la thiên thượng tiên về sau, bách luyện kiếm trận hạ bút thành văn, không còn có dĩ vãng hạn chế. Mà lại này kiếm trận cũng không tiêu hao bao nhiêu hỗn độn linh lực, hoàn toàn có thể làm lên tay thần thông. Chỉ là lên tay thần thông, liền để cương trảm thánh sử cảm nhận được nguy cơ to lớn. Cương trảm thánh sử đánh ra kinh hoàng kiếm quyết hết sạch sức lực, trong khoảnh khắc liền bị ngũ sắc kiếm quang hóa thành phong bạo sinh sôi đánh tan thất bại thảm hại không mắt thấy kia gió bão ngũ sắc kiếm quang cuốn tới cương trảm thánh sử con ngươi không ngừng phóng đại lần đầu cảm nhận được tử vong uy hiếp thảm thiết hiện thực nói cho hắn thẩm lãng tiểu tử này là thật đột phá la thiên thượng tiên mà lại thực lực cùng lúc trước so sánh quả thực có khác nhau một trời một vực ngay cả mình cũng khó khăn là nó đối thủ cương trảm thánh sử dưới sự sợ hãi đành phải tế ra mình mạnh nhất pháp bảo trong miệng phát ra cuồng loạn gầm thét thiên cương thánh thuẫn hiện